Ai xem bệnh? Yến Tàng Sinh cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi. Hắn từ bên ngoài nhìn vào, chính là một người trung niên nam tử. Khí tức phổ thông, hình dạng bình thường. Trong đám người ngươi nhìn thoáng qua sau cũng sẽ không lại xem lần thứ hai cái chủng loại kia. Ta giao cho nữ nhi của ta xếp hàng, nàng bây giờ còn chưa tới. Chính là, Lý Tử Nhiễm bởi vì sốt ruột, muốn giới thiệu Quân Quân tình huống. Người không tới, liền tránh ra, đi bên cạnh chờ lấy, chờ ngươi nữ nhi đến lại đến. Yến Tàng Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Lý Tử Nhiễm chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên, chờ đợi. Tiêu Thiên Vũ bọn hắn đã nói cho Lý Tử Nhiễm, Diệp Quân Lâm bọn hắn đang trên đường tới. Đừng nhìn Yến Tàng Sinh lạnh như băng, thế nhưng là đối đãi bệnh nhân thời điểm, hắn rất kiên nhẫn. Sau đó Lý Tử Nhiễm bọn hắn đều nhìn. Yến Tàng Sinh y thuật quá khủng bố. Cái dạng gì nghi nan tạp chứng đều có thể chữa khỏi. Còn có cái hài đồng bởi vì ngộ nhập cấm địa, nuốt một loại mang độc thực vật. Linh khí khôi phục có thể sinh sôi thiên tài địa bảo, cũng tương tự có thể sinh sôi loại này có độc thực vật, mà lại độc tính khủng bố đến cực hạn. Trước đó Diệp Quân Lâm tại cấm địa tìm kiếm thời điểm, liền gặp được rất nhiều có độc thiên tài địa bảo. Cái này hài đồng trúng độc là không có thuốc nào cứu được. Kết quả bị Yến Tàng Sinh cho mạnh mẽ giải độc. Nhìn đến đây, Lý Tử Nhiễm bọn hắn càng phát cảm giác được hy vọng. Loại kịch độc này đều có thể giải. Như vậy Quân Quân độc cũng là khẳng định. Đại khái suất có thể giải. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà hắn giải độc cũng vô dụng dược liệu, hoàn toàn là dựa vào một cái ngân châm giải độc. Dùng một loại kỳ diệu châm pháp đem độc tố cưỡng ép bức bách ra tới. Quả thực huyền diệu tới cực điểm. Cái này khiến đám người nhìn mà than thở. Lợi hại hơn độc yến thần y cũng có thể giải. Có người hỏi. Ta còn có một gốc thần dược có thể giải bách độc. Là độc kinh bên trên ghi lại. Yến Tàng Sinh không khỏi nói. Một gốc thần dược, có thể giải bách độc, có khủng bố như vậy sao? Đám người không thể tin mà hỏi. Vẫn luôn đang nghe giải bách độc. Nhất là Quân Quân trong khoảng thời gian này độc về sau, mọi người nghe được càng nhiều. Nhưng là chân chính có thể giải bách độc sao? Tất cả mọi người có chút không tin. Yến Tàng Sinh một bên chữa bệnh, vừa nói. Trước hai thiên thần bí người truyền 10 vạn năm Tuyết Liên biết a. Biết a, cái kia cũng quá khủng bố. Nếu quả thật thực tồn tại, cái gì độc đều có thể giải hết. Đúng a, 10 vạn năm Tuyết Liên kia không cách nào tưởng tượng a. Chấm. Đám người nhao nhao sợ hãi thán phục liên tục. Yến Tàng Sinh cười cười nói, trong tay của ta cái này một gốc thần dược đoán chừng phải có 10 vạn năm Tuyết Liên hơn một nửa dược hiệu. Có thể giải mở vạn độc là tùy tiện, cho dù là... Chẳng qua nói đến một nửa, Yến Tàng Sinh chợt nhớ tới cái gì. Mạnh mẽ ngừng lại, mà lại trên mặt hắn hiện lên một vòng dị sắc. Âm thầm thở dài một cái. Chẳng qua căn bản không có người chú ý tới hắn sự biến hóa này. Tất cả mọi người đắm chìm trong Yến Tàng Sinh có được một gốc thần dược trong rung động. Từ khi Diệp Quân Lâm bị lừa về sau, tất cả mọi người coi là 10 vạn năm Tuyết Liên kia là thiên phương dạ đàm. Không nghĩ tới trong hiện thực thật sự có a. Nếu như là người khác nói, mọi người khả năng không tin. Nhưng đây là thần y nói. Tất cả mọi người tin a. Tất cả mọi người đối Yến Tàng Sinh càng phát ra sùng bái. Nghe đến đó, Lý Tử Nhiễm đều muốn vui vẻ nhảy dựng lên. Chẳng những có tốt như vậy y thuật tại, hơn nữa còn có một gốc có thể so với 10 vạn năm Tuyết Liên thần dược tại. Cái gì độc không giải được. Quân Quân độc lợi hại nhất cũng được. Mà lại lấy nàng khoảng thời gian này quan sát đến xem, Yến Tàng Sinh vẻn vẹn bằng vào cái này y thuật là có thể đem Quân Quân độc cho giải. Căn bản nhưng không dùng được cái này gốc thần dược a. Không đơn thuần là Lý Tử Nhiễm hưng phấn lên. Những người khác tất cả cũng đều đầy cõi lòng chờ mong. Thật sự là quá tốt. Quân Quân độc có thể giải. Chắc hẳn cái này gốc thần dược đại giới rất lớn, ngủ gật Tiêu Thiên Vũ bọn hắn biết Diệp Quân Lâm có bao nhiêu tài nguyên. Vô luận như thế nào, Diệp Quân Lâm đều có thể để Yến Tàng Sinh ra tay cho Quân Quân giải độc. Yến Tàng Sinh nhìn xem hưng phấn đám người cười nói, chẳng qua tất cả mọi người đừng đánh cái này gốc thần dược. Nó là ta để lại cho mình bảo mệnh dùng, quá chân quý, mà lại không ai biết nó ở nơi nào. Cái này gốc thần dược tại độc kinh hạ nửa cuốn ghi chép qua. Dù là các ngươi thấy cũng không biết. Kia là đương nhiên, mà lại lấy thần y ngài y thuật. Chúng ta cũng căn bản không dùng đến loại này thần dược a. Đúng,
độc kinh là cái gì a? Chấm. Đám người cười nói. Lại chờ một đoạn thời gian. Yến Tàng Sinh lại biểu hiện ra một chút nghịch thiên y thuật, dẫn tới sợ hãi thán phục liên tục. Lý Tử Nhiễm lòng tin của bọn hắn cũng liền càng đầy. Tại một phen chờ đợi sau, Diệp Quân Lâm bọn hắn rốt cục đến. Lý Tử Nhiễm đều muốn khóc. Ngươi làm sao mới đến a? Nhanh đi, chúng ta cũng chờ nửa ngày. Lý Tử Nhiễm thúc giục nói. Diệp Quân Lâm vội vàng đem Quân Quân từ xe trượt tuyết bên trên ôm xuống tới, đi theo Lý Tử Nhiễm một đường chạy chậm. Thần y ta là vừa rồi xếp hàng, nữ nhi của ta đến rồi. Ngài nói trực tiếp tới chữa bệnh. Lý Tử Nhiễm chạy đến Yến Tàng Sinh trước mặt nói. Con gái của ngươi làm sao rồi? Yến Tàng Sinh hỏi. Nữ nhi của ta trúng độc, bên trong là danh xưng mạnh nhất độc dược. Có hơn 80 loại mạnh nhất độc tố cấu thành. Thỉnh cầu thần y giao cho nữ nhi của ta giải độc, bất kỳ cái gì điều kiện ta Diệp Quân Lâm đều đáp ứng. Diệp Quân Lâm nói, một bên đem Quân Quân ôm đến Yến Tàng Sinh trước người. Diệp Quân Lâm đúng không? Thật có lỗi, ta không cho con gái của ngươi giải độc. Yến Tàng Sinh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nóng nảy Diệp Quân Lâm liếc mắt nói. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Yến Tàng Sinh lời này mới ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Về phần Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm bọn hắn nghe nói như thế về sau, trực tiếp tại chỗ cứng đờ. Diệp Quân Lâm một đoàn người càng là tại chỗ dừng lại, trực tiếp bị đông cứng đồng dạng. Thậm chí bọn hắn đều cảm thấy mình lỗ tai phạm sai lầm. Cái khác đứng đám người cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây là Yến Tàng Sinh cái thứ nhất cự tuyệt người a. Cái này đều vài ngày. Yến Tàng Sinh chưa hề cự tuyệt một bệnh nhân. Vô luận người nào hắn đều sẽ đi trị. Từ sẽ không cự tuyệt bất cứ người nào. Thế nhưng là hắn vậy mà cự tuyệt Diệp Quân Lâm. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Không nghĩ ra a. Vì cái gì a? Cái này không có đạo lý có thể nói a. Muốn nhất không thông chỉ sợ phải là Diệp Quân Lâm. Vì cái gì không cho mình nữ nhi giải độc? Vì cái gì a? Mà lại cái này thần y nhìn mình liếc mắt liền trực tiếp nói. Phảng phất đây không phải trong nháy mắt quyết định, mà là đã sớm an bài tốt. Nhưng Diệp Quân Lâm rất là nghi hoặc. Nhìn xem Yến Tàng Sinh khuôn mặt, hắn cố gắng nghĩ lại lấy đi qua 5 tháng bên trong, cuộc sống của mình bên trong phải chăng có hắn. Nhưng Diệp Quân Lâm nghĩ bể đầu, mình căn bản không biết Yến Tàng Sinh a. Mình tuyệt đối là cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt. Trước kia không hề có quen biết gì, căn bản chưa từng gặp mặt. Càng không được đàm hắn cùng mình có cừu hận gì. Hắn vì sao không cho mình nữ nhi giải độc a? Lý Tử Nhiễm bọn hắn càng ngốc. Chờ nửa ngày Diệp Quân Lâm, kết quả là, thần y căn bản không cho Quân Quân giải độc. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Yến Tàng Sinh nhìn xem Lý Tử Nhiễm nói ra, sớm biết ngươi chính là Diệp Quân Lâm thê tử, ta liền không để ngươi xếp hàng. Các ngươi đều trở về đi, ta là sẽ không cho các ngươi nữ nhi giải độc. Yến Tàng Sinh ngữ khí kiên quyết, Lý Tử Nhiễm là bị chấn kinh đến, nàng vội vàng muốn mở miệng hỏi thăm. Chỉ là Yến Tàng Sinh âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cũng không cần hỏi vì cái gì. Ta không nghĩ cho các ngươi nữ nhi giải độc, các ngươi nữ nhi chúng độc liên quan gì đến ta, chỉ thế thôi. Chấn kinh. Chung quanh tất cả mọi người nhìn ngốc. Cho tới nay, Yến Tàng Sinh đều là tương đối hiền lành. Như vậy kiên quyết, kinh khủng như vậy là chưa từng có. Lý Tử Nhiễm lời nói trực tiếp giấu ở cuống họng miệng, thân thể run rẩy nói không nên lời một câu. Diệp Quân Lâm nhìn xem Yến Tàng Sinh hỏi, thần y tiên sinh chúng ta trước đó gặp mặt qua sao? Không có. Yến Tàng Sinh lắc đầu. Đúng à, vậy chúng ta đều chưa từng gặp mặt, căn bản không biết. Cũng không có thù hận gì a. Diệp Quân Lâm tiếp tục hỏi. Người cùng ta không có cừu hận. Yến Tàng Sinh gật gật đầu. Diệp Quân Lâm mím môi một cái, kia thần y tiên sinh ta phải cùng ngươi người quen biết, thân bằng hữu hảo bạn những cái này cũng không có cừu hận a. Ta hẳn là không làm ra tổn thương bọn hắn sự tình a. Diệp Quân Lâm suy đoán có thể là mình làm bị thương hắn thân bằng hảo hữu loại hình. Dù sao những năm này mình giết rất nhiều người. Đụng trên họng súng cũng không nhất định. Chỉ là Yến Tàng Sinh lạnh lùng nói, không có. Người cùng ta không có cừu hận, cùng người ta quen biết đều không có cừu hận. Đừng nghĩ, chúng ta căn bản không có cái gì gặp nhau. Kia thần y ngài vì sao không giao cho nữ nhi của ta giải độc đâu. Ngài muốn cái gì thù lao hoặc là điều kiện đều được. Chỉ cần ngài nói ra, ta lập tức đi làm.
Diệp Quân Lâm hỏi. Cùng những cái này cũng không quan hệ, ngươi cũng đừng hỏi, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không cho ngài nữ nhi giải độc. Mời Cao Minh Khác đi. Yến Tàng Sinh trực tiếp cự tuyệt. Không xem qua con ngươi lại là vụng trộm nghiêng mắt nhìn thêm vài lần Quân Quân. A, à, Diệp Quân Lâm bọn hắn nghi ngờ hơn. Vì sao không cho Quân Quân giải độc? Không có bất kỳ cái gì lý do. Cái này để người ta rất là khó hiểu. Không cần nghĩ, cũng không cần hỏi. Ta là sẽ không cho các ngươi nữ nhi giải độc. Dù là ngươi dùng hết thủ đoạn ta cũng sẽ không. Thậm chí ngươi giết ta cũng sẽ không cho con gái của ngươi giải độc. Quyết tuyệt. Mặc cho chẳng ai ngờ rằng Yến Tàng Sinh cự tuyệt như thế hung ác. Không cho Diệp Quân Lâm một tí chỗ trống. Hắn chỉ cần là Diệp Quân Lâm nữ nhi, liền không khả năng giải độc. Mà lại nói tuyệt tình như thế. Vô luận Diệp Quân Lâm đưa ra điều kiện gì, uy hiếp hắn, thậm chí giết hắn, cũng sẽ không cho Quân Quân giải độc. Có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Ai bệnh đều có thể trị. Vì sao mình không được? Đây rõ ràng là tại nhằm vào Diệp Quân Lâm A. Có người không nghĩ mình nữ nhi giải độc. Nhìn Yến Tàng Sinh dáng vẻ rõ ràng chính là có khó khăn khó nói. Yến Tàng Sinh phía sau khẳng định có người. Hắn khẳng định nhận một loại nào đó uy hiếp hoặc là bởi vì một ít sự tình bất đắc dĩ đáp ứng người thần bí, không cho Quân Quân giải độc. Đây là trước kia liền an bài tốt. Đối phương biết thần y sau khi xuất hiện, Diệp Quân Lâm tất nhiên sẽ tìm tới cho Quân Quân giải độc. Cho nên sớm một bước an bài tốt, không để Yến Tàng Sinh cho Quân Quân giải độc. Diệp Quân Lâm thần sắc phức tạp nhìn xem Yến Tàng Sinh. Không nghĩ tới sẽ là dạng này một chuyện. Lý Tử Nhiễm bọn hắn sốt ruột. Thật vất vả đụng phải một cái lợi hại như vậy thần y, làm sao lại bỏ qua. Bọn hắn đều muốn cho Yến Tàng Sinh lập tức quỳ xuống. Thỉnh cầu hắn ra tay cứu trị Quân Quân. Chỉ là Yến Tàng Sinh sớm một bước nói, quỳ xuống vô dụng. Ta nói không giải độc chính là không giải độc, mau từ trước mắt ta biến mất. Yến Tàng Sinh giận, hướng về phía Lý Tử Nhiễm bọn người gầm thét. Diệp Quân Lâm nhìn xem hắn nói, ngươi có chuyện gì khó xử cùng ta nói đi. Ta tới giúp ngươi giải quyết khó khăn, hoặc là ngươi cần gì ta thay ngươi tìm. Tài nguyên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngươi muốn cái gì ta đều non thỏa mãn ngươi. Diệp Quân Lâm vẻ mặt thành thật. Hắn suy đoán là Yến Tàng Sinh bị uy hiếp hoặc là có tay cầm. Chỉ cần hắn nói ra, Diệp Quân Lâm liền giúp hắn giải quyết. Thế nhưng là Yến Tàng Sinh mạnh mẽ trừng mắt liếc Diệp Quân Lâm, cười lạnh nói, thật có lỗi, ta không có cái gì khó khăn. Cũng không muốn ngươi đổ vật, ta chỉ là không nghĩ cho ngươi có liên quan người chữa bệnh. Mau chóng rời đi, ngươi làm cái gì ta cũng sẽ không cho ngươi nữ nhi giải độc. Đến, vị kế tiếp. Yến Tàng Sinh tiếp tục cho vị kế tiếp bệnh nhân xem bệnh. Không tiếp tục để ý Diệp Quân Lâm mấy người. Diệp Quân Lâm bọn hắn liền phơi ở một bên. Cũng không nói chuyện, cũng không rời đi. Lúc này Yến Tàng Sinh đột nhiên ngẩng đầu nói, con gái của ngươi độc ta có thể giải. Nhưng ta chính là không cho con gái của ngươi giải độc. Làm giận. Không giải độc cho ngươi. Còn muốn đâm ngươi một đao. Đối với Yến Tàng Sinh có thể giải rơi Quân Quân độc, không có người không tin. Từ vừa rồi một hệ liệt biểu hiện đến xem, hắn chính là quyết tâm không cho Diệp Quân Lâm nữ nhi giải độc. Còn muốn buồn nôn Diệp Quân Lâm một phen. Tuyệt đối sau lưng của hắn có người muốn cho mình khó xử. Không nghĩ để Quân Quân giải độc. Diệp Quân Lâm đã khẳng định. Chẳng lẽ là cửu đầu xà? Hoặc là hủy đi thay máu ghi chép cái kia thế lực thần bí? Chẳng qua thần y dẫm tại đại hạ quy mô nhỏ truyền ra, người ngoài hẳn là không biết. Chẳng lẽ là đại hạ nội bộ có người muốn nhắm vào mình? Dù sao trước đó chạy tới nhiều như vậy đạo đức bắt cóc. Nhưng cũng có khả năng tiết lộ ra ngoài. Cửu đầu xà những tin tức này đều linh thông đây. Chẳng qua tốc độ này quá nhanh. Thần y chân trước bại lộ, chân sau liền có người thu xếp không cho Quân Quân giải độc. Tốt. Rất tốt. Diệp Quân Lâm cũng không muốn từ bỏ cái này thần y. Hắn phần trăm 80-90 xác định ra hỏa này có thể cho Quân Quân giải độc. Chớ nhìn hắn mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật nội tâm đã núi lửa bộc phát. Chỉ cần là tìm tới hy vọng, hắn phát thệ nhất định phải cho Quân Quân giải độc. Hiện tại hy vọng ở trước mắt. Nhưng người ta hết lần này tới lần khác không cho chữa bệnh. Cái kia có biện pháp nào? Trong lúc nhất thời, thật đúng là sửng sốt. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trực tiếp động thủ đi? Lúc này Lý Tử Nhiễm nghĩ đến cái gì, không khỏi nói ra, thần y tiên sinh ngươi không giải độc chúng ta có thể lý giải.
vậy liền không giải độc. Nhưng ngươi không phải có một gốc so sánh 10 vạn năm tuyết liên thần dược sao? Hy vọng ngài có thể bán cho chúng ta. Vô luận cái gì đại giới chúng ta đều đáp ứng. Đây không ảnh hưởng nguyên tắc của ngươi a, lại không có để ngươi giải độc, chỉ là để ngươi đem thần dược bán cho chúng ta. Cái gì đại giới đều có thể tiếp nhận, chỉ cần ngươi nói. Lý Tử Nhiễm kiểu nói này. Diệp Quân Lâm cũng lập tức kịp phản ứng. Lại có so sánh 10 vạn năm tuyết liên thần dược. Đây cũng là to lớn hy vọng a. Diệp Quân Lâm cũng lập tức nói, còn có loại này thần dược. Thần y tiên sinh cái này có thể bán a. Ngài muốn cái gì điều kiện hoặc là muốn làm chuyện gì? Ta đều có thể. Diệp Quân Lâm là thật có tư cách nói ra những lời này. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trừ trên trời ngôi sao hái không xuống. Chuyện gì khác hắn đều có thể làm được. Đúng a, thần y tiên sinh đem thần dược bán cho chúng ta đi. Không trái với ngươi nguyên tắc. Chấm. Những người khác cũng nhao nhao nói. Cái này khiến Yến Tàng Sinh không khỏi sững sờ. Rất hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến Lý Tử Nhiễm có thể như vậy nói. Cái này tại ngoài dự liệu của hắn. Chỉ là Yến Tàng Sinh quyết tâm, không có khả năng. Cái này gốc thần dược ta đã giấu mấy chục năm. Đây là ta để lại cho mình bảo mệnh dùng. Không có khả năng lấy ra. Càng không khả năng bán cho Diệp Quân Lâm. Dường như nghĩ đến cái gì, Yến Tàng Sinh nhìn xem đám người hô, ta cái này gốc thần dược không bán. Không bán cho bất luận kẻ nào. Không có ai biết ở nơi nào. Các ngươi cũng đừng đánh thần dược chủ ý. Thái độ vẫn như cũ kiên quyết. Chỉ cần nghe được Diệp Quân Lâm danh tự, hắn kiên quyết sẽ không làm bất kỳ phản ứng nào. Diệp Quân Lâm sắc mặt biến đổi nói, thần y tiên sinh coi như ta cầu ngươi. Ta thật muốn cứu nữ nhi của ta. Ta nên thử biện pháp đều thử. Thật không có cách nào. Hiện tại chỉ có thể ngươi có thể giải độc. Ngươi để ta làm cái gì đều được. Làm trâu làm ngựa đều có thể. Chỉ cần ngươi sách. Bất kỳ cái gì sự tình ta đều đi làm. Gọi ta chết đều được. Ta chỉ cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta a, nàng còn nhỏ, ta không muốn nhìn thấy nàng xảy ra chuyện. Chấm. Kinh ngạc đến ngây người. Lý Tử Nhiễm cùng Hắc Ám bác sĩ bọn hắn cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Quân Lâm đi cầu người khác. Vẫn là như vậy khẩn cầu. Không thấy nhiều. Xem ra Diệp Quân Lâm hiện tại là không có biện pháp gì. Ngươi muốn có khó khăn gì ngươi nói với ta, ta tới giúp ngươi giải quyết. Ta biết ngươi có khó khăn khó nói. Chỉ cần ngươi nói ra tới. Ta. Cút. Chỉ là Diệp Quân Lâm lời mới vừa mới nói được một nửa, Yến Tàng Sinh liền giận dữ hét. Diệp Quân Lâm ngươi mau chóng rời đi. Ta cho ngươi biết, con gái của ngươi ta sẽ không cho giải độc. Vô luận ngươi dùng biện pháp gì đều không được. Ngươi dẹp ý niệm này đi. Cho ngươi hai con đường hoặc là giết ta, hoặc là đi cho ta. Tóm lại, ta sẽ không cho con gái của ngươi giải độc. Rung động. Toàn trường người đều chấn kinh. Yến Tàng Sinh vậy mà như vậy điên cuồng. Diệp Quân Lâm cùng hắn có thâm cửu đại hận a. Không phải sao có thể làm đến mức độ như thế a. Đây hết thảy quả thực quá khó mà tin nổi. Loại tình huống này, Diệp Quân Lâm bọn hắn cũng không thể tiếp tục đợi. Chỉ có thể rời đi. Lại xuống đi, Yến Tàng Sinh cảm xúc kích động, khả năng đều sẽ tự sát. Diệp Quân Lâm xem như nhìn ra. Cái này Yến Tàng Sinh là quyết tâm, cho dù là chết cũng sẽ không cho Quân Quân giải độc. Vô luận Diệp Quân Lâm làm thế nào đều không được. Mấu chốt hắn cũng không cách nào biết nguyên nhân a. Vì sao Yến Tàng Sinh chết cũng không chịu cho Quân Quân giải độc. Chỉ có thể tạm thời rời đi, đến tiếp sau có thể sẽ tra được nguyên nhân gì. Nếu là mình giúp Yến Tàng Sinh giải quyết nan đề, như vậy còn có hy vọng. Lý Tử Nhiễm lưu luyến không rời. Nhưng vẫn là bị Diệp Quân Lâm túm đi. Diệp Quân Lâm một đoàn người rời đi sau. Nơi này lại khôi phục bình thường. Yến Tàng Sinh tiếp tục trị liệu. Phảng phất căn bản không có ảnh hưởng hắn cái gì. Chỉ cần Diệp Quân Lâm không xuất hiện, hắn thế giới như cũ. Nơi xa âm thầm. Diệp Quân Lâm a Diệp Quân Lâm, người đừng nghĩ cho người nữ nhi giải độc. Kia là chuyện không thể nào. Ha ha ha, từ bỏ đi, hắn không có khả năng xuất thủ. Chấm. Có ba người mắt thấy đây hết thảy, làm càn cười lớn. Diệp Quân Lâm con gái của ngươi chờ chết đi, không có khả năng có người cho ngươi nữ nhi giải độc. Ba người này đôi mắt bên trong tất cả đều là oán độc thần sắc. Không biết cùng Diệp Quân Lâm có thâm cửu đại hận gì. Quả nhiên cùng Diệp Quân Lâm dự đoán đồng dạng. Có người không nghĩ Quân Quân giải độc. Yến Tàng Sinh đã sớm là được an bài tốt.
không biết hắn nhược điểm gì chộp vào tay người ta bên trong. Vậy mà thà rằng chết, đều không giúp Quân Quân giải độc. Mấu chốt đến cùng là ai không muốn để Quân Quân giải độc, Diệp Quân Lâm nghĩ không ra. Trừ Cửu Đầu Xà cùng Hủy đi thay máu ghi chép bên ngoài, còn có người muốn ngăn cản Quân Quân giải độc. Chẳng qua Yến Tàng Sinh vô luận như thế nào đều không xuất thủ, Diệp Quân Lâm cũng không có cách nào. Chỉ có thể để Tiêu Thiên Vũ bọn hắn nhìn chằm chằm Yến Tàng Sinh, xem hắn đều cùng ai tiếp xúc gặp mặt. Chỉ cần phát hiện là ai khống chế Yến Tàng Sinh liền dễ làm. Chẳng qua Diệp Quân Lâm từ Yến Tàng Sinh kiên quyết trình độ đến xem, hy vọng không lớn. Hoặc là nói không có hy vọng. Chỉ có thể mời Cao Minh khác. Khó chịu a, rất khó chịu. Rõ ràng người trước mắt có thể cho Quân Quân giải độc, thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn chính là không xuất thủ. Đây mới là để người khó chịu nhất. Diệp Quân Lâm đều hận không thể đem Yến Tàng Sinh buộc tới. Chẳng qua hắn dám khẳng định, nếu là mình dám cưỡng ép tới, vừa có cơ hội, Yến Tàng Sinh tiểu tử này tuyệt đối sẽ tự sát. Như vậy, hy vọng mới có thể thật không có. Được không bù mất sự tình Diệp Quân Lâm sẽ không làm. Yến Tàng Sinh tại Diệp Quân Lâm đi về sau. Kỳ thật hướng về phía bọn hắn rời đi phương hướng nhìn thật sâu vài lần. Nội tâm của hắn kỳ thật cũng rất dẫy dụa xoắn suýt. Diệp Quân Lâm ta là thực sự không có cách nào a. Kỳ thật con gái của ngươi độc ta thật có thể giải. Thế nhưng là ta không có biện pháp gì, ta không thể giải a. Ta cũng rất thống khổ rất dẫy dụa, làm một trung y, có thể giải độc, lại trơ mắt nhìn xem bệnh nhân chịu khổ, ta cũng rất khó chịu. Thế nhưng là ta thật không thể ra tay, vô luận như thế nào đều không thể ra tay. Khó xử của ta ngươi không biết a, ngươi biết cũng vô dụng, ngươi căn bản giải quyết không được, ngươi không có thực lực này. Yến Tàng Sinh nội tâm đau khổ dẫy dụa lấy. Chấm. Đúng, lão Hắc, ngươi bắt đầu tra một chút Yến Tàng Sinh thần dược. Nếu là tìm tới, trực tiếp trộm trở về. Diệp Quân Lâm một bên an bài người nhìn chằm chằm Yến Tàng Sinh, một bên để Hắc Ám bác sĩ bắt đầu tra Yến Tàng Sinh thần dược. Diệp Quân Lâm ý nghĩ là đã không thể để cho Yến Tàng Sinh giải độc, như vậy đem hắn thần dược trộm được. Tốt, minh bạch, cái phương hướng này ta cảm giác không sai. So trực tiếp tìm hắn chữa bệnh còn muốn ổn thỏa. Hắc Ám bác sĩ đồng ý nói. Hắn cũng tiếp xuống sẽ không nhàn rỗi. Khoảng thời gian này tại trong phạm vi toàn thế giới thăm dò cấm địa, thu hoạch không nhỏ. Có thể đối Quân Quân hữu dụng từ đầu đến cuối không có gặp được. Duy chỉ có đại hạ cấm địa còn không có thăm dò qua. Cho nên Diệp Quân Lâm nghĩ thử thời vận. Tại đại hạ những cái này trong cấm địa tìm kiếm. Vạn nhất đâu. Yến Tàng Sinh có như vậy thần kỳ thần dược, khẳng định là tại đại hạ đạt được. Đại hạ tài nguyên phong phú, nói không chừng thật sự có giải độc thiên tài địa bảo. Quân Quân để lại cho Lý Tử Nhiễm bọn hắn chăm sóc. Bên ngoài có Tiêu Thiên Vũ nhiều cường giả như vậy che chở, khẳng định không có chuyện gì. Mình cũng sẽ không đi quá xa. Một khi gặp nguy hiểm, hắn có thể ngay lập tức giết trở lại tới. Diệp Quân Lâm đi vào lĩnh Nam sâu trong núi lớn. Trước mắt liền có một cái cấp 2 cấm địa. Xuyên qua cái này cấp 2 cấm địa về sau, còn có cái cấp 1 cấm địa. Diệp Quân Lâm lựa chọn ở đây thử thời vận. Tiến vào cấp 2 cấm địa sau. Diệp Quân Lâm phát hiện đại hạ thật đúng là phong thủy bảo địa A. Trong cấm địa thiên tài địa bảo hoặc là những bảo vật khác phẩm chất cũng rất cao. So với địa phương khác muốn tốt hơn nhiều. Đại hạ từ xưa đến nay liền tài nguyên phong phú, bị vô số người nhìn chằm chằm. Hiện tại linh khí khôi phục về sau, tài nguyên đại bạo phát cũng không đủ. Xâm nhập cấp 2 cấm địa về sau. Diệp Quân Lâm đột nhiên nghe được một trận đánh nhau gào thảm thanh âm. Ngay sau đó có người tại chạy trốn thanh âm truyền đến, mà lại phương hướng vẫn là hắn nơi này. Chẳng qua Diệp Quân Lâm không quan trọng, chỉ cần đừng quấy rầy đến hắn là được. Hắn vẫn là trực tiếp đi tới, tuyệt không thay đổi lộ tuyến. Mấy phút đồng hồ sau. Bảy người thất tha thất thểu đi về phía bên này. Ba vị nam tử trẻ tuổi cùng hai vị nam tử trẻ tuổi, còn có một nữ một nam lão giả. Bọn hắn máu me khắp người, thụ khác biệt trình độ tổn thương. Bây giờ linh khí khôi phục về sau, loại này các thế lực lớn ở giữa chém giết thảm thiết hơn cùng phổ biến. Mọi người vì một khối linh khí tinh thể ra tay đánh nhau, tử thương vài trăm người đều là rất bình thường. Mà lại thăm dò cấm địa đến đào móc thiên tài địa bảo càng thêm phổ biến. Đại hạ mặc dù không tồn tại đại quy mô thăm dò, dù sao thần minh gần như không có,
không cách nào tại trong cấm địa ứng phó nguy hiểm. Nhưng một chút thế lực vẫn là kìm nén không được tiến hành thăm dò. Bởi vậy giết người cướp của, thế lực ở giữa tranh đấu cũng là rất nhiều. Nhất là Đại Hạ tồn tại một chút ẩn thế thế lực. Linh khí khôi phục thời điểm tuyệt không đi theo đại lưu trốn ở an toàn đảo bên trong. Hiện tại loại này linh khí mức độ đậm đặc hấp dẫn bọn hắn ra tới. Diệp Quân Lâm liếc mắt nhìn ra hai vị này lão giả thực lực rất mạnh, đỉnh phong chiến lực có thể cùng thần minh tách ra vật tay. Cái khác mấy người trẻ tuổi cũng đều không kém. Phía sau bọn họ đi theo một đống người càng cường đại hơn. Ai nói Đại Hạ vô thần minh? Đại Hạ có rất nhiều cao thủ thế nhưng là sánh vai thần minh. Dù sao Đại Hạ các loại cổ xưa công pháp thiên biến vạn hóa, hấp thu cực ít linh khí, có thể chuyển hóa thành trình độ lớn nhất lực lượng. Đây là quốc gia khác so không được. Thần minh chỉ là hấp thu phóng xạ quá nhiều linh khí, nhưng chiến đấu lực không nhất định như thế nào. Đương nhiên là từ Diệp Quân Lâm góc độ đến xem. Từ những người khác góc độ đến xem, thần minh cường đại đến như thiên thần giáng lâm. Xa xa đám người này nhìn thấy Diệp Quân Lâm đi ở chính giữa. Bọn hắn bắt đầu hướng về phía Diệp Quân Lâm giống giận. Tránh ra a, chớ cản đường a. Mẹ nhà hắn, người có bị bệnh không? Chó ngoan không cản đường. Mau tránh ra, muốn chết a. Chấm. Nhưng Diệp Quân Lâm giống như là căn bản không nghe thấy, vẫn là đi từ từ. Cái này khiến mấy người thân hình trì trệ, tốc độ cũng chậm không ít. Rầm rầm rầm. Đồng thời mấy đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời. Từ phía sau cực tốc mà tới. Nháy mắt xuất hiện tại Diệp Quân Lâm sau lưng, đem chạy trốn đến 7 người ngăn lại. Muốn chạy, không có khả năng. Người tới cười lạnh nói. Đồng thời bọn hắn nhìn một chút Diệp Quân Lâm, tiểu huynh đệ cảm ơn ngươi a. Giúp ta ngăn lại bọn hắn. Chạy trốn 7 người toàn bộ ánh mắt ấn khắc tại Diệp Quân Lâm trên thân. Ánh mắt oán độc, hận không thể giết Diệp Quân Lâm. Nếu không phải Diệp Quân Lâm cản bọn họ lại, bọn hắn đều sớm chạy. Chỉ trách Diệp Quân Lâm. Ngươi hỗn đản, để ngươi tránh ra tránh ra. Ngươi lỗ tai điếc, chúng ta bị ngươi hại chết. Trong đó một cái nữ hài tùy thanh thanh giận dữ hét. Một cái khác nữ hài tịch mông hương nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm nổi giận mắng, liền trách ngươi. Liền trách ngươi, ngươi chết không yên lành. Ta thật muốn giết hắn, tiểu tử này hại chúng ta. Chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nam tử trẻ tuổi phiền vân bằng hô lớn. Ai? Những người khác nhao nhao thở dài. Bọn hắn muốn nằm tại chỗ này. Quả nhiên rất nhanh, đằng sau lại tới càng nhiều cao thủ. Đem bọn hắn gắt gao vây lại. Một người cũng đừng nghĩ chạy trốn. Chỉ cần các ngươi giao ra còn lại 28 khối linh khí tinh thể cùng kia 13 cây thiên tài địa bảo. Ta Hắc Thiên Minh có thể suy xét tha các ngươi một lần. Hắc Thiên Minh dẫn đội một người cười lạnh nói. Ánh mắt tại Tùy Thanh Thanh cùng Tịch Mông Hương đầy đặn nhanh nhẹn dáng người bên trên dò xét. Đúng a, đồ vật giao ra, nam giết hết, nữ mà có thể giữ lại. Ánh mắt của những người khác cũng đều hừng hực lên. Các ngươi, Tùy Thanh Thanh cùng Tịch Mông Hương bọn hắn đều muốn tức điên. Linh khí khôi phục về sau, rất nhiều thế lực nhỏ cũng bắt đầu bão đoàn, hợp tác cùng một chỗ trở thành thế lực lớn. Dạng này khả năng sinh tồn. Bọn hắn bão đoàn sau thế lực lớn bắt đầu chiếm đoạt nó thế lực của hắn, đến tùy ý cướp đoạt thiên tài địa bảo cùng linh khí tinh thể. Không biết bao nhiêu người chết trên tay bọn họ. Bọn hắn kỳ thật cũng là ác ma tồn tại. Giết rất nhiều người, diệt rất nhiều thế lực, cướp được rất nhiều thiên tài địa bảo. Cái thế lực này bên trong, mọi người kỳ thật đều là tuyệt tình người tu luyện. Không có quốc gia cùng cái khác khái niệm. Chỉ là sinh tồn ở đại hạ thổ địa bên trên. Nhưng bọn hắn chưa từng nói mình là đại hạ nhân chi loại. Dù sao bọn hắn cùng người bình thường không giống. Ngay từ đầu chính là sát phạt vô tình người tu luyện. Chẳng qua đây là mạnh được yếu thua thời đại. Bọn hắn bão đoàn sau thế lực lớn đối rất nhiều thế lực đến nói, không thể chiến thắng. Bọn hắn thôn phệ từng cái thế lực. Nhưng bọn hắn gặp càng cường đại Hắc Thiên Minh. Thôn phệ người khác, liền phải làm tốt bị người thôn phệ chuẩn bị. Hắc Thiên Minh đối bọn hắn cái thế lực này toàn diện tiến hành công kích, muốn đem cái thế lực này triệt để ăn hết. Chấm. 3 ngày thời gian, bọn hắn một cái thế lực cường đại liền bị đánh tan. Phần lớn người toàn bộ tử vong, cất giữ thiên tài địa bảo cùng linh khí tinh thể đều bị nuốt lấy. Những người còn lại trốn thì trốn, bị đuổi giết. Tùy Thanh Thanh bọn hắn lúc đầu có 70, 80 người đội ngũ, mang rất nhiều tài nguyên chạy trốn.
một đường bị đuổi giết, đến bây giờ chỉ còn lại 7 người. Bây giờ bị Hắc Thiên Minh triệt để vây quanh. Một cái cũng sẽ không còn lại. Bọn hắn cũng minh bạch bị bắt lại ý vị như thế nào. Nam toàn bộ muốn bị giết. Nữ muốn bị mang về, trở thành bọn hắn đồ chơi. Bởi vậy, Tùy Thanh Thanh cùng Tịch Mông Hương đều hận chết Diệp Quân Lâm. Nếu không phải hắn cản trở, bọn hắn liền chạy trốn. Nơi nào bây giờ bị Hắc Thiên Minh trùng điệp vây quanh a? Lúc này Diệp Quân Lâm nhìn xem Tùy Thanh Thanh bọn họ nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không có ta cản trở, các ngươi cũng một cái đều trốn không được. Diệp Quân Lâm nhìn một chút Hắc Thiên Minh các cao thủ nói ra, đầu tiên, mỗi người các ngươi đều thụ thương. Nhất là hai vị này thực lực mạnh lão giả, càng là bị trọng thương, hiện tại chính là vứt mạng đang lẩn trốn. Tiếp theo, bọn hắn bên này cao thủ nhiều như mây, so với các ngươi mạnh không nói, so với các ngươi số lượng cũng nhiều, cũng đều là sinh lực quân. Đuổi kịp các ngươi vài phút sự tình, dù là không có ta cản trở, lại có cần 3 phút bọn hắn khẳng định đuổi kịp các ngươi. Nghe nói như thế, Hắc Thiên Minh đám người nhao nhao cười to nói, đúng, không sai. Các ngươi kỳ thật vô luận như thế nào đều trốn không được. Ta, trong lúc nhất thời, Tùy Thanh Thanh bọn hắn á khẩu không trả lời được. Bọn hắn kỳ thật nơi nào không rõ điểm này. Đến hiện tại bọn hắn cơ hồ là mệt bở hơi tai. Bị đuổi kịp kỳ thật chính là vài phút sự tình. Chỉ là tâm tình bực bội, đem hết thảy quy kết đến Diệp Quân Lâm trên thân thôi. Nhưng kết quả nhất định là đồng dạng. Các ngươi cũng không cần giãy giụa. Ha ha ha. Hắc Thiên Minh đám người quát. Bên này Phiền Vân Bằng lên tiếng hỏi, nếu là chúng ta lấy ra tất cả thiên tài địa bảo cùng linh khí tinh thể, có thể hay không thả chúng ta đi? Đương nhiên không thể. Đem các ngươi đều giết, chúng ta cũng có thể được đồ vật. Hắc Thiên Minh mang đội người cười nói. Ngươi, Phiền Vân Bằng đều muốn tức điên. Mọi người chuẩn bị, đem mấy cái này nam toàn bộ đều giết. Sau đó đem thiên tài địa bảo cùng hai cái này nương môn mang về. Người cầm đầu hạ lệnh. Hắc Thiên Minh các cao thủ đều muốn chuẩn bị động thủ. Tùy Thanh Thanh bọn hắn cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể liều mạng, ý đồ giết ra một đường máu. Diệp Quân Lâm cũng chuẩn bị rời đi. Ngay từ đầu hắn khả năng sẽ còn nghĩ đến cứu một chút Tùy Thanh Thanh bọn hắn. Dù sao bọn hắn cũng là bởi vì thiên tài địa bảo bị đuổi giết. Thế nhưng là Tùy Thanh Thanh bọn hắn một hệ liệt thao tác để Diệp Quân Lâm sinh khí. Các ngươi bị đuổi kịp, mắc mớ gì tới hắn. Vô duyên vô cớ đem hết thảy đều trách tội đến những người khác trên thân. Thế là Diệp Quân Lâm kính đi thẳng về phía trước đi. Chỉ cần phiền phức không tìm hắn, hắn cũng sẽ không tìm người khác phiền phức. Hắn sẽ không để ý tới bọn hắn tranh đấu. Lúc này, Hắc Thiên Minh một vị cao thủ chỉ vào Diệp Quân Lâm hỏi, hắn làm sao bây giờ? Giết là được. Loại vấn đề này còn phải hỏi. Người cầm đầu âm thanh lạnh lùng nói. Giết. Hắc Thiên Minh tất cả cao thủ đều động. Hướng về phía Tùy Thanh Thanh bọn hắn 7 người đi lên. Còn có một người thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Muốn chết. Diệp Quân Lâm sinh khí. Hắn đều không có trộn rộn bọn hắn phân tranh, càng không có cứu Tùy Thanh Thanh bọn hắn. Còn muốn tìm mình phiền phức. Oanh. Đến giết Diệp Quân Lâm cao thủ đột nhiên bị một cỗ vô hình lực lượng đánh trúng, cả người bay tứ tung ra ngoài. Đụng gãy 7-8 cái cây về sau, ngã trên mặt đất chết rồi, run rẩy đều không mang run rẩy một chút. Ngốc! Nhưng rất nhanh Hắc Thiên Minh cái khác cao thủ toàn bộ giết tới. Oanh! Oanh! Chấm! Những cao thủ này một cái tiếp một cái bay tứ tung ra ngoài. Tử trạng thảm thiết! Nháy mắt Hắc Thiên Minh cái khác cao thủ toàn bộ bị chấn trụ. Tùy Thanh Thanh bọn hắn cũng bị chấn trụ. Hắc Thiên Minh mấy cái dẫn đầu ánh mắt cũng chú ý tới Diệp Quân Lâm trên thân. Đoán chừng tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Quân Lâm lại có như vậy thực lực khủng bố. Nhất là Tùy Thanh Thanh bọn hắn. Vừa mới tất cả mọi người xem nhẹ Diệp Quân Lâm. Giết, giết hắn trước. Hắc Thiên Minh người cầm đầu hạ lệnh. Nháy mắt, Hắc Thiên Minh những cao thủ toàn bộ vọt lên. Chết. Diệp Quân Lâm một quyền một cái. Chớp mắt qua đi. Trên mặt đất nhiều hơn 30 bộ thi thể. Ngốc. Còn lại Hắc Thiên Minh những cao thủ toàn bộ đều ngốc. Vạn vạn không nghĩ tới vậy mà gặp được như vậy kẻ khó chơi. Cái này thực lực khủng bố có thể so sánh thần minh đi. Mà lại không giống như là bọn hắn thế lực bên trong rất nhiều cao thủ tạm thời có thể cùng thần minh một trận chiến. Trước mắt Diệp Quân Lâm là chính thức có được thần minh chiến lực. Chấn trụ.
Hắc Thiên Minh những người này đều bị trấn trụ. Diệp Quân Lâm sức chiến đấu cỡ này, tại đại hạ quá hiếm thấy. Không thể trêu vào a. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, các hạ có dám hay không báo cái danh hiệu? Người cầm đầu muốn biết Diệp Quân Lâm danh hiệu, thuận tiện báo đáp nhiều thù. Chết! Diệp Quân Lâm vẻn vẹn phun ra một chữ. Cách đó không xa người cầm đầu thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Dọa sợ! Ai còn dám hỏi? Rút, rút! Hôm nay coi như chúng ta chút xui xẻo. Hắc Thiên Minh còn lại mấy người minh bạch. Lại cứng rắn gặp, bọn hắn đều muốn nằm tại chỗ này. Vẫn là tranh thủ thời gian về Hắc Thiên Minh, sau đó tra rõ ràng Diệp Quân Lâm thân phận, lại đến báo thù. Mấy người lập tức thoát đi. Diệp Quân Lâm tuyệt không đuổi giết bọn hắn. Những cái này Hắc Thiên Minh cao thủ với hắn mà nói, cùng dẫm chết một con kiến không có quan hệ gì. Bọn hắn còn không đến mức mình đuổi theo giết tình trạng. Không có tư cách. Có thể để cho Diệp Quân Lâm giết người cũng cần tư cách. Diệp Quân Lâm giống như là làm một kiện thưa thất chuyện bình thường. Căn bản không sát thần minh sảng a. Cái này. Nhìn xem một chỗ Hắc Thiên Minh cao thủ thi thể. Tùy Thanh Thanh ngốc. Tịch Mông Hương ngốc. Phiền Vân Bằng bọn hắn tất cả mọi người ngốc. Bọn hắn nguy cơ cứ như vậy giải trừ rồi. Trước mắt người này cũng quá lợi hại đi. Ai có thể nghĩ tới tùy tiện một cái cản đường vậy mà có được kinh khủng như vậy chiến lực. Bọn hắn nhân họa đắc phúc tưởng gặp nạn mà hóa ra gặp may, vậy mà thoát khỏi Hắc Thiên Minh công kích. Sau đó Hắc Thiên Minh khả năng sẽ còn tiếp tục truy kích bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn còn muốn đi Hắc Thiên Minh viện binh. Cho đến lúc đó, bọn hắn cũng đều sớm chạy. Tùy Thanh Thanh bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lộ ra nụ cười tới. Bọn hắn nguy cơ giải trừ. Thật sự là quá tốt. Mạng bọn họ không có đến tuyệt lộ a. Mấy người liếc nhau về sau, vậy mà quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, căn bản chưa có xem Diệp Quân Lâm liếc mắt. Chớ đừng nói chi là đối Diệp Quân Lâm giảng một chút cảm tạ. Phảng phất giải trừ nguy cơ là chính bọn hắn làm được đồng dạng. Bảy người yên tâm thoải mái rời đi. Lúc này vốn hẳn nên đi lên phía trước Diệp Quân Lâm đột nhiên hô, uy. Một tiếng này để bảy người đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi xoay người lại. Làm sao rồi, có sự tình khác sao? Tùy Thanh Thanh cùng Phiền Vân Bằng hỏi. Ta cứu các ngươi, không nói tiếng cảm ơn liền đi rồi sao? Diệp Quân Lâm muốn là một cái thái độ. Kỳ thật tạ ơn hay không cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chính là không quen nhìn những người này hành vi. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không thích mấy người kia. Hiện tại cứu bọn hắn không nói một tiếng cảm ơn, vậy mà xoay người rời đi. Như vậy Diệp Quân Lâm liền phải đòi một lời giải thích. Không cùng sâu kiến so đo là một chuyện khác. Cái này là hai chuyện khác nhau. Bọn hắn lạnh lùng như vậy Diệp Quân Lâm liền phải đòi một lời giải thích. Diệp Quân Lâm lời này hỏi ra, bọn hắn đều nhao nhao sững sờ. Dường như nhớ tới là Diệp Quân Lâm giết sạch Hắc Thiên Minh tất cả mọi người, cứu bọn hắn. Hẳn là muốn nói tiếng tạ ơn a. Dù sao cũng là người ta cứu bọn hắn. Hai vị lão giả đều muốn vô ý thức muốn cùng Diệp Quân Lâm nói lời cảm tạ. Dù sao đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng là Tùy Thanh Thanh sớm một bước nói lời cảm tạ. Vì cái gì nói lời cảm tạ? Tịch Mông Hương càng là phụ họa nói, đúng a, chúng ta quen biết sao? Phiền Vân Bằng ba nam tính cũng là chuyện đương nhiên nhìn xem Diệp Quân Lâm. Thậm chí có mấy phần kinh ngạc. Bọn hắn dường như căn bản không ý thức được là Diệp Quân Lâm cứu bọn hắn. Diệp Quân Lâm trả lời, không biết, nhưng vừa vặn các ngươi bị người đuổi giết, ta cứu các ngươi. Các ngươi hẳn là nói lời cảm tạ, đây là quy củ tối thiểu. Lời này mới ra, Tùy Thanh Thanh mấy người ngẩn người. Thậm chí hướng thi thể trên đất nhìn mấy mắt. Không sai a, trên mặt đất tất cả mọi người là Diệp Quân Lâm giết. Nếu không phải Hắc Thiên Minh những người này đều chết rồi. Bọn hắn là một cái đều trốn không thoát. Thế nhưng là Tùy Thanh Thanh kiên trì đầu nói, đã cứu chúng ta. Chưa chắc a. Tịch Mông Hương cũng nói, đúng a, cái này căn bản không phải cứu chúng ta a. Ta nhớ được Hắc Thiên Minh muốn giết chúng ta, người từ đầu đến cuối không để ý, muốn trực tiếp rời đi đúng không? Lời này mới ra, lập tức đạt được Phiền Vân Bằng đám người duy trì, cái này cùng cứu chúng ta có quan hệ gì? Rõ ràng là chính ngươi cứu mình a. Đúng a. Rõ ràng là người ta muốn giết ngươi, sau đó ngươi phản kích giết người ta rồi. Cùng chúng ta có quan hệ gì?
Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là những người này đều là ta giết. Không phải các ngươi đều phải chết, kia chính là ta cứu các ngươi. Tùy Thanh Thanh bọn hắn hô, người cái này người thật kỳ quái a. Đây không phải ngươi cùng người ta ân oán sao, cái này đều có thể kéo tới trên người chúng ta. Đó căn bản không tính ngươi đã cứu chúng ta a, đây là chuyện của mình ngươi. Là người ta giết ngươi, sau đó ngươi giết người ta rồi a. Chúng ta căn bản cùng ân oán của các ngươi không quan hệ a. Ngươi cái này nói tuyệt, muốn cưỡng ép để người khác thiếu ngươi một cái ân tình sao? Phục, chúng ta chỉ là cùng địch nhân thôi, ngươi chỉ là cứu mình mà thôi, quan chúng ta thí sự, chưa bao giờ thấy qua ngươi người ra mặt dày như vậy. Chấm. Diệp Quân Lâm. Quả nhiên mình ngay từ đầu cảm giác là đúng. Đám người này vô sỉ đến cực hạn. Hơn nữa nhìn bộ dáng thế lực của bọn hắn trên cơ bản toàn bộ bị diệt, bọn hắn có thể sống đến bây giờ. Đoán chừng là dùng không ít thủ đoạn. Ví dụ như để đồng bạn làm kẻ chết thay, dẫm lên đồng bạn thi thể chạy trốn. Một đường cho tới bây giờ. Tiện không tiện a? Người ta cứu các ngươi. Liền động động miệng nói câu tạ ơn mà thôi. Cái này đều có thể kéo tới sự tình khác bên trên. Quả thực mở rộng tầm mắt. Khoảng thời gian này, Diệp Quân Lâm thật sự là nhìn thấy đủ loại không muốn mặt người. Không có nhất không muốn mặt, chỉ có càng không biết xấu hổ. Đại thiên thế giới, quả nhiên các loại người đều có. Ta cứu các ngươi liền phải nói tạ ơn. Đây là phép tắc. Diệp Quân Lâm chuyện này vẫn thật là truy cứu tới cùng. Không cho một cái thuyết pháp. Chuyện này không có khả năng xong. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, còn phóng xuất ra khí tức cường đại. Minh bạch, ngươi làm như vậy, kỳ thật không phải vì nghe chúng ta nói một câu tạ ơn a. Ngươi là có thâm ý khác a, chúng ta đều hiểu. Phiền Vân Bằng nhìn Tùy Thanh Thanh bọn hắn liếc mắt. Tất cả mọi người nhao nhao đều lộ ra hết thảy đều hiểu thần sắc. Tùy Thanh Thanh nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm, cười lạnh nói, ngươi cưỡng ép nói như vậy đã cứu chúng ta. Cũng không phải là muốn một tiếng trên miệng tạ ơn, ngươi là muốn tính thực chất chỗ tốt. Mục đích rất rõ ràng vì để cho chúng ta thiếu ngươi ân tình, vì trên người chúng ta thiên tài địa bảo. Trọng yếu nhất chính là vì hai chúng ta mỹ mạo, đã cứu chúng ta, muốn để chúng ta cùng ngươi phát sinh chút gì, tốt nhất lấy thân báo đáp, lại không tốt cũng phải cùng ngươi một đêm. Diệp Quân Lâm. Hắn triệt để im lặng. Vì không cho mình xin lỗi, như vậy vậy mà đều nói được. Còn mình nhìn chúng mỹ mạo của các nàng. Mình cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân. Mình cái gì nữ nhân chưa thấy qua. Mà lại chỉ cần mình nghĩ, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được. Vì được đến các ngươi. Thật có lỗi. Thật không có bất cứ hứng thú gì. Mắt của ta mù vì được đến các ngươi. Muốn chút mặt được không? Các ngươi cũng quá tự tin đi. Diệp Quân Lâm trên mặt hiện lên thần sắc bất đắc dĩ. Nhưng theo bọn hắn nghĩ chính là một loại khác ý tứ. Có phải là bị chúng ta nói đúng, các ngươi tâm tư của nam nhân ai không biết đâu, dùng dạng này anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn, để chúng ta cảm ơn ngươi, tốt có ấn tượng tốt. Cùng ngươi phát sinh chút gì? Nói trắng ra, ngươi chính là muốn lấy được chúng ta. Không thấy được vừa rồi Hắc Thiên Minh những người kia nhìn thấy bộ dáng của chúng ta sao? Hận không thể từng cái nhào lên, ngươi cũng khẳng định là đồng dạng, ngươi chỉ là mặt ngoài trang bình tĩnh thôi, nhưng kỳ thật ngươi nội tâm lửa nóng, đã sớm nghĩ. Chúng ta thừa nhận ngươi lợi hại, thế nhưng là ngươi vừa mới biểu hiện ra thực lực, khẳng định có đạt được ý của chúng ta. Muốn để chúng ta tưởng rằng ngươi đã cứu chúng ta, từ đó lấy thân báo đáp. Nhưng nói cho ngươi, không có khả năng, dù là ngươi giết chúng ta cũng sẽ không làm ra loại sự tình này. Người loại nam nhân này chúng ta thấy nhiều. Bị chúng ta nói đúng, chẳng lẽ thẹn quá hóa giận, đối với chúng ta động thủ đi. Chấm. Kéo. Càng kéo càng không hợp thói thường. Không cảm kích chút nào, còn muốn trả đũa, đem Diệp Quân Lâm cài lên sắc lang đều mũ. Diệp Quân Lâm chưa hề như thế im lặng qua. Chính là tiện tay cứu. Đã cảm thấy mỗi người đều là lợi nhuận tính chất. Cứu người chính là muốn chỗ tốt gì đồng dạng. Mấy người nhìn xem Diệp Quân Lâm tiếp tục nói, còn nữa nói chúng ta để ngươi cứu rồi. Chúng ta có chuyện nhờ ngươi cứu chúng ta sao? Ta còn nói chúng ta không muốn sống, muốn chết đâu. Chúng ta có chết hay không có quan hệ gì tới ngươi. Cũng không có để ngươi cứu a, chúng ta càng sẽ không cảm kích. Ngươi có thể không giết người nhà a, nhưng người ta muốn giết ngươi a. Ha 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 ha. Chấm. Phục. Diệp Quân Lâm thật phục.
Mình cứu bọn hắn, kết quả đám người này không lĩnh tình không cảm tạ không nói, ngược lại còn các loại trào phúng hắn. Diệp Quân Lâm vì sao minh bạch bọn hắn bị đuổi giết rồi? Bọn hắn kỳ thật cũng là Hắc Thiên Minh bản thân. Đều là ác nhân. Nhất là từ biểu hiện bây giờ đến nói, so Hắc Thiên Minh càng buồn nôn hơn a. Hắc Thiên Minh những người kia kỳ thật chính là đơn thuần muốn giết người thôi. Nhưng mấy người này chẳng những muốn giết người, còn muốn buồn nôn ngươi. Buồn nôn chết ngươi. Những cái này ngôn ngữ nhưng so sánh đao kiếm lưỡi dao còn kinh khủng hơn nhiều. Diệp Quân Lâm triệt để bị chọc giận. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói, nhưng là nếu như ta hôm nay không giết bọn hắn, các ngươi sẽ còn sống rời đi. Vậy vẫn là ta cứu các ngươi. Chỉ là phiền Vân Bằng nhìn Diệp Quân Lâm một cái nói, phi. Đó là chúng ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Liền xem như không có ngươi, còn sẽ có những người khác tới cứu chúng ta. Chúng ta trong số mệnh căn bản không có một kiếp nạn này, chúng ta sẽ không hủy ở Hắc Thiên Minh trong tay. Tịch Mông Hương cũng âm thanh lạnh lùng nói. Phiền Vân Bằng cũng cười nói, đúng a, chúng ta sẽ chết, nhưng tuyệt không phải chết tại Hắc Thiên Minh trong tay. Đúng, ngươi vì sao cần phải nhận định chúng ta không có chạy trốn ra Hắc Thiên Minh ma thủ đâu? Vừa mới dù là ngươi không xuất thủ, chúng ta cũng sẽ giết ra đến. Những cái kia Hắc Thiên Minh người ngăn không được chúng ta. Thậm chí có thể nói như vậy, dù là ngươi không có ra tay giết bọn hắn. Chính là ông trời một cái lôi đều muốn đánh chết bọn hắn. Bọn hắn thậm chí toàn bộ chết đột ngột. Tùy Thanh Thanh không chút nào muốn mặt cười lạnh nói. Đúng a, là như thế này a. Chúng ta tốt số a. Chúng ta sẽ không chết, giết người của chúng ta ông trời sẽ thu thập bọn họ. Chấm. Diệp Quân Lâm thật sự là khí cười. Loại lời này đều có thể nói ra được. Vì không thừa nhận mình cứu bọn hắn, lời gì đều nói được. Càng kéo càng không hợp thói thường. Liền ông trời một đạo sét đánh chết loại lời này đều nói được rồi. Loại này người vô sỉ ra mặt được nhiều dày a. Phục. Hoàn toàn phục. Vừa mới không tự mình ra tay, bọn hắn có thể tại Hắc Thiên Minh thủ hạ giết ra đến. Đầu óc đâu? Mình thực lực gì, trong lòng không có điểm số sao? Bảy người đều thành dạng gì, không biết sao? Còn có thể từ Hắc Thiên Minh ở trong giết ra đến. Liền tự tin như vậy thật sao? Diệp Quân Lâm cười lạnh một tiếng, trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ. Đã các ngươi nói có thể từ Hắc Thiên Minh trong tay giết ra tới là a? Kia ta liền tự mình nhìn xem các ngươi có thể hay không giết ra đến. Các ngươi không phải tự tin sao? Kia tốt, chứng minh một chút thực lực của các ngươi. Ý nghĩ này đản sinh ra. Diệp Quân Lâm cũng không nóng nảy đi cấm địa thăm dò. Hắn liền phải cùng mấy người này chăm chỉ. Nhìn xem Diệp Quân Lâm đi tới, mấy người bắt đầu bối rối lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tùy Thanh Thanh run run rẩy rẩy đạo. Ngươi chẳng lẽ muốn giết chúng ta à? Ngươi cũng không thể dạng này à? Nói chẳng qua chúng ta, liền động thủ đúng không? Chấm. Phiền Vân Bằng bọn hắn một bên lui lại, một bên cảnh giác nói. Bọn hắn đều dọa ra mồ hôi lạnh đến. Nếu như Diệp Quân Lâm muốn giết bọn hắn, cái kia cũng quá đơn giản. Trước đó Hắc Thiên Minh những người kia chết như thế nào, bọn hắn thế nhưng là rõ mồn một trước mắt a. Diệp Quân Lâm nhìn xem bọn hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta lại cho các ngươi một cơ hội. Xin lỗi thêm cảm ơn ta liền bỏ qua các ngươi. Thế nhưng là đám người này quá cưỡng. Tùy Thanh Thanh cả giận nói, mơ tưởng, ngươi là muốn ta trên giường nói xin lỗi đi, thật không nghĩ tới ngươi nội tâm là như vậy. Tịch Mông Hương cũng là nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, không sai. Tâm tư của ngươi cái dạng gì, chúng ta có thể không biết sao? Không phải liền là muốn lấy được chúng ta thân thể cùng thiên tài địa bảo sao? Diệp Quân Lâm không nói chuyện, từng bước một đè lên. Làm sao ngươi muốn dùng mạnh sao? Tịch Mông Hương hai người run rẩy nói. Phiền Vân Bằng bọn hắn bởi vì sợ, vậy mà nói không nên lời một câu. Bọn hắn cũng sợ hãi chết a. Cơ hội cho các ngươi, thật không muốn sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Đừng. Không có khả năng, ta sẽ không bán đứng thân thể của mình, ta linh hồn là cao thượng. Tùy Thanh Thanh kiên quyết phản đối. Những người khác cũng lấy dũng khí, nhao nhao hô, không muốn cơ hội. Bọn hắn xem như thăm dò rõ ràng Diệp Quân Lâm tính tình. Nếu là muốn giết bọn hắn hoặc là cưỡng ép đạt được hai nữ nhân, sẽ không kéo tới hiện tại. Muốn hành động, đã sớm động thủ. Ừm, tốt, cơ hội đã cho các ngươi. Diệp Quân Lâm cười nói. Ngươi. Ngươi có ý tứ gì?
mọi người ý thức được có cái gì không đúng. Chạy. Một đám người đều muốn chạy. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm nhặt lên trên mặt đất Hắc Thiên Minh trên người một người mang theo dây thừng. Ba. Dây thừng bay ra, trực tiếp đem 7 người đánh bại. Xoát xoát xoát. Quay cuồng một hồi về sau, 7 người bị trói tại một cây dây thừng dài từ bên trên. Diệp Quân Lâm lôi kéo dây thừng liền đi. Ngươi muốn làm gì? Tranh thủ thời gian thả ra chúng ta. Ngươi làm như vậy không phải anh hùng hành vi. Chấm. Mấy người lập tức hô lớn. Gấp. Không biết Diệp Quân Lâm muốn đối bọn hắn làm cái gì. Từng cái la to. Chẳng qua bọn hắn miệng vẫn là đủ cứng. Một chút cũng không có sám hối cùng nói xin lỗi khả năng. Một mực đang trách cứ Diệp Quân Lâm. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm căn bản không để ý tới. Thô bạo kéo lấy bọn hắn. Nếu là phía trước gặp được tảng đá lớn hoặc là cây cối. Diệp Quân Lâm cũng không né tránh, trực tiếp mạnh mẽ lôi kéo bọn hắn. Hoặc là tảng đá vỡ vụn, hoặc là cây cối sụp đổ. Cũng không lâu lắm, mấy người bọn hắn liền vết thương chồng chất. Sau đó không lâu, bị kéo lấy mấy người đã ngất đi. Bọn hắn thực sự chịu quá nhiều tổn thương. Trước khi hôn mê đều mắng bất động Diệp Quân Lâm. Cuống họng đều câm từng cái. Chờ bọn hắn tỉnh lại thời điểm, đã bị Diệp Quân Lâm ném ở một chỗ. Hắc Thiên Minh tổng bộ. Diệp Quân Lâm mới vừa từ Hắc Thiên Minh trong tay cứu bọn hắn, kết quả bọn hắn không lĩnh tỉnh cũng không nhận. Như vậy Diệp Quân Lâm liền đem bọn hắn giao cho Hắc Thiên Minh, để bọn hắn ở vào trước đó hiểm cảnh bên trong. Nhìn xem có thể hay không giống bọn hắn nói như vậy ông trời có thể hay không đánh chết Hắc Thiên Minh tất cả mọi người. Diệp Quân Lâm rất chờ mong a. Hắc Thiên Minh đại bản doanh, là Diệp Quân Lâm để Tiêu Thiên Vũ tra được. Ở vào một chỗ cấp 3 cấm địa trong núi sâu. Rất khó tìm đến. Sau đó hắn một đường mang theo Tùy Thanh Thanh một đoàn người đến nơi này. Đem bọn hắn ném ở Hắc Thiên Minh đại bản doanh. Chẳng qua Diệp Quân Lâm tuyệt không rời đi. Hắn ngược lại là muốn xem thật kỹ một chút, nếu là hắn không cứu, nhóm người này là thế nào có thể từ Hắc Thiên Minh trốn tới. Chính bọn hắn nói chính là bọn hắn sẽ không chết tại Hắc Thiên Minh nơi này. Mạng bọn họ không có đến tuyệt lộ. Cho dù là không có hắn cứu, cũng sẽ có những người khác cứu. Thậm chí ông trời đều sẽ hạ xuống thiên lôi đánh chết bọn hắn. Chấm. Tóm lại, dù là Diệp Quân Lâm không cứu bọn hắn cũng sẽ tiếp tục sống. Hắc Thiên Minh người căn bản sẽ không giết chết bọn hắn. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm hết lần này tới lần khác không tin. Hắn ngược lại muốn xem nhóm người này gặp được Hắc Thiên Minh phải chăng có thể còn sống sót. Hắn liền chuyện tốt làm đến cùng, trực tiếp đem bọn hắn đưa về Hắc Thiên Minh đại bản doanh. Hiện tại hắn đứng trên núi cao, nhìn xem Hắc Thiên Minh đại bản doanh hết thảy. Làm Diệp Quân Lâm đem mấy người kia ném ở Hắc Thiên Minh đại bản doanh về sau, rất nhanh nơi này liền loạn. Lấy là địch người xâm lấn. Nhưng rất nhanh phát hiện dị huống. Mấy người kia bị thương không nói, còn bị một sợi dây thừng gắt gao trói chặt, cũng đều hôn mê đi. Sau đó không lâu, trước đó từ Diệp Quân Lâm trên tay chạy trốn mấy người đi vào về sau. Một mặt kinh ngạc. Là bọn hắn, chính là bọn hắn, ta nhận ra bọn hắn. Tùy Thanh Thanh, Tịch Mông Hương còn có Phiền Vân Bằng. Kỳ quái, bọn hắn không phải bị người thần bí cứu sao? Làm sao được đưa về đến rồi? Cũng đều là buộc chặt lấy. Chấm. Nghi hoặc. Quá nghi hoặc. Ở trong đó dấu vết để lại bọn hắn xem không hiểu. Phân cao thấp dịch não, cũng nghĩ không thông chuyện gì xảy ra. Bọn hắn cảm giác từ chỗ cao bỏ xuống đến, đó chính là lão thiên đưa cho chúng ta. Trên người bọn họ tài nguyên không ít, trực tiếp đoạt đi. Hắc hắc, còn có hai cái này tiểu nương môn, thật thủy linh a. Ta đều nhớ thương bọn hắn thật lâu, đợi chút nữa, hắc hắc hắc. Còn có cái này ba cái nam, cũng mọc trắng nón, có yêu mến cho các ngươi. Ta nuôi hung thú thích, liền cho ăn bọn chúng, hai cái này giả ta hung thú cũng có thể ăn. Ha ha ha, trước tiên đem trên người bọn họ thiên tài địa bảo đoạt đi. Chấm. Đã rơi vào bọn hắn trong đại bản doanh. Bọn hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng, trực tiếp liền bắt đầu đoạt. Dù sao căn cứ tình báo, đoàn người này trên thân mang không ít thiên tài địa bảo. So với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Tùy Thanh Thanh bọn hắn đều mê man đi. Trong mơ mơ hồ hồ cảm giác có người trên người bọn hắn tìm tòi. Lần này đem bọn hắn tất cả mọi người cho bừng tỉnh đến. Các ngươi làm gì? Làm gì? Ai?
Chấm. Tùy Thanh Thanh mấy người giật mình tỉnh lại. Lập tức nghĩ bắn người lên tới. Chỉ là mọi người đều bị dây thừng cột, căn bản dậy không nổi. Ngược lại mấy người còn mạnh mẽ đụng vào nhau. Chờ phản ứng lại về sau, mọi người hướng nhìn bốn phía. Kinh ngạc phát hiện ở vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Chung quanh bọn họ toàn bộ đều là người. Còn cần ánh mắt nóng hừng hực nhìn xem bọn hắn, nhất là Tùy Thanh Thanh bên người mấy cái chảy nước miếng đều chảy ra. Đây là nơi nào, các ngươi là ai? Mấy người hoảng sợ mà hỏi. Cái này, đây là Hắc Thiên Minh người. Phiền Vân Bằng nhận ra được. Cái gì, Hắc Thiên Minh? Những người khác toàn thân run lên, trên mặt toát ra trước nay chưa từng có hoảng sợ thần sắc. Bọn hắn cũng nhận ra. Nhất là tới gần Tùy Thanh Thanh mấy người, không phải là phía trước chạy trốn mấy người kia sao? Nơi này là Hắc Thiên Minh địa phương nào? Bọn hắn thô sơ giản lược nhìn xuống. Chung quanh tối thiểu có mấy trăm người. Đây là đâm Hắc Thiên Minh ổ a. Làm sao nhiều như vậy người? Quá khó mà tin nổi. Ta đến nói cho các ngươi biết đây là nơi nào. Đây là Hắc Thiên Minh tổng bộ. Các ngươi lá gan thật sự là lớn a. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông. Các ngươi không trốn xa xa, các ngươi còn mình đưa tới cửa. Ha ha ha. Chấm. Nghe được đám người tiếng cười, tất cả mọi người sắp điên. Cái gì, Hắc Thiên Minh tổng bộ. Tùy Thanh Thanh bảy người đều muốn điên. Bọn hắn chạy thế nào đến Hắc Thiên Minh tổng bộ đến rồi. Đánh chết bọn hắn cũng sẽ không hướng nơi này đến a. Đúng rồi. Bỗng nhiên bọn hắn nghĩ đến Diệp Quân Lâm. Hôn mê trước đó, Diệp Quân Lâm dùng dây thừng trói chặt bọn hắn. Nhớ lại. Là hắn. Cái này hỗn đản, lại đem chúng ta đưa đến Hắc Thiên Minh tổng bộ đến. Ta giết ngươi. Tùy Thanh Thanh hét lớn. Đáng ghét a, hắn vậy mà hại chúng ta. Phiền Vân Bằng đều muốn tức điên. Làm sao lại có dạng này hỗn đản? A a a. Chấm. Lúc này bọn hắn chợt nhớ tới, Diệp Quân Lâm để bọn hắn nói lời cảm tạ, thế nhưng là tất cả mọi người như thế đối đãi. Đều nói Diệp Quân Lâm là mình cứu mình, căn bản không có quan hệ gì với bọn họ. Còn nói Diệp Quân Lâm cứu bọn họ là vì tính thực chất chỗ tốt. Là coi trọng Tùy Thanh Thanh cùng Tịch Mông Hương mỹ mạo, là vì đạt được bọn hắn. Cuối cùng bọn hắn thậm chí nói ra để ngươi cứu rồi, không có ngươi chúng ta cũng sẽ bị người khác cứu, chúng ta mệnh không có đến tuyệt lộ, sẽ không chết tại Hắc Thiên Minh trong tay, dù là không có ngươi, ông trời cũng sẽ đem Hắc Thiên Minh người đánh chết. Mấy cái này hoàn toàn là loạn kéo tới. Nơi nào có ông trời đánh chết a? Nguy hiểm thời điểm kia là gọi trời trời không linh, gọi đất đất không ứng a. Còn có nào có những người khác tới cứu a? Bọn hắn cũng không phải thiên sứ, đời trước lại không có cứu vớt thế giới. Dựa vào cái gì người khác tới cứu bọn họ? Liền là vận khí tốt, gặp Diệp Quân Lâm, giúp bọn hắn giải quyết Hắc Thiên Minh mà thôi. Tất cả mọi người lòng tựa như gương sáng, nếu như không có Diệp Quân Lâm, bọn hắn hôm nay tất cả mọi người phải chết phỉnh vỉnh. Tùy Thanh Thanh bọn hắn cũng đem đứng trước trở thành công cụ kết cục bi thảm. Kết quả bọn hắn ngang ngược quen thuộc. Lúc đầu từng cái cũng không phải là loại lương thiện, đều không là đồ tốt. Nơi nào sẽ hiểu được cảm ơn người khác? Không có trả đũa cũng không tệ. Đây chính là bọn họ bình thường phong cách hành sự. Còn như vậy vũ nhục Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm liền hết lần này tới lần khác nhìn xem, nếu như hắn không cứu, đám người này phải chăng có thể thoát đi nguy hiểm. Minh bạch. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn rốt cục đều hiểu Diệp Quân Lâm vì sao đưa bọn hắn đến Hắc Thiên Minh tổng bộ. Chính là đến nghiệm chứng bọn hắn hoang đường thuyết pháp không có Diệp Quân Lâm cứu giúp, bọn hắn cũng có thể từ Hắc Thiên Minh trong tay chạy trốn. Không người đến cứu bọn hắn, ông trời cũng sẽ hạ xuống lôi đem Hắc Thiên Minh người đánh chết. Đoán chừng Diệp Quân Lâm đem bọn hắn đưa tới, chính là nhìn xem sẽ hay không giống bọn hắn nói dạng này. Nói không chừng vị nào liền ở trong tối chỗ nhìn xem đâu. Tùy Thanh Thanh bọn hắn làm rõ đây hết thảy về sau, vô ý thức hướng chung quanh chỗ cao nhìn lại. Thật đúng là bị bọn hắn ngờ tới, Diệp Quân Lâm thật đúng là ngay tại chỗ cao quan sát đến. Hiện tại các ngươi rơi vào Hắc Thiên Minh trong tay, ta nhìn các ngươi còn thế nào trốn. Nhìn xem có thể hay không còn vận tốt như vậy, có người tới cứu các ngươi. Hắc Thiên Minh mấy người cười như điên nói. Không có. Nơi nào còn có người tới cứu bọn hắn a? Vốn là vận khí tốt đụng phải cao thủ cứu bọn hắn. Bị bọn hắn mạnh mẽ đem may mắn bại quang. Là chính bọn hắn tìm đường chết, hết thảy đều là bọn hắn gieo gió gặt bão a.
đối đãi ân nhân làm sao lại như thế? Nói một tiếng cảm ơn không phải hẳn là sao? Còn muốn quái ân nhân giáp tâm không tốt? Mạnh mẽ kéo tới vấn đề khác lên. Cho tới giờ khắc này mới biết được kia là ân nhân. Mới biết được muốn trân quý. Hối hận. Quả thực quá hối hận. Bọn hắn đều muốn điên. Đây hết thảy không thể trách Diệp Quân Lâm, chỉ đổ thừa chính bọn hắn miệng tiện. Đều nói không cần người ta liền có thể bỏ trốn sao. Hiện tại tràng cảnh tái hiện. Nhìn xem các ngươi làm sao thoát đi ra Hắc Thiên Minh ma trường. Người tới, đoạt. Hắc Thiên Minh đám người động thủ, trực tiếp bắt đầu trên người bọn hắn đoạt thiên tài địa bảo. Chỉ chốc lát sau, mỗi cá nhân trên người bảo vật đều bị đào phải sạch sẽ. Còn lại chính là phân bọn hắn. Hắc hắc. Mọi người nhìn đám người, phát ra đáng sợ nụ cười tới. Tùy Thanh Thanh bọn hắn đều bị hù dọa. Từng cái hoảng hốt sợ hãi. Cũng hối hận đến cực hạn. Nếu như lại cho bọn hắn một cái cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ cho Diệp Quân Lâm nói một tiếng cảm ơn. Không đúng. Hẳn là quỳ xuống đập 100 cái khấu đầu, để báo đáp ơn cứu mệnh của hắn. Thế nhưng là trên đời nơi nào có thuốc hối hận a? Lúc này, chỉ thấy một cái ước chừng cao 2 mét đại hán vạm vỡ. Vậy mà nắm 7-8 thất ác lang đi vào giữa sân. Cái này 8 thất ác lang bị linh khí ảnh hưởng về sau, hình thể càng lớn, khí tức càng đáng sợ. Vậy cái này mấy cái liền về bảo bối của ta nhóm. Đại hán vạm vỡ nhìn xem Phiền Vân Bằng mấy người cười cười. Trong tay hắn nắm 8 thất biến dị ác lang ngửi được mùi máu tươi đã kìm nén không được. Hướng về phía Phiền Vân Bằng mấy người kia điên cuồng gào thét. A, à, cứu lấy chúng ta a. À. Chúng ta sai. Phiền Vân Bằng bọn hắn điên cuồng giãy giụa lấy. Chỉ là bây giờ gọi ai cũng vô dụng. Hối hận càng không cái gì dùng. Bọn hắn cầu nguyện có người từ trên trời giáng xuống tới cứu bọn hắn. Nhưng là không thể nào. Từ trên trời giáng xuống chỉ có thể là đói 3 ngày biến dị ác lang. Tại đại hán vạm vỡ buông tay về sau, 8 thất biến dị ác lang phóng tới Phiền Vân Bằng 5 người. Phanh phanh phanh. A a a. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn có thể giãy giụa, ngay sau đó là trận trận tiếng kêu thảm thiết. Những cái này biến dị ác lang thực lực quá cường đại. Chính là bọn hắn không bị tổn thương, thực lực ở vào thời đỉnh cao đều không có cách nào đối phó, chớ đừng nói chi là bọn hắn thụ thương thành dạng này. Rất nhanh bọn hắn liền thành đồ ăn, từ đầu đến chân đều là. Cho dù là xương cốt những cái này ác lang cũng toàn bộ đều sẽ không bỏ qua. Tùy Thanh Thanh cùng Tịch Mông Hương hai người ở bên cạnh mắt thấy hết thảy đồng bạn bị ác lang ăn sạch, cái gì đều không có còn lại rung động hình tượng. Bọn hắn đều muốn bị dọa điên. Thân thể không ngừng run rẩy. Mồ hôi lạnh cũng một mực bốc lên không ngừng. Bọn hắn đều nhanh muốn tới ngốc tình trạng. Quá hối hận. Hai người trực tiếp khóc. Khóc đến lê hoa đái vũ. Trong đầu tất cả đều là Diệp Quân Lâm thân ảnh. Nói lời xin lỗi cùng đạo cái tạ làm sao rồi. Liền động động miệng sự tình. Dù là Diệp Quân Lâm muốn các nàng lại như thế nào. Cùng một vị siêu cấp cường giả có quan hệ không phải rất tốt sao. Chấm. Nhìn thấy đồng bạn dạng này, các nàng đều khóc. Các nàng là chúng ta. Hắc Thiên Minh đám người nhìn thấy Tùy Thanh Thanh hai cái vưu vật, từng cái cùng như bị điên. Nâng lên hai người liền đi. Sau đó kết quả của các nàng so Phiền Vân Bằng bọn hắn càng muốn thảm. Cuối cùng hai người cũng phải chết. Hơn nữa còn là nhận hết tra tấn mà chết, hay là thân thể cùng tinh thần song trọng tra tấn. Phiền Vân Bằng bọn hắn tối thiểu chết rất nhanh, không bị bao lớn đau khổ. Thế nhưng là Tùy Thanh Thanh hai người tiếp xuống sẽ rất thảm rất thảm. Hai người liều mạng giãy giụa, thế nhưng là nơi nào còn sẽ có người tới cứu bọn họ. Cứu bọn hắn người bị bọn hắn mạnh mẽ cho biến thành cửu nhân. Ha ha ha, đưa tới cửa, còn giãy giụa cái gì? Ha 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 ha. Hắc Thiên Minh đám người phát ra tiếng cười tới. Không lỗ a, nhiều như vậy thiên tài địa bảo đến tay, còn có hai cái mỹ nhân. Nhìn thấy hết thảy kết thúc, Diệp Quân Lâm cũng rời đi. Nguyên lai ông trời là sẽ không đánh chết bọn hắn a. Các ngươi nói láo. Diệp Quân Lâm liền nghĩ nghiệm chứng một chút bọn hắn nói có phải là thật hay không. Kết quả không phải. Trong sơn cốc truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Diệp Quân Lâm cũng rời đi. Hắn tiếp tục tại cấp một cấm địa thăm dò, ý đồ tìm tới một chút thiên tài địa bảo. Thật đúng là để hắn thu thập được một chút đồ tốt. Chính là linh khí khôi phục thời gian quá ngắn, không phải lấy loại này linh khí nồng nặc tẩm bổ dưới,
qua cái mấy năm, tuyệt đối có thể có tuyệt đỉnh thần dược xuất hiện. Diệp Quân Lâm tự lẩm bẩm. Thời gian quá ngắn. Hiện tại khắp nơi đều có thiên tài địa bảo không sai. Thế nhưng là có thể giải mở quân quân độc thiên tài địa bảo, còn cần 5 tháng tích lũy, trong thời gian ngắn khẳng định không được. Hy vọng vẫn là tại Yến Tàng Sinh cùng hắn có thần dược trên thân. Quả nhiên, hiện tại đại hạ thần y sự tình giấu không được. Bị toàn thế giới đều biết. Mỗi cái quốc gia thế lực quăng tới điên cuồng ánh mắt nóng bỏng. Thần y không quan hệ. Dù sao chỉ cần không phải nghi nan tạp chứng, hiện tại người thể chất tùy tiện hít một chút linh khí đều có thể giải quyết. Đại gia chủ muốn chính là Yến Tàng Sinh có thể thay đổi nhân thể chất, chế tạo ra thần minh thủ đoạn. Khoảng thời gian này, đã xuất hiện không ít nhân tạo thần minh thủ đoạn. Trong đó lấy Chiến Hùng Quốc bên này cửu đầu xà thủ đoạn cao nhất hiệu. Thành công chế tạo ra thần minh ra tới. Đã chuẩn bị bắt đầu đại lượng chế tạo. Thế nhưng là hiệu suất cùng Yến Tàng Sinh so ra nhưng kém rất nhiều. Yến Tàng Sinh trên cơ bản chỉ cần tài nguyên đúng chỗ, nhân viên đúng chỗ, gần như là 100% hiệu quả. Này làm sao có thể khiến người ta thấy không thèm. Ai cũng muốn. Đại hạ tự nhiên cũng dự liệu được điểm này. Khẳng định sẽ có người tới đoạt Yến Tàng Sinh. Lưu lại Yến Tàng Sinh vô cùng khó khăn. Bọn hắn còn cố ý đem Thiên Sách thiếu soái cũng gọi tới, bảo hộ Yến Tàng Sinh. Vì kế hoạch hôm nay, Viêm Long Vệ cùng Thiên Sách phủ cộng đồng kế hoạch là cầu thần y vì đại hạ chế tạo càng nhiều thần minh ra tới. Kinh thương nghị Yến Tàng Sinh đồng ý. Chế tạo thần minh ứng cử viên ngược lại là rất nhiều, trừ Thiên Sách phủ, còn có lúc ấy Côn Luân học viện đám người kia. Thanh Long, Kỳ Lân bọn hắn đều là chọn lựa đầu tiên. Nhưng đánh tạo thần minh cần tài nguyên. Cần đại lượng thiên tài địa bảo cùng linh khí tinh thể. Thiên tài địa bảo dùng để cải thiện càng mạnh mẽ nhà thể chất, linh khí tinh thể thì là bảo hộ lượng lớn cao độ tinh khiết linh khí. Đại hạ hàng tồn lại không nhiều. Đã chế tạo ra 2 vị thần minh, liền đem để giành được tài nguyên tiêu hao hầu như không còn. Sau đó tài nguyên dựa vào ai? Diệp Quân Lâm. Mọi người cấp tốc nghĩ đến một người, đó chính là Diệp Quân Lâm. Trước kia chỉ là đám kia đạo đức bắt cóc Diệp Quân Lâm người đánh hắn tài nguyên chủ ý. Hiện tại là tất cả mọi người cần Diệp Quân Lâm tài nguyên. Tốt nhất có thể chia một ít ra tới. Chúng ta đi cùng hắn thương lượng một chút ha. Vừa vặn hắn tại đại hạ, đây đối với chúng ta đến nói là cơ hội tốt. Phải nhanh. Diệp Quân Lâm vừa trở về. Đối mặt một đám người đi tới. Viêm Long Vệ tứ đại thủ lĩnh, Thiên Sách phủ đầu rồng thần tướng mấy đại thần tướng. Còn có gần đây Yến Tàng Sinh đánh tạo nên 2 đại thần minh đầu rồng thần tướng 2 cái đổ đệ Long Tam cùng Long Ngũ. Có việc. Diệp Quân Lâm hỏi. Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, hiện tại đại hạ bức thiết cần ngài tài nguyên. Hiện tại thần y có biện pháp để thần minh xuất hiện, thế nhưng là chúng ta thiếu khuyết tài nguyên. Đầu rồng thần tướng nói. Viêm Long Vệ tứ đại thủ lĩnh cũng là biểu đạt khẩn cấp tính. Bây giờ các thế lực lớn đều tại thi đấu. Đại hạ không có thần minh. Liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Chớ đừng nói chi là cùng người ta thi đấu. Thật vất vả xuất hiện một cái thần y, bọn hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Nhất Tự Tịnh Kiên Vương chúng ta biết những tài nguyên này là ngươi lấy ra cho Quân Quân giải độc. Quân Quân cũng là chúng ta Thiên Sách phủ, chúng ta cũng không hy vọng thấy được nàng xảy ra chuyện. Hiện tại chúng ta chỉ hy vọng ngươi có thể chia một ít ra tới là được. Giải quyết việc cần kíp trước mắt. Mặt khác thần y bên kia chúng ta cũng sẽ đi thuyết phục, nói không chừng hắn sẽ vì Quân Quân giải độc. Đầu rồng thần tướng bọn hắn thái độ thành khẩn. Khẩn cầu Diệp Quân Lâm. Được thôi, các ngươi cần dùng đến, liền cho các ngươi. Diệp Quân Lâm nói. Kỳ thật tài nguyên với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng trước đó đại hạ căn bản cũng không dùng tới. Hiện tại dùng tới, cho một chút cũng không sao. Diệp Quân Lâm dẫn một đám người. Đi vào thượng đế chi não phi hành khí trước. Lưu lại một điểm, đem cái khác đều cho bọn hắn đi. Diệp Quân Lâm ra tay xa xỉ. Cơ hồ đem một phi hành khí tài nguyên toàn bộ cho đại hạ. Nhìn thấy nhiều như vậy tài nguyên, tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Long Tam cùng Long Ngũ sau khi thấy, càng là đôi mắt bên trong sáng lên. Những tài nguyên này bọn hắn so bất luận kẻ nào đều cần. Dù sao trở thành thần minh không phải điểm cuối cùng. Chỉ là hấp thu rất nhiều linh khí mà thôi. Bọn hắn còn có thể càng mạnh. Nhưng mà cường đại là cần hải lượng tài nguyên. Không phải sao,
trước mắt tài nguyên liền đến sao? Hai người càng là kích động nói, không ngại ngươi đem tài nguyên bí mật nói cho chúng ta biết ha. Chúng ta tự cấp tự túc. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Quân Lâm đều có thể đem tài nguyên bí mật nói cho Thiên Khải Đế Quốc. Vì cái gì không thể nói cho bọn hắn đâu? Diệp Quân Lâm quay đầu nhìn Long Tam Long Ngũ liếc mắt, nói cho các người biết cũng vô dụng. Các ngươi không có tư cách, không có thực lực lấy ra. Ha ha! Long Ngũ cười khẩy. Long Tam cũng hừ lạnh một tiếng, không nói thì không nói. Tìm lý do gì? Hai vị này đã là thần minh. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Diệp Quân Lâm nói tài nguyên bí mật, bọn hắn còn có thể được không đến. Diệp Quân Lâm chính mình cũng có thể lấy ra, bọn hắn vì sao không bỏ ra nổi đến. Đơn thuần là không nghĩ nói cho bọn hắn. Tùy tiện bện một cái lý do. Diệp Quân Lâm thật hữu tâm dẫn bọn hắn đi cấp một cấm địa nhìn xem. Nói cho bọn hắn mình tài nguyên bí mật ngay ở chỗ này. Chẳng qua bọn hắn đạt được tài nguyên về sau, lập tức ngựa không dừng vó đi tìm thần y. Thời gian quý giá. Tài nguyên đến, liền lập tức chế tạo thần minh. Chiến hùng quốc. Cửu đầu xà trong căn cứ. Kỳ quái, ta kém chút coi là vị này đại hạ thần y có thể cho Diệp Quân Lâm nữ nhi giải độc đâu. Đúng a, hắn vì sao đối Diệp Quân Lâm như vậy kháng cự, chết cũng sẽ không cho nữ nhi của hắn giải độc. Diệp Quân Lâm cũng không cùng hắn có bất kỳ nghỉ lễ a. Chẳng lẽ còn có người không nghĩ Diệp Quân Lâm cho nữ nhi giải độc? Cùng trước đó hủy đi thay máu ghi chép giống nhau như đúc. Chấm. Chẳng những cửu đầu xà cho rằng như vậy, liền báo thù cửu đầu xà tổ chức cũng rất nghi hoặc. Lại còn có người không nghĩ để Diệp Quân Lâm nữ nhi giải độc. Gắt gao khống chế lại thần y, thế nào cũng không cho giải độc. Khi biết được đại hạ có thần y thời điểm, bọn hắn đều coi là quân quân độc muốn bị giải khai. Bây giờ suy nghĩ một chút là lo ngại. Tự nhiên có người sớm một bước an bài tốt hết thảy. Diệp Quân Lâm thấy được chưa? Không nghĩ con gái của ngươi giải độc người có rất nhiều a, ha 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 ha. Chấm. Đem tài nguyên giao cho đại hạ sau. Diệp Quân Lâm cũng không có chờ mong bọn hắn có thể đem thần y thuyết phục đến cho quân quân giải độc. Hắn đã biết Yến Tàng Sinh là sẽ không bởi vì người khác thuyết phục liền cho quân quân giải độc. Nhất định phải giải quyết người ở sau lưng hắn mới có thể. Chẳng qua để người nhìn chằm chằm lâu như vậy, không có chút nào khống chế Yến Tàng Sinh người hoặc là thế lực manh mối. Thần dược cũng không có gì hạ lạc. Cái này khiến Diệp Quân Lâm dần dần mất đi kiên nhẫn. Hắn đã một lần nữa bắt đầu cái khác đảo ngược. Sau đó, hắn một bên tìm kiếm thiên tài địa bảo, một bên tìm trấn ma ti ở nơi nào. Một đêm này Diệp Quân Lâm tuyệt không trở về. Mà tại bọn hắn lâm thời xây dựng trong căn cứ. Quân quân ngủ ở xe trượt tuyết bên trên, tạm thời bị đóng băng lại. Chung quanh có tầng tầng cao thủ trấn giữ. Diệp Quân Lâm tuyệt không đem Tiêu Thiên Vũ bọn hắn giao cho đại hạ. Bọn hắn còn phải giúp mình bận bịu, tại mình không có ở đây thời điểm, bảo hộ lấy quân quân an nguy. Chẳng qua ngay tại một đêm này. Bỗng nhiên một đạo như u linh thân ảnh nhanh chóng tiếp cận nơi này. Vậy mà từ tầng tầng trong cao thủ lách đi qua. Dù là Tiêu Thiên Vũ các đồng bạn đều là vượt qua thần minh thực lực. Thế nhưng là một người cũng không phát hiện. Cái này đạo như u linh thân ảnh cuối cùng tiếp cận đến quân quân xe chứa tuyết vị trí. Thăm dò một đêm Diệp Quân Lâm tại ngày thứ hai trở về. Ngay lập tức hắn liền đi nhìn quân quân. Thế nhưng là đến chỗ ở sau xem xét, xe chứa tuyết vỡ vụn. Chia năm xẻ bảy. Mặc dù không đến mức hòa tan. Nhưng bị người bạo lực đánh nát. Quân quân thì là ngã trên mặt đất. Băng phong kết buộc về sau, mạnh nhất độc dược đã phát tác. Lần này phát tác. So bất cứ lúc nào đều muốn nghiêm trọng. Quân quân lại có khô cạn vết tích. Rõ ràng là đứa bé, trên đầu lại có tóc bạc xuất hiện. Cả người càng là âm u đầy tử khí. Diệp Quân Lâm sốt ruột. Vội vàng ôm lấy quân quân, cưỡng ép tới áp chế độc dược. Dù hắn, cũng tiêu tốn thời gian rất dài, mới khó khăn lắm ngăn chặn độc dược. Nhưng Diệp Quân Lâm minh bạch, tiếp xuống độc dược phát tác một lần sẽ so một lần mãnh liệt. Cũng liền mang ý nghĩa hắn áp chế càng ngày càng khó khăn. Nhất là xe trượt tuyết không có. Tạm thời không cách nào băng phong độc tố, như vậy phát tác sắp thành trạng thái bình thường. Nếu như chế trị liệu, quân quân thật nguy hiểm. Yến Tàng Sinh. Diệp Quân Lâm gắt gao nắm chặt nắm đấm. Gia hỏa này rõ ràng có thể cho quân quân giải độc, lại vẫn cứ không thể. Bức gấp. Hắn thật có thể đem tiểu tử này buộc đến.
Còn có là ai mẹ hắn hủy xe trượt tuyết? Là cái kia trời đánh. Cố ý nhằm vào ta Diệp Quân Lâm đúng hay không? Cố ý không để nữ nhi của ta giải độc. Có bản lĩnh đừng lén lút, có bản lĩnh quang minh chính đại đến a. Đừng để ta bắt được ngươi. Không phải ta tất nhiên sẽ đưa ngươi thiên đao vạn quả. Chờ xem, ta nhất định sẽ đem ngươi bắt tới. Ta Diệp Quân Lâm phát thệ. Hôm nay thù ta nhất định phải báo. Chấm. Diệp Quân Lâm suy đoán hủy đi xe chứa tuyết đại khái suất cùng điều khiển yến tàng sinh chính là một nhóm người. Đây tuyệt đối là mặt khác một đám thế lực. Thế nhưng là đến hủy đi xe chứa tuyết người rất lợi hại a. Vậy mà Kiều Vũ âm thanh chui vào tiến đến, thần không biết quỷ không hay hủy đi xe chứa tuyết. Nếu không phải hắn chạy tới, sợ là cũng không có ai biết xe chứa tuyết bị hủy. Làm Diệp Quân Lâm đem xe chứa tuyết hủy đi tin tức nói cho đám người, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tổng cộng 80 người, Tiêu Thiên Vũ bọn hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng liền 50 người không đến. Thủ tại chỗ này tối thiểu phải có chừng 30 người. Cái này 30 người đều là đỉnh cấp cao thủ A, lại có người lặng yên không một tiếng động vượt qua bọn hắn đi hủy đi xe trượt tuyết. Mà lại xe trượt tuyết như vậy cứng rắn, muốn hủy đi, khẳng định phải phát ra động tĩnh. Thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có. Tuyệt đối siêu cấp cao thủ. Chẳng lẽ nói đại hạ bên trong còn ẩn giấu cao thủ như vậy? Ta cũng hoài nghi là đại hạ. Dựa theo cái này hai lần sự kiện đến xem, tuyệt không phải đại hạ bên ngoài thế lực. Lá đạo sư, người tại đại hạ đến cùng chọc tới ai? Chấm. Đám người nhao nhao nói. Cái này cho Diệp Quân Lâm để tỉnh được. Có được kinh khủng như vậy thế lực, đại hạ lại có thể có ai? Trấn Ma Ti sao? Hắn suy đoán chỉ có Trấn Ma Ti cường giả khả năng như vậy không nhìn bọn này học viên. Đại hạ dạng này không nhiều a. Dù sao căn bản không có gì thần minh. Thế nhưng là nhắm vào mình, khẳng định cùng mình có thâm cửu đại hận a. Trấn Ma Ti. Làm sao có thể? Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Diệp Quân Lâm vô luận như thế nào, tám cây tử đều cùng bọn hắn kéo không lên quan hệ a. Này sẽ là ai? Người mình quen. Thiên sách thần soái những người này có không thực lực kia a. Hắn thực sự nghĩ không ra là ai. Cùng mình có thù không ít người, thế nhưng là như vậy có thực lực, tuyệt đối là không có. Nghĩ không ra là ai. Những người khác cũng không nghĩ ra có loại tồn tại này. Cái này sự tình không thể tính như vậy. Diệp Quân Lâm trực tiếp mang theo Quân Quân đi tìm Yến Tàng Sinh. Yến Tàng Sinh đem người phía sau giao phó ra tới. Không phải ta giết ngươi. Không cứu ta nữ nhi có thể, nhưng không thể hại nữ nhi của ta. Diệp Quân Lâm đi vào về sau, trực tiếp chất vấn Yến Tàng Sinh. Mẹ nhà hắn ta không cần ngươi giải độc. Con mẹ nó chứ còn khách khí với ngươi làm gì. Chọc tới, hắn khả năng trực tiếp giết. Diệp Quân Lâm xâm nhập trực tiếp xáo trộn Yến Tàng Sinh bình thường tiến hành. Nhất tự Tịnh Kiên Vương ngươi làm gì. Không thấy được thần y đang bận sao. Chấm. Long Tam Long Ngũ ỷ là thần minh. Lúc này quát lớn. Những người khác cũng đều là sắc mặt không vui. Cho dù là bọn họ lại như thế nào tôn trọng Diệp Quân Lâm, nhưng loại thời khắc mấu chốt này đều sẽ tức giận. Làm sao rồi? Yến Tàng Sinh ngẩng đầu hỏi một câu. Người sau lưng đem nữ nhi của ta xe chứa tuyết hủy. Hiện tại nàng lại độc dược phát tác. Nghe vậy, Yến Tàng Sinh nhìn xem Quân Quân, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ bất nhẫn. Nhưng lập tức khôi phục bình thường. Nhìn xem Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói, con gái của ngươi sự tình cùng ta có quan hệ gì? Cũng không phải ta làm, mà lại ta cũng sẽ không cho con gái của ngươi giải độc, tìm ta làm gì? Yến Tàng Sinh đoán chừng nội tâm rất muốn ra tay cho Quân Quân giải độc. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền biết Quân Quân hiện tại độc tố phát tác nghiêm trọng đến mức nào. Thế nhưng là hắn không thể. Kiên quyết không thể trộn rộn Diệp Quân Lâm sự tình. Diệp Quân Lâm cười lạnh, ta minh bạch. Khống chế ngươi không giao cho nữ nhi của ta giải độc cùng hủy đi nữ nhi của ta xe chứa tuyết chính là một nhóm người. Nói ra phía sau điều khiển ngươi người là ai? Không phải ta giết ngươi. Ầm ầm. Diệp Quân Lâm trên thân đáng sợ sát khí đã bốn phía. Bao phủ lại nơi này hết thảy. Diệp Quân Lâm ngươi làm gì? Lại còn muốn sát thần y. Long Tam cùng Long Ngũ lập tức ngăn ở Diệp Quân Lâm trước người. Nhất tự Tịnh Kiên Vương cái này kiên quyết không được a. Viêm Long vệ tứ đại thủ lĩnh xông lên, ôm lấy Diệp Quân Lâm. Hiện tại Yến Tàng Sinh thế nhưng là đại hạ bảo bối a. Sao có thể để Diệp Quân Lâm giết đây?
tốt, rất tốt, ta sớm muộn cũng sẽ bắt được bọn hắn. Chờ xem. Còn có nữ nhi của ta độc chính ta biết giải. Không cần ngươi cũng có thể làm. Diệp Quân Lâm để lại một câu nói liền rời đi. Yến Tàng Sinh vẫn luôn không ngẩng đầu, sắc mặt cũng không thay đổi. Căn bản không để ý Diệp Quân Lâm. Nhưng hắn ở trong lòng yên lặng nói, hy vọng ngươi vĩnh viễn không muốn cùng bọn hắn đụng phải, không phải kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Khó. Hiện tại hết thảy đều quá khó. Chẳng những tìm không thấy cứu chữa Quân Quân biện pháp, còn có người điên cuồng ngăn cản Quân Quân giải độc. Diệp Quân Lâm có chút sụp đổ. Trấn Ma Ti người làm sao vẫn chưa xuất hiện. Độc kinh hạ nửa cuốn làm sao còn tìm không thấy. Chạy tới Hắc Ám bác sĩ biết đây hết thảy về sau, cũng là một trận cảm thán. Càng là tức giận đến muốn chết. Đối với xe chứa tuyết bị hủy chuyện này canh cánh trong lòng. Diệp tiên sinh, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt. Không phải bình thường thời kỳ, liền phải dùng không phải bình thường biện pháp. Trước kia có rất nhiều tà dị phương pháp đến giải độc. Đều bị chúng ta cho ngăn cản. Bàng môn tà đạo biện pháp cũng không phải ít, thế nhưng là dù là có thể giải độc, tác dụng phụ cực lớn. Ví dụ như cả người triệt để điên, triệt để biến thành tà ma ngoại đạo loại này. Bởi vậy, trước đó lệnh treo giải thưởng có rất nhiều người dâng ra loại này biện pháp hoặc là dùng để lấy độc trị độc dược, đều bị chúng ta từng cái cự tuyệt. Nhưng là bây giờ Quân Quân dạng này, ta đề nghị từ cái phương hướng này bắt đầu. Mặc kệ Quân Quân lại biến thành cái dạng gì, mặc kệ hắn sẽ như thế nào, trước tiên đem độc giải. Chấm. Hắc Ám bác sĩ nói ra một cái bất đắc dĩ biện pháp. Diệp Quân Lâm trầm mặc. Loại này tà dị biện pháp, là hắn không muốn đi đụng. Hắn muốn cho Quân Quân giải độc, càng muốn Quân Quân bình thường khôi phục lại, không cần gánh chịu bất luận cái gì tác dụng phụ. Nhưng loại này tà dị biện pháp dù là giải độc, cũng sẽ không để Quân Quân bình thường. Đây là Diệp Quân Lâm chết cũng không nguyện ý dây vào. Nhưng là bây giờ không có biện pháp gì. Không thể không áp dụng loại này tà dị chi pháp. Trước để ta suy nghĩ suy xét a. Diệp Quân Lâm rất loạn. Tạm thời không nghĩ đối với cái này làm ra bất kỳ quyết định gì tới. Nhưng rất nhanh một cái lệnh người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Lúc này cửu đầu xà vậy mà liên hệ Diệp Quân Lâm. Công bố bọn hắn có giải dược. Liền nhìn Diệp Quân Lâm có tin hay không. Nếu như tin tưởng liền đến giao dịch. Lừa đảo, tuyệt đối là lừa đảo. Bọn hắn phải có giải dược sớm đã có. Không có khả năng. Độc dược này bọn hắn có thể nghiên cứu ra được đã là nghịch thiên, giải dược không có khả năng. Lúc trước ta liền biết bọn hắn không có khả năng có giải dược. Chấm. Hắc Ám bác sĩ lập tức nói. Thượng đế chi não cũng phụ họa nói, mà lại trong thời gian ngắn như vậy, bọn hắn cũng không có khả năng nghiên cứu ra đến giải dược. Hai người đã khẳng định đây là giả. Cửu đầu xà bắt đầu lừa gạt Diệp Quân Lâm. Liền cùng lúc trước thế lực thần bí đồng dạng lừa gạt giá trên trời tài nguyên. Mà lại bọn hắn rất sớm trước đó liền có lừa gạt Diệp Quân Lâm ý nghĩ, chỉ là một mực chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Báo thù cửu đầu xà tổ chức sớm lừa gạt Diệp Quân Lâm, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Bọn hắn chỉ có tiếp tục chờ cơ hội, đợi đến Diệp Quân Lâm không thể làm gì, cùng đường mạt lộ thời điểm. Cũng chính là người tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin tình trạng. Tuyệt lộ thời điểm, dù là chỉ có một phần vạn hy vọng ngươi cũng muốn đi thử xem. Dù là ngươi biết là giả, nhưng vạn nhất đâu. Không hề nghi ngờ, Diệp Quân Lâm hiện tại liền đến thời khắc này. Vừa vặn xe chứa tuyết bị hủy, Quân Quân độc tính kịch liệt phát tác. Cửu đầu xà xông ra. Bọn hắn cũng kỳ thật thử một lần. Diệp Quân Lâm tin tưởng hay không, đều cùng bọn hắn không quan hệ nhiều lắm. Bọn hắn cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì tổn thất. Nếu như Diệp Quân Lâm tin tưởng, lừa gạt đến hắn sẽ tốt hơn. Hắc Ám bác sĩ cùng Thượng Đế chi não đều nhìn về Diệp Quân Lâm, Diệp tiên sinh không cần nghĩ khẳng định là giả. Ta dám cam đoan, bọn hắn sẽ không là thật, chỉ là nghĩ lừa gạt ngươi tài nguyên thôi. Những người khác cũng rối rít nói, đúng a, đây hết thảy khẳng định đều là giả. Cửu đầu xà nói rõ, chính là quang minh chính đại lừa ngươi. Lừa gạt đến tốt nhất, lừa gạt không đến bọn hắn cũng không mất mát gì. Đề nghị của chúng ta là không rảnh để ý, loại hy vọng này không tìm cũng được. Chấm. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Quân Lâm, đang đợi hắn ý nghĩ. Diệp Quân Lâm thở dài một hơi, nhưng là bây giờ ta có thể có biện pháp nào? Quân Quân hiện tại biện pháp gì đều thử qua, hữu dụng căn bản không có. Có một tia hy vọng ta cũng muốn đi thử xem.
ta cũng biết cái này trong lúc mấu chốt cửu đầu xà khẳng định phải lừa gạt tài nguyên. Nhưng vạn nhất thật sự có hy vọng đâu, vạn nhất bọn hắn thật sự có giải dược, cho dù là làm dịu độc tố phát tác giải dược cũng được a. Chỉ cần có cái này hy vọng ta liền đi thử một lần. Dù sao tài nguyên với ta mà nói vô dụng, nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, Quân Quân khỏe mạnh mới là trọng yếu nhất. Chấm. Nghe được Diệp Quân Lâm nói đến đây, tất cả mọi người là thật dài thở dài. Cũng là không có cách nào. Nếu như có biện pháp tốt hơn, ai nguyện ý lựa chọn tin tưởng kia một phần vạn khái luận đâu. Diệp Quân Lâm nhìn về phía Hắc Ám bác sĩ nói ra, lão Hắc liên hệ cửu đầu xà, liền nói ta tin tưởng bọn họ. Ta lựa chọn tại đại hạ cùng bọn hắn tiến hành trao đổi giao dịch. Ai? Hắc Ám bác sĩ thở dài một hơi đáp ứng. Tin tưởng cửu đầu xà, kỳ thật với hắn mà nói cảm giác là một kiện phi thường khuất nhục sự tình. Hắn tin tưởng Diệp Quân Lâm so hắn còn muốn hận nhiều, lại không biện pháp chỉ có thể đáp ứng. Nếu như không phải bức bách đến tuyệt cảnh, ai sẽ nguyện ý tin tưởng a? Vì kia gần như không có khả năng hy vọng cũng phải cúi đầu. Người bị bức bách đến nước này. Quá bất đắc dĩ a. Hắn có loại một quyền nện ở trên bông cảm giác. Được rồi, ta đi liên hệ bọn hắn. Hắc Ám bác sĩ chạy tới liên hệ. Ta. Thượng đế chi não gắt gao nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ đến muốn nổ. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Quân Lâm, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng không nói ra miệng. Bọn hắn minh bạch một cái phụ thân lúc này lựa chọn nhưng thật ra là đúng, dù là bị lừa, dù là cửu đầu xà là giả. Thế nhưng là hắn cuối cùng vì nữ nhi giải độc làm qua một lần cố gắng. Cũng liền không có tiếc nuối. So với nữ nhi giải độc đến nói, bị lừa không tính là cái gì. Cửu đầu xà tại chiến hùng quốc trong căn cứ. Cửu đầu xà 9 vị thủ lĩnh ngay tại cùng một chỗ. Bọn hắn 9 vị từ 1 đến 9 sắp xếp. Bọn hắn đang đợi Diệp Quân Lâm hồi phục. Trong đó lớn thủ lĩnh cười lạnh nói, nếu như Diệp Quân Lâm đồng ý, vậy liền chứng minh chúng ta có thể lừa gạt đến. Kỳ thật hắn hiện tại cũng minh bạch, chúng ta là lừa hắn, chỉ là bác một hy vọng mà thôi. Ba thủ lĩnh cười cười, hiện tại hắn nữ nhi tới gần tuyệt cảnh, hắn liền đến bác một hy vọng. Dù là bị lừa cũng không quan trọng, vì nữ nhi được ăn cả ngã về không. Các ngươi đoán xem Diệp Quân Lâm có thể đáp ứng hay không. Biết rõ chúng ta là đang lừa hắn tình huống hạ. Bốn thủ lĩnh nhìn xem mọi người hỏi. Một nửa a, ta cũng không xác định. Chấm. Lúc này một cái thủ hạ bước nhanh đến, vội vàng nói, không tốt, 9 vị thủ lĩnh, Diệp Quân Lâm đồng ý cùng chúng ta giao dịch. Chẳng qua phải đi đại hạ trao đổi giao dịch, đoán chừng sợ hãi tại chiến hùng quốc giao dịch muốn bị lừa gạt. Lớn thủ lĩnh đứng dậy nói ra, chỉ cần hắn đáp ứng liền tốt. Vô luận là ở đâu trao đổi giao dịch, hắn đều là muốn bị lừa gạt. Ai muốn đi lừa gạt Diệp Quân Lâm? Hắn nhìn xem đám người hỏi. Kết quả còn lại bát đại thủ lĩnh toàn bộ đều nhấc tay. Hiển nhiên đối với lừa gạt Diệp Quân Lâm chuyện này, mỗi người đều rất có hứng thú. Quang minh chính đại lừa gạt Diệp Quân Lâm sẽ để cho mỗi người đều có loại cảm giác thành tựu. Bởi vậy, mỗi người đều muốn đi. Không được, chỉ có thể ba người mang đội đi. Lão Tam, Lão Lục, Lão Bát tiến đến. Những người khác không thể đi. Lớn thủ lĩnh nói. Minh bạch. Đám người nhao nhao gật gật đầu. Ghi nhớ, muốn lặng lẽ đi, đây là chúng ta cùng Diệp Quân Lâm ở giữa đơn độc giao dịch bí mật. Chiến Hùng Quốc cũng không biết. Cho nên chúng ta không thể mang thần minh đi, mình đi là được. Mặt khác báo thù cửu đầu xà tổ chức cũng nhìn chằm chằm đâu, nếu như chúng ta kiêu căng đi, bọn hắn khẳng định sẽ ám sát động thủ. Lớn thủ lĩnh phân tích nói. Cứ như vậy. Cuối cùng, ba vị thủ lĩnh mang theo cửu đầu xà hơn 10 vị cao thủ tiến về đại hạ. Vì cho chiến hùng quốc biểu trung tâm, cửu đầu xà không có đem tài nguyên dùng tại chính bọn hắn trên thân, vì chính bọn hắn chế tạo ra thần minh tới. Cho nên cửu đầu xà cho đến nay, còn không có thần minh. Toàn bộ nhờ chiến hùng quốc thần minh bảo hộ. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, chiến hùng quốc thần minh một mặt là bảo vệ bọn hắn, một phương diện khác chính là giám thị bọn hắn. Bọn hắn cũng không dám có thần minh tồn tại. Sau đó không lâu. Cửu đầu xà ba vị thủ lĩnh mang theo mười mấy người liền đến đại hạ một chỗ trong cấm địa. Căn bản không ai biết bọn hắn đến nơi này. Bọn hắn sớm một bước đi vào ước định địa phương tốt. Ba người chính đang thương thảo như thế nào lừa gạt Diệp Quân Lâm, đem sớm lời chuẩn bị xong nói một lần lại một lần. Bọn hắn đã nghĩ đến Diệp Quân Lâm bị lừa hình tượng.
mà lại bọn hắn là quang minh chính đại lừa gạt. Diệp Quân Lâm còn phải ngoan ngoãn đem hết thảy đều cho bọn hắn. Bọn hắn muốn cái gì, Diệp Quân Lâm liền phải cho cái gì. Cũng tỉ như nói, có thể giải mở con gái của ngươi độc giải dược tại Chiến Hùng Quốc đâu. Chẳng qua ngươi cần trước cho chúng ta 10 tấn linh khí tinh thể mới có thể. Diệp Quân Lâm không phải cũng phải ngoan ngoãn lấy ra. Không có cách nào a. Hắn chính là bác một hy vọng. Thật giả hắn đều muốn thử một lần. Bọn hắn đã đến. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm một đoàn người muốn tới thời điểm, lại gặp ngăn cản. Hóa ra là Long Ngũ cùng Long Tam mang theo một đám thiên sách phủ người trẻ tuổi đến ngăn lại Diệp Quân Lâm. Không biết là ai đem tin tức tiết lộ ra ngoài, thiên sách phủ cái này người biết được Diệp Quân Lâm muốn cùng cửu đầu xà giao dịch, đem tài nguyên đưa ra ngoài. Bọn hắn liền đến ngăn cản. Diệp Quân Lâm ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Người ta căn bản chính là đang gạt ngươi a. Quân quân sư muội độc chính là cửu đầu xà hạ, ngươi trông cậy vào bọn hắn cho ngươi giải dược. Chuyện không thể nào. Ngươi đừng bị bọn hắn lừa gạt. Đúng a, huống chi mạnh như vậy độc dược, bọn hắn cũng không có bản lĩnh nghiên cứu ra giải dược đến a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đám người ngăn ở Diệp Quân Lâm trước mặt, không thể để cho hắn tiến đến. Loại hành vi này theo bọn hắn nghĩ chính là đồ đần. Diệp Quân Lâm làm đồ đần không sao. Thế nhưng là lãng phí tài nguyên, bọn hắn liền nhìn không được. Lãng phí đây là mọi người tài nguyên a. Ngươi cho đại hạ không tốt sao? Nhất định phải cầm đi lãng phí rồi. Diệp Quân Lâm nhìn xem bọn họ nói, tránh ra, cùng các ngươi không quan hệ. Long Ngũ lập tức nói, làm sao cùng chúng ta không quan hệ? Ngươi tài nguyên chính là đại hạ tài nguyên, đại hạ sự tình chính là chúng ta sự tình. Long Tam cũng phụ họa nói, ngươi đi gặp cửu đầu xà người, tương đương với chính là bạch bạch đưa bọn hắn tài nguyên a. Ngươi đi chính là làm coi tiền như rác, ngươi muốn bị xem như đồ đần lừa gạt, ngươi lần trước bị lừa, hiện tại còn có người chê cười ngươi đây. Ngươi bây giờ lại muốn đi bị lừa, ngươi là ngốc sao? Ngươi nhiều như vậy tài nguyên lãng phí, còn không bằng cho đại hạ đâu. Ta nói cho ngươi, cửu đầu xà có giải dược hy vọng, còn không bằng ta khuyên thần y ra tay hy vọng lớn đâu. Ngươi cũng đừng bạch bạch đi đưa tài nguyên. Chấm. Long Tam Long Ngũ bọn hắn thay phiên thuyết phục. Kỳ thật nói tới nói lui, bọn hắn cũng sẽ không chú ý Diệp Quân Lâm lừa gạt vẫn là không bị lừa. Bọn hắn chỉ là lo lắng tài nguyên mà thôi. Lo lắng tài nguyên bị cửu đầu xà lừa gạt đi, còn không bằng cho đại hạ đâu. Chỉ thế thôi. Tránh ra, chuyện này mẹ hắn cùng các ngươi có quan hệ gì? Ta lừa gạt hoặc là không bị lừa, ta tài nguyên có thể hay không cho bọn hắn, đều là chuyện của chính ta, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Vừa muốn nói Đức bắt cóc mình. Diệp Quân Lâm ngươi có ý tứ gì? Mình biết mình sẽ bị lừa gạt, ngươi còn muốn ngốc ngốc đi bên trên làm sao? Ta cầu ngươi thanh tỉnh một điểm a, đừng có lại đem tài nguyên bạch bạch đưa cho đối thủ của chúng ta. Không ai chịu được. Chúng ta cũng không cần cầu ngươi đem tài nguyên cho đại hạ, nhưng tối thiểu cũng không cần cho những người khác a. Chấm. Long Tam Long Ngũ những người này kỳ thật nói tới nói lui, đều là tài nguyên. Bọn hắn căn bản sẽ không đóng tâm quân quân giải độc không giải độc, chỉ quan tâm tài nguyên có thể hay không đến trong tay người khác. Đủ, luôn mồm tài nguyên, cùng các ngươi có quan hệ gì a? Kia là người ta Diệp tiên sinh, người ta muốn thế nào thì làm thế đó. Huống chi là dùng tới cứu mình nữ nhi. Hắc ám bác sĩ nhìn không được, nhịn không được hô lớn. Thượng đế chi não cũng là phụ họa nói, mau nhường mở, đừng ép ta nhóm động thủ. Liền không để. Các ngươi những người ngoài này biết cái gì? Long Tam Long Ngũ căn bản sẽ không để cho. Dương cung bạt kiếm bầu không khí hết sức căng thẳng. Đúng vào lúc này, thiên sách thần soái cùng đầu rồng thần tướng bọn người vội vàng chạy đến. Làm gì, các ngươi đang làm gì? Lúc nào đến phiên các ngươi đến quản nhất tự tịnh kiên vương sự tình rồi? Các ngươi có tư cách gì? Dù là các ngươi hiện tại là thần minh cũng không được. Chấm. Đám người giận dữ hét. Long Tam. Long Ngũ này mới khiến mở. Diệp Quân Lâm một câu không nói, trực tiếp rời đi. Hắc ám bác sĩ bọn hắn cũng đi theo. Diệp Quân Lâm ngươi liền phải bị lừa gạt. Nguyên bản như vậy trí tuệ ngươi cũng sớm đã một đi không trở lại. Diệp Quân Lâm nhóm đều rời đi, bên tai còn truyền đến Long Tam Long Ngũ thanh âm. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm không để ý đến, vẫn là đến tìm cửu đầu xà.
Kỳ thực hiện tại tất cả mọi người rõ ràng cái này căn bản là cái âm mưu. Tất cả mọi người thấy rõ sự tình. Thế nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác Diệp Quân Lâm thấy không rõ đâu. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao. Chỉ có bị mạnh mẽ lừa gạt, hắn mới có thể tiếp nhận hiện thực sao. Thậm chí tại Hắc Ám bác sĩ bọn hắn xem ra cũng là như thế. Chẳng qua bọn hắn vẫn là đồng dạng ý nghĩ đây không phải bị lừa, đây là vì Quân Quân làm ra cố gắng. Bọn hắn duy trì Diệp Quân Lâm quyết định này cùng lựa chọn. Ra đến phát trước, Thượng Đế chi não còn hỏi thăm, Diệp tiên sinh ta muốn hay không trước tiên đem tài nguyên mang lên. Vậy liền mang lên, mang không mang cũng không đáng kể. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Hiển nhiên đối với mấy cái này cũng không để tâm. Sau đó không lâu, Diệp Quân Lâm một đoàn người cũng tới đến ước định địa phương. Làm cửu đầu xà ba vị thủ lĩnh nhìn thấy Diệp Quân Lâm thời điểm. Tất cả mọi người cười. Diệp Quân Lâm có thể đến, vậy nói rõ bọn hắn quang minh chính đại lừa gạt kế hoạch muốn thành công. Ba người cùng sau lưng mười mấy người đều nhao nhao lộ ra cuồng hỉ tới. Rốt cục đến rồi. Diệp Quân Lâm đại biểu chính là cực hạn tài phú A. Diệp tiên sinh thật sự là bất hạnh, không nghĩ tới ngài thiên kim dùng xe chứa tuyết bị hủy. Độc tính phát tác thành dạng này, nhưng chúng ta cửu đầu xà phát thệ, vẻn vẹn cho lệnh thiên kim hạ độc. Về phần trước đó hủy đi thay máu ghi chép cùng hủy đi xe chứa tuyết đều không phải chúng ta làm. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Cửu đầu xà ba thủ lĩnh đại nghĩa lăng nhiên nói. Phảng phất cho Quân Quân hạ độc là một kiện cỡ nào quang vinh sự tình. Hắc ám bác sĩ cùng Thượng Đế chi não gắt gao cầm nắm đấm. Khiêu khích, cái này căn bản chính là đang gây hấn. Chẳng qua Diệp Quân Lâm cứ như vậy đứng xa xa nhìn bọn hắn. Cửu đầu xà lục thủ não cùng tám đầu não cũng cười nói, Diệp tiên sinh đối với lệnh thiên kim gặp phải, chúng ta biểu thị đồng tình. Chẳng qua đâu, trải qua chúng ta không ngừng cố gắng. Chúng ta đã nghiên cứu ra mạnh nhất độc dược giải dược. Lệnh thiên kim độc có thể giải. Hai người lời này mới ra. Hắc ám bác sĩ tự nhiên không tin. Hắn hỏi. Xác định không có gạt người, giải dược đâu, cho ta xem một chút. Thượng đế chi não cũng nói, đúng, đừng khoác lác. Nếu như có giải dược, liền lấy ra đến xem. Ba thủ lĩnh cười cười, đừng có gấp mà lại các ngươi không tin tưởng chúng ta, giao dịch này không có cách nào làm tiếp. Ngươi nói đúng không Diệp tiên sinh? Ba thủ lĩnh nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Chỉ là Diệp Quân Lâm không có trả lời, vẻn vẹn lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Tám đầu não tiến lên một bước nói, hôm nay giao dịch đâu, rất đơn giản. Đầu tiên ngươi phải tín nhiệm chúng ta, không phải giao dịch này căn bản không có cách nào làm tiếp. Tiếp theo, chúng ta tới đàm luận điều kiện, cho ngươi nữ nhi giải độc, vậy khẳng định phải trả giá đắt a. Chúng ta hao phí nhiều như vậy nhân lực cùng tài nguyên nghiên cứu ra đến giải dược, không thể bạch bạch giao cho các ngươi. Hắc ám bác sĩ trực tiếp hỏi, nói đi, các ngươi muốn điều kiện ra sao? Tổng cộng đâu, chúng ta muốn ngươi tất cả trên tay tài nguyên, toàn bộ cầm tới tài nguyên về sau, chúng ta mới bằng lòng để ngươi xem một chút giải dược. Lục thủ não đứng dậy. Hắc ám bác sĩ truy vấn, nói cách khác tất cả tài nguyên cho ngươi vẻn vẹn tiền đặt cọc thôi. Chúng ta cho các ngươi tất cả tài nguyên, mới bằng lòng cho chúng ta nhìn giải dược. Mà không phải trực tiếp cho chúng ta giải dược. Lục thủ não cùng tám đầu não đồng thời gật đầu, đúng, là như thế này không sai. Muốn cầm tới giải dược, còn phải cần giao ra tài nguyên bí mật. Không sai, chúng ta chính là công phu sư tử ngoạm. Muốn hoàn toàn giải khai con gái của ngươi độc, các ngươi cũng hẳn phải biết độ khó lớn bao nhiêu. Cho nên chúng ta muốn toàn bộ tài nguyên cùng tài nguyên như thế nào lấy được bí mật. Cửu đầu xà điệu bộ này, một trận để hắc ám bác sĩ bọn hắn hoài nghi, có phải là thật hay không có giải dược a? Cái này công phu sư tử ngoạm vượt qua tất cả mọi người a. Phần tự tin này cùng lực lượng rõ ràng chính là có giải dược a. Nhưng mà bọn hắn cũng vẻn vẹn hoảng hốt dưới. Các ngươi cũng muốn tay không bắt cướp, các ngươi cũng muốn mạnh mẽ lừa gạt Diệp tiên sinh một cái. Phía sau bên trong phi hành khí toàn bộ đều là tài nguyên. Thế nhưng là các ngươi muốn lừa gạt đi, cũng không phải dễ dàng như vậy a. Hắc ám bác sĩ hai người cười lạnh nói. Muốn lừa gạt, tối thiểu phải lấy ra chút đồ vật tới đi. Coi như không phải giải dược. Cũng phải là vật phẩm hữu dụng a. Hai người nhìn chằm chằm cửu đầu xà mấy người. Ba thủ lĩnh có chút chột dạ chừng hắc ám bác sĩ cùng thượng đế chi não liếc mắt, các ngươi lại nói không tính. Cùng các ngươi có quan hệ gì?
hắn lại nhìn về phía Diệp Quân Lâm, Diệp tiên sinh ngài nói đúng không? Ngài cảm thấy điều kiện này như thế nào? Người có muốn hay không đáp ứng a? Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có Diệp Quân Lâm sẽ bị lừa gạt. Những người khác thanh tỉnh, chỉ có Diệp Quân Lâm là kẻ ngu. Cửu đầu xà tam đại thủ lĩnh cùng với khác người toàn bộ nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Người này trong mắt bọn hắn chính là đồ đần. Biết rất rõ ràng mình bị lừa gạt, còn hết lần này tới lần khác chạy tới. Cái này không phải người ngu là cái gì? Những người khác quá tỉnh táo. Hoặc là nói ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Chỉ cần là người ngoài, đều biết cái này căn bản chính là âm mưu. Căn bản không có khả năng có giải dược. Từ đầu tới đuôi chính là lừa gạt ngươi. Hắc ám bác sĩ bọn hắn đã kết luận là âm mưu. Rất muốn nhắc nhở Diệp Quân Lâm không nên đáp ứng. Thế nhưng là nghĩ đến đây là một vị phụ thân chấp niệm cùng hy vọng. Bọn hắn không muốn đánh phá, bởi vậy sẽ không nhắc nhở. Nhưng đây đúng là âm mưu. Bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện Diệp Quân Lâm có thể tỉnh táo lại, không muốn mắc lừa. Không muốn bạch bạch đem tài nguyên đưa cho người khác. Diệp Quân Lâm vẫn không có nói chuyện, chỉ là bỗng nhiên cất bước, chậm rãi đi hướng cửu đầu xà ba vị thủ lĩnh. Này mới đúng mà, chỉ là muốn ngươi đáp ứng điều kiện của chúng ta, con gái của ngươi mới có thể được cứu. Đúng vậy à, những cái kia tài nguyên đối ngươi cũng vô dụng. Để dùng cho con gái của ngươi giải độc, không thể tốt hơn. Chấm. Ba vị thủ lĩnh nhìn xem Diệp Quân Lâm đi tới, cho là hắn là đáp ứng. Bọn hắn đều cười đến không ngậm miệng được. Kích động đến đều muốn kém chút nhảy dựng lên. Diệp Quân Lâm quả nhiên dễ dàng mắc câu. Hắn không tin cũng phải tin a. Ai? Hắc ám bác sĩ bọn hắn thở dài một tiếng. Nhưng ngăn cản không được a. Tài nguyên cũng đều là Diệp Quân Lâm, bọn hắn ngăn cản cũng vô dụng. Diệp Quân Lâm cứ như vậy từng bước một đi đến cửu đầu xà ba vị thủ lĩnh trước mặt, từ đầu đến cuối một câu đều không nói. Ba thủ lĩnh nhìn xem Diệp Quân Lâm đi tới, còn vô ý thức đưa tay vỗ Diệp Quân Lâm bả vai. Ba, tay hắn rơi vào Diệp Quân Lâm trên vai, vỗ nói ra, ngươi. Thế nhưng là lời này vừa ra miệng, bỗng nhiên Diệp Quân Lâm tay trái sấm sét xuất kích, đem cánh tay phải của hắn bắt lấy. Răng rắc, chỉ nghe vừa đến vỡ vụn thanh âm vang lên. Ba thủ lĩnh cánh tay gân cốt cỗ đoạn, máu thịt be bét, đốt xương đều xuất hiện. Toàn bộ cánh tay thành vỡ vụn trạng. A, à, một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên. Ba thủ lĩnh đau đến đều muốn tan nát cõi lòng. Bất thình lình một màn, là ai đều không nghĩ tới. Diệp Quân Lâm vậy mà động thủ. Không có dấu hiệu nào. Nhưng mà không đợi mấy người phản ứng. Diệp Quân Lâm lại bắt đầu. Hoặc là nói đây mới là bắt đầu. Oanh! Hắn một bàn tay đánh ra, trực tiếp đánh vào cửu đầu xà ba thủ lĩnh trên đầu. Ba! Liền cùng dưa hấu bị đánh nổ đồng dạng. Nóng hổi máu tươi cùng với khác chất hỗn hợp bắn tung tóe bên cạnh lục thủ não cùng tám đầu não cùng với khác người một mặt một thân. Cảm giác nóng bỏng để bọn hắn dường như ý thức được cái gì. Thế nhưng là hết thảy đều muộn. Ba! Lại một cái tát, Diệp Quân Lâm đem cửu đầu xà lục thủ não chụp chết. Ba! Lại một cái tát, tám đầu não đổ xuống. Sự tình phát sinh quá nhanh. Đến mức tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Ba vị thủ lĩnh đã bị Diệp Quân Lâm đánh nổ. Hắc ám bác sĩ hai người đã nhìn ngốc. Đây mới là Diệp Quân Lâm a. Lúc này mới phù hợp hắn a. Thoải mái. Đây hết thảy quả thực quá thoải mái. Còn lại cửu đầu xà đều mười mấy người dần dần kịp phản ứng. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm sao có thể để bọn hắn chạy trốn. Ba, 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 chấm. Hắn một bàn tay lại một bàn tay chụp được. Từng đám huyết vụ cũng là liên tiếp nổ tung. Nháy mắt, mười mấy người toàn bộ đổ xuống. Một cái đều không có sống sót. Cửu đầu xà tổng cộng 20 người toàn bộ bị Diệp Quân Lâm chụp chết. Phải biết cửu đầu xà phát triển lâu như vậy, tổng cộng cũng liền hơn 180 người. Lần này có thể nói là tổn thất nặng nề. Chính yếu nhất chính là ba vị thủ lĩnh đều bị Diệp Quân Lâm chụp chết. Hồng hộc, hồng hộc. Giết chết những người này về sau, Diệp Quân Lâm thở hồng hộc. Kia không phải là bởi vì mệt, mà là bởi vì cảm xúc kích động, thoải mái. Cửu đầu xà một mực là hắn muốn giết người a. Lần này còn giết trọn vẹn ba vị thủ lĩnh, nơi nào có thể khó chịu. Quả thực quá kích thích. Thoải mái, quá thoải mái. Nhìn xem Diệp Quân Lâm toàn thân máu tươi. Thở hồng hộc dáng vẻ.
Hắc ám bác sĩ hai người cũng cảm giác chính bọn hắn trong lòng đọng lại thật lâu một ngụm chọc khí hoàn toàn phóng thích. Quá tốt! Diệp Quân Lâm tuyệt không đáp ứng điều kiện của bọn hắn đi làm đồ đần. Mà là một hơi đem bọn hắn cho hết giết. Cửu đầu xà ba vị thủ lĩnh đến chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Quân Lâm không nói một lời, làm sao lại đột nhiên động thủ rồi. Hắn không nên vì nữ nhi của mình bác một hy vọng sao. Kết quả liền hy vọng ở nơi nào đều không có hỏi, trực tiếp liền mở giết rồi. Hắn đến cùng phải hay không đến tìm cho nữ nhi giải độc giải dược a? Làm sao không nói hai lời liền giết người? Nghi hoặc. Sự nghi ngờ này bọn hắn chỉ có thể đưa đến Diêm Vương ra đi đâu hỏi thăm. Gần đây tâm tình không tốt, giết mấy cái cửu nhân giải buồn. Diệp Quân Lâm chậm rãi xoay người lại, đối hắc ám bác sĩ hai người nói. Minh bạch. Giờ khắc này bọn hắn cái gì đều hiểu. Nguyên lai Diệp Quân Lâm lòng tựa như gương sáng. Biết cửu đầu xà đám gia hỏa này căn bản chính là đang gạt hắn. Bọn hắn căn bản không có khả năng có giải dược. Tìm tới hắn chính là muốn lừa gạt hắn tài nguyên. Ngẫm lại mình còn có thiên sách phủ mấy cái kia cặn bã thuyết phục hắn thời điểm, đoán chừng Diệp Quân Lâm đều phiền người chết. Người ta không thể so ngươi rõ ràng. Người ta không biết đây là âm mưu. Cần phải ngươi đến giáo. Người ta Diệp Quân Lâm từ đầu tới đuôi căn bản liền biết đây là cái âm mưu. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết tình cảnh của mình, đều biết đối phương sẽ lợi dụng cái này tới đối phó mình. Hắn sở dĩ đáp ứng nguyên nhân, rất đơn giản, chính là vì giết người. Chính như bây giờ, giết cái sảng khoái. Bình thường cửu đầu xà những người này là căn bản sẽ không ra tới. Mà lại có báo thù cửu đầu xà ngăn cản ám sát. Bọn hắn đều tại ngoan ngoãn đợi tại chiến hùng quốc. Dù là ra tới, bên người thần minh như mây. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm tùy tiện đáp ứng về sau, từng cái khẳng định sẽ ra ngoài. Đây hết thảy đều tại Diệp Quân Lâm dự đoán bên trong. Đáp ứng bọn hắn chính là vì dẫn xuất cửu đầu xà người đến giết một giết. So Diệp Quân Lâm tưởng tượng tốt hơn nhiều. Không nghĩ tới một lần tính đến ba vị thủ lĩnh. Tại hắn dự đoán bên trong nhiều lắm thì một vị thủ lĩnh. Người giết, cũng kiếm, thoải mái. Diệp Quân Lâm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thật làm ta Diệp Quân Lâm là người người đều có thể lừa gạt. Buồn cười. Thật sự cho rằng ta là kẻ ngu, sẽ tin các ngươi có giải dược. Dù là các ngươi có giải dược, ta dám dùng sao? Diệp Quân Lâm cười to nói. Ha ha ha, chúng ta thật đúng là cho là ngươi sẽ đáp ứng chứ. Hắc ám bác sĩ hai người ngượng ngùng cười cười. Diệp Quân Lâm nhìn bọn hắn một cái nói, ta nhìn có tốt như vậy lừa gạt sao? Mà lại lần trước lừa gạt, kỳ thật ta là để bọn hắn lừa gạt, xem bọn hắn đến cùng đùa nghịch hoa chiêu gì. Dù sao không nóng nảy, mặt mũi này sớm muộn sẽ tìm trở về. Làm Diệp Quân Lâm một đoàn người trở về sau. Long Ngũ, Long Tam vẫn là đồng dạng kéo đi lên. Bị lừa rồi, đem tài nguyên cho người ta rồi. Hiện tại dễ chịu đi. Diệp Quân Lâm a, hiện tại rốt cục biết mình là đồ đần đi. Long Tam, Long Ngũ tiện hề hề mà hỏi. Ba, ba, chấm. Diệp Quân Lâm tuyệt không trả lời bọn hắn. Mà là dùng hai cái vang dội cái tát, mạnh mẽ quất vào trên mặt bọn họ. Long Tam cùng Long Ngũ trực tiếp bị Diệp Quân Lâm cho đánh mộng. Hai người ngốc. Diệp Quân Lâm lại dám đánh bọn hắn. Đây cũng là Diệp Quân Lâm nương tay. Nếu là người của thế lực khác dám như thế phiền hắn, đã sớm hai bàn tay chụp chết. Suy xét đến đây là thiên sách phủ lực lượng. Diệp Quân Lâm mới vẻn vẹn rút hai tay chỉ lấy làm cảnh cáo. Mấy chục giây sau. Hai người bụng mặt gò má kịp phản ứng. Bọn hắn thế nhưng là thần minh a. Diệp Quân Lâm giúp thần minh cái tát, chính là đối bọn hắn sỉ nhục. Diệp Quân Lâm ngươi đang tìm cái chết. Hai người bùng nổ, liền phải đối Diệp Quân Lâm xuống tay. Bọn hắn chưa hề nhận qua dạng này sỉ nhục. Nhất là bọn hắn hiện tại là đại hạ thần minh a. Là đại hạ trụ cột a. Quan phương tam đại thần minh bên trong hai vị. Đánh tai của bọn hắn ánh sáng. Chính là đang vũ nhục bọn hắn. Long Tam cùng Long Ngũ liền phải đối Diệp Quân Lâm động thủ. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này, hắc ám bác sĩ hai người tiến lên. Lại đi lên phía trước một bước thử xem. Muốn đánh nhau thật sao? Đến a, à? Đến, làm một chút, lão tử xem sớm các ngươi khó chịu. Hắc ám bác sĩ tản mát ra khí tức cường đại tới. Thượng đế chi não cũng là ở vào bùng nổ trạng thái.
hắn đều nhịn thời gian rất lâu. Thần minh cũng là phân đoạn vị. Cảm nhận được hắc ám bác sĩ trên thân liên miên không dứt khí tức. Long Tam cùng Long Ngũ liền bị trấn trụ. Bọn hắn không phải cùng hắc ám bác sĩ một cái cấp bậc, thậm chí cùng thượng đế chi não cũng không sánh bằng. Đánh lên, tuyệt đối phải ăn thiệt thòi. Nhưng là bây giờ đều đã xông lên, đâm lao phải theo lao a. Cũng may lúc này, khuyên can đến. Thiên sách thần soái những người này từng cái xuất hiện. Nhất là thiên sách thần soái biết, hai tiểu tử này gặp được Diệp Quân Lâm, tuyệt đối phải ăn thiệt thòi. Long Tam cùng Long Ngũ lúc này mới có bậc thang dưới. Nhất tự Tịnh Kiên Vương ngài thật đem tài nguyên cho bọn hắn rồi. Có người vẫn là không nín được hỏi. Diệp Quân Lâm quay đầu nhìn hắn một cái, chuyện của ta không liên hệ gì tới ngươi, không nên hỏi đừng hỏi. Chấm. Ở xa chiến hùng quốc cửu đầu xà trong căn cứ, tiếp vào 20 người toàn bộ bị giết tin tức. Cái gì, Lão Tam, Lão Lục, Lão Bát đều bị giết rồi. Còn lại 6 vị thủ lĩnh toàn bộ ầm vang nổ tung như vậy. 3 vị này huynh đệ thế nhưng là theo bọn hắn bao lâu thời gian? Từ thế kỷ trước vẫn tại. Chưa bao giờ có nguy hiểm. Hiện tại cứ như vậy bị Diệp Quân Lâm giết rồi. Diệp Quân Lâm điên rồi sao? Hắn không phải hẳn là cho hắn nữ nhi bác một cái cơ hội sao? Dù cho một chút hy vọng hắn cũng phải đáp ứng sao? Hắn làm sao trực tiếp giết người a? Ta minh bạch, Diệp Quân Lâm từ vừa mới bắt đầu chính là dẫn chúng ta ra ngoài, hiếu sát chúng ta. Diệp Quân Lâm thù này không đội trời chung, con gái của ngươi độc đừng nghĩ giải, chúng ta sẽ dùng tận tất cả phương thức đến ngăn cản ngươi. Chấm. Diệp Quân Lâm triệt để đem bọn hắn cho liền chọc giận. Đây là bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Trong con mắt của mọi người, chỉ cần Diệp Quân Lâm đáp ứng, khẳng định là không có vấn đề. Kết quả Diệp Quân Lâm cho hết người giết. Hắn từ vừa mới bắt đầu chính là giết người đến. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Chẳng qua Diệp Quân Lâm thoải mái nhanh hơn rất nhiều. Nhìn xem thèm ngủ đi qua Quân Quân, Diệp Quân Lâm thở dài một hơi, hắn cuối cùng vẫn là suy xét hắc ám bác sĩ nói tới. Dùng tà dị phương pháp đến cho Quân Quân giải độc. Cứ việc những cái này tà dị phương pháp khả năng cho Quân Quân dùng về sau, sẽ khiến đủ loại hậu quả, ví dụ như Quân Quân có thể sẽ điên. Nhưng bây giờ tình huống này, cái này mạnh nhất độc dược bản thân tiến hóa quá nhanh. Một lần phát tác so một lần lợi hại. Diệp Quân Lâm cũng nhanh muốn ép không được. Điên cũng dù sao cũng so Quân Quân độc phát tốt ha. Vẫn là thử một lần đi. Diệp Quân Lâm suy xét một lúc lâu sau, vẫn là thở dài một tiếng, chỉ có thể thỏa hiệp. Đem quyết định nói cho hắc ám bác sĩ sau. Hắc ám bác sĩ lập tức hành động đi tìm. Tìm loại này tà dị biện pháp đến giải độc, tự nhiên không thể quá kiêu căng. Lệnh treo giải thưởng càng là không dùng được. Chỉ có thể hắn vụng trộm đi tìm. Về phần Yến Tàng Sinh nói thần dược, giấu quá che giấu. Căn bản tìm không thấy. Giờ phút này vừa mới nghỉ ngơi Yến Tàng Sinh, thở dài một tiếng nói, cũng không biết Diệp Quân Lâm nữ như thế nào rồi. Ai, mình rõ ràng có thể giải độc, lại không thể đi làm, loại cảm giác này rất khó chịu. Chủ yếu là Quân Quân chúng độc thật đáng sợ. Nhất định phải chính hắn phải hết sức chăm chú, sử xuất tất cả vốn liếng mới có thể. Còn chưa nhất định 100% thành công. Hắn muốn dùng cái khác nhỏ biện pháp đến giải độc đều không được. Không bằng thông qua trà lạnh những cái này cho giải dược, đều là không làm được. Còn có một loại biện pháp khả năng có hiệu quả, chính là trong miệng hắn thần dược. Thần dược nhưng thật ra là hắn cố ý thấu lộ ra ngoài. Chính là vì để Diệp Quân Lâm đi tìm. Bất an trọng yếu như vậy thần dược hắn làm sao có thể đi thuận miệng nói sao? Chỉ là thần dược này kỳ thật không trong tay hắn. Sớm đã bị đám kia người thần bí cho ẩn nấp. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Diệp Quân Lâm có thể đi tìm tới. Diệp Quân Lâm ngươi là lo lắng con gái của ngươi nguy hiểm. Ta cũng là lo lắng nữ nhi của ta a. Ta nếu là cho ngươi nữ nhi giải độc, nữ nhi của ta liền phải chết. Ngươi vì con gái của ngươi cái gì đại giới đều nguyện ý, ta cũng vậy. Vì nữ nhi của ta an nguy, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Ta quá lý giải tâm tình của ngươi. Chấm. Yến Tàng Sinh thở dài liên tục. Đối phương khống chế nữ nhi của hắn. Nếu là hắn dám cho Diệp Quân Lâm nữ nhi giải độc, như vậy nữ nhi của hắn sẽ chết. Cho nên hắn mới có thể như vậy quyết tuyệt. Đoán chừng đổi Diệp Quân Lâm cũng giống như vậy. Yến Tàng Sinh bây giờ muốn trợ giúp Diệp Quân Lâm cũng không có khả năng. Đối phương thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn đâu,
phải có tiểu động tác, đối phương lập tức sẽ phát hiện. Còn có một điểm, ai dạng này nhằm vào Diệp Quân Lâm, ngay cả chính hắn cũng không biết. Nói cách khác, nữ nhi của hắn bây giờ bị ai khống chế, hắn cũng không biết. Hắn cũng đang suy đoán nhóm người này đến cùng là ai. Mình cho đại hạ chế tạo thần minh, người ta không chút nào ngăn đón. Long Tam cùng Long Ngũ đã chế tạo thành công. Hiện tại lại có một đám người đang đánh tạo bên trong. Nhóm này thế lực thần bí mảy may không có biểu qua thái, bọn hắn chỉ nhằm vào Diệp Quân Lâm, không cho nữ nhi của hắn giải độc. Hiện tại Yến Tàng Sinh hoài nghi nhóm người này chính là đại hạ. Cho đại hạ chế tạo thần minh, không chạm đến bọn hắn lễ nghi, thậm chí đối bọn hắn đến nói là có chỗ tốt. Nhưng Diệp Quân Lâm nữ nhi giải độc, dường như xúc phạm ích lợi của bọn hắn, liền phải điên cuồng nhằm vào Diệp Quân Lâm. Mà lại mình vừa mới bại lộ, nhóm người này liền tìm tới chính mình. Trừ đại hạ nội bộ thế lực, không có khả năng có những người khác. Duy nhất để hắn không xác định một điểm chính là nhóm người này quá mạnh quá mạnh. Hiện tại vang dội toàn thế giới sinh mệnh, trong tay bọn hắn căn bản chính là sâu kiến. Nhưng linh khí khôi phục lâu như vậy, đại hạ căn bản không có loại cường giả cấp bậc này a. Bọn hắn vẫn là một đám. Cái này giải thích thế nào? Đây là để hắn không xác định điểm. Nếu như không phải xác định một cái, vậy chỉ có thể là bọn hắn. Yến Tàng Sinh đôi mắt bên trong hung hăng sáng lên. Vô luận có phải là bọn hắn hay không? Diệp Quân Lâm lại như thế nào cường đại, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Hắn chỉ có thể nhắc nhở thần dược. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm bên này còn không có tìm tới. Chấm. Liền Yến Tàng Sinh cũng không biết nhằm vào Diệp Quân Lâm chính là ai, Diệp Quân Lâm mình liền càng sẽ không biết. Chẳng qua Yến Tàng Sinh bên này hắn đã bỏ đi. Hiện tại để Hắc Ám bác sĩ trong phạm vi toàn thế giới điên cuồng tìm kiếm tà dị chi pháp. Mặt trời không lặn đế quốc nguyện ý trợ giúp, bọn hắn vụng trộm phái người đi theo Hắc Ám bác sĩ cùng một chỗ tìm kiếm, sàng chọn. Thật đúng là tìm tới không ít phu sư loại hình. Cái gì đủ loại tà dị biện pháp đều có. Hắc Ám bác sĩ tuyển ra đến mấy loại biện pháp đều là tương đối lợi hại. Nhưng những biện pháp này có cái điểm giống nhau mặc kệ thành công hay không, Quân Quân nhất định lọt vào phản phệ. Ví dụ như nâng một cái hoang đường ví dụ dựa theo một vị vu sư nói, có thể dẫn tới một vị ác linh khử độc. Nhưng vô luận có thể hay không khử độc, ác linh nhất định phụ thân Quân Quân. Diệp Quân Lâm mới sẽ không tin tưởng những cái này hoang đường thuyết pháp. Mà lại cũng không đáng tin cậy a. Hiệu quả có hay không không biết, phản phệ khẳng định. Cái này khiến hắn làm sao yên tâm đâu. Hắn tiếp tục để Hắc Ám bác sĩ đi tìm tới một chút đáng tin cậy biện pháp lại nói. Tối thiểu phải xem đến hiệu quả, dạng này có tác dụng phụ Diệp Quân Lâm còn có thể tiếp nhận. Người đây liền hiệu quả đều xác định không được, ai biết sẽ là như thế nào. Không chỉ như thế, Diệp Quân Lâm còn phái ra độc tà thần. Độc tà thần quái vật này ở phương diện này có kinh nghiệm hơn. Vẫn là tới mức độ này. Diệp Quân Lâm nhìn xem Quân Quân nói. Thật sự nếu không đi, chỉ có thể là Thiên Thuẫn cục chuyên gia lúc ấy nghĩ ra được biện pháp giữ lại Quân Quân ý thức. Từ bỏ thân thể. Có thể đi đến một bước này, là Diệp Quân Lâm không muốn đi. Hắn sẽ tự trách cả một đời. Sau đó khoảng thời gian này, cửu đầu xà cho Chiến Hùng Quốc chế tạo thần minh kế hoạch, càng ngày càng thành thục. Hiệu suất cũng càng ngày càng cao. Mà lại cường đại Chiến Hùng Quốc đem trong nước hai nơi cấp 1 cấm địa 7 chỗ cấp 2 cấm địa cho khai phát. Về phần cấp 3 cấm địa khai phát quá nhiều, đều đếm không hết. Tạm thời đến nói. Tài nguyên phong phú đến đáng sợ. Bọn hắn đều khinh thường tại lại đi đánh Diệp Quân Lâm tài nguyên chủ ý. Bọn hắn tư nguyên của mình liền đủ. Bảo hộ cửu đầu xà thần minh kế hoạch liên tục không ngừng tiến hành. Chiến Hùng Quốc thần minh số lượng đang không ngừng gia tăng. Không có ai biết cụ thể số lượng, thế nhưng là mỗi ngày đều đang gia tăng bên trong. Khủng bố đến cực hạn. Mà bị Chiến Hùng Quốc một mực gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Khải Đế Quốc từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác gì. Liền Thiên Khải Đế Quốc tất cả thần minh phảng phất đều ẩn thân đồng dạng. Từ đó về sau, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Mà lại Thiên Khải Đế Quốc cũng không có đi tìm tài nguyên, 1,1 tia dấu hiệu đều không có. Thật giống như Diệp Quân Lâm căn bản không có nói cho bọn hắn tài nguyên bí mật đồng dạng. Tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi bọn hắn phải chăng có cái khác bí mật hành vi. Thế nhưng là Chiến Hùng Quốc nhìn chằm chằm vào, cũng không khác thường a.
mà lại luôn luôn phách lối vô cùng Hắc Long Quốc cũng khiêm tốn lên, đại vương của bọn họ Tử cũng lại chưa lộ mặt qua. Biến hóa lớn nhất hẳn là báo thù cửu đầu xa tổ chức. Có Tử Diệp Quân Lâm nơi nào lừa gạt đến tài nguyên, bọn hắn ngày càng lớn mạnh. Về phần báo thù cửu đầu xa kế hoạch bị bọn hắn ném sau ót. Bây giờ muốn đều là như thế nào cường đại, làm sao có thể cùng đỉnh tiêm thế lực sánh vai. Cửu hận. Cái gì là cửu hận? Chỉ có điều lấy ra lớn mạnh tổ chức ngụy trang. Trong thời gian thật ngắn, bọn hắn đã mở rộng đến 20 vạn người. Trong đó thần minh vậy mà khoảng chừng hơn 170 cái, còn đang không ngừng gia tăng. Bọn hắn còn thiết lập rất nhiều điều lệ chế độ. Phảng phất biến thành một quốc gia đồng dạng. Cái này rõ ràng là người tổ chức đang vì mình kiếm lời. Bọn hắn cũng lại không có ám sát qua cửu đầu xà người. Báo thù cửu đầu xà tổ chức từ ngày thành lập đến nay, một cái cửu đầu xà người bọn hắn đều không giết chết qua. Ngược lại là Diệp Quân Lâm đã giết chết 20 cái. Kết quả bọn hắn còn tại các loại trách cứ Diệp Quân Lâm, nói hắn căn bản không dám đi cùng cửu đầu xà báo thù, hắn là cái hèn nhát. Về phần chiến ưng quốc, hiện tại đã khiêm tốn đến không ai nhắc lên. Có không ít thần minh muốn đi chiến ưng quốc bừa bãi tàn phá một phen. Kết quả đến chiến ưng quốc về sau liền hết thảy biến mất. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Biến hóa lớn nhất hẳn là đại hạ. Khi lấy được Diệp Quân Lâm cung cấp tài nguyên, cùng Yến Tàng Sinh cái này thần y tại. Thần minh là một cái tiếp một cái. Trong thời gian thật ngắn, thần minh một cái tiếp một cái xuất hiện. Diệp Quân Lâm rất nhiều người quen, làm hạt giống, cũng đều hết thảy biến thành thần minh. Lý Tử Nhiễm bọn hắn biến thành thần minh về sau, ngay lập tức chạy tới cho Quân Quân giải độc. Nghĩ đến bằng vào trong cơ thể mình cường đại linh khí đến khu trục độc tố. Kết quả để Quân Quân lần nữa độc phát. May mắn Diệp Quân Lâm không có ra ngoài, vừa vặn ở bên cạnh, ngăn chặn Quân Quân độc phát, không phải Quân Quân liền phải giao phó. Diệp Quân Lâm giận dữ mắng mỏ bọn hắn thần minh chỉ là một loại xưng hô, cũng không phải thật sự là thần minh a. Hiện tại những cái này thần minh đều đem mình làm không gì làm không được thần. Cảm thấy mình lực lượng bất cứ chuyện gì đều có thể giải quyết. Thần minh chỉ là hấp thu trình độ nhất định linh khí, xuất hiện linh khí quanh quẩn, như là quang hoàn. Bị mọi người xưng hô thần minh. Cường đại là cường đại, còn không tới loại trình độ kia đâu. Chẳng qua để Diệp Quân Lâm vui mừng là đại hạ mạnh lên, cũng rất tốt. Có đôi khi mình đến không được, bọn hắn có thể tự vệ cũng không tệ. Chẳng qua cho Quân Quân giải độc, liền dẹp đi đi. Tiêu Thiên Vũ nhiệm vụ của bọn hắn vẫn là đang tìm kiếm trấn ma ti tồn tại. Thế nhưng là từ đầu đến cuối đều không có manh mối. Bọn hắn dường như chưa hề xuất hiện. Chẳng qua Diệp Quân Lâm tin tưởng vững chắc hắn tại Nam Cực sông băng bên trên nhìn thấy những người kia chính là trấn ma ti. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng là bị linh khí hấp dẫn đến. Diệp Quân Lâm suy đoán bọn hắn trước đó tồn tại hoàn cảnh bên trong linh khí nồng đậm, mà toàn thế giới linh khí thiếu thốn, không thích hợp bọn hắn sinh tồn. Hiện tại linh khí sung túc, bọn hắn liền chạy ra khỏi đến. Diệp Quân Lâm đoán không lầm. Trấn ma ti hoàn toàn chính xác chạy đến không ít người. Bọn hắn tại toàn thế giới khắp nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo cùng linh thạch. Chỉ là bọn hắn có bảo vật có thể biến mất khí tức trên thân, dù là Tiêu Thiên Vũ những cái này gặp được cũng phát hiện không được. Trừ phi chính hắn đụng phải. Đây cũng là Diệp Quân Lâm không nghĩ tới. Hắn mặc dù giáo Tiêu Thiên Vũ bọn hắn như thế nào phân rõ những cái này trấn ma ti người. Thế nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác đem khí tức biến mất, cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Bọn hắn liền không phát hiện được. Hắc ám bác sĩ khoảng thời gian này cũng tìm tới rất nhiều tà dị biện pháp. Chẳng qua Diệp Quân Lâm bước đầu tiên đều muốn tại hắn trên người mình làm thí nghiệm. Chính hắn trước phục dụng đối với hắn không có tác dụng độc dược, tiếp theo dùng những cái này tà dị biện pháp đến giải độc, đến xem hiệu quả cùng phải chăng có tác dụng phụ. Cứ như vậy, mỗi ngày đều tại thí nghiệm bên trong. Tìm không thấy từng cái chân chính có thể đối Quân Quân giải độc hữu dụng. Ngược lại là những cái này tà dị biện pháp đều có phản phệ. Chẳng qua cũng may là Diệp Quân Lâm mình, đều có thể từng cái hóa giải. Nhưng có ngày kế tiếp không rơi đế quốc tìm tới một loại biện pháp. Có lẽ đối Quân Quân độc có tác dụng, thế nhưng là phản phệ thật đáng sợ. Cuối cùng nhân thể sẽ hư thối đến bùn máu, cũng là không có cách nào. Tương đương từ dạng này một loại trạng thái biến thành một loại khác đáng sợ trạng thái. Nhưng kết cục sau cùng đều là giống nhau. Đều phải chết,
Hắc ám bác sĩ đến tiếp sau cũng tìm tới một loại tà ác phương pháp, có thể giải độc, nhưng phản phệ chính là muốn đem Quân Quân luyện hóa thành một loại con rối, không có mình tư tưởng cùng ý thức đồ vật. Cái này Diệp Quân Lâm cũng không thể chịu đựng. Cái này còn không bằng Thiên Thuẫn Cục chuyên gia ngay từ đầu biện pháp, cái kia tối thiểu có thể giữ lại Quân Quân ý thức. Liền giống với hiện tại Triệu gia đám người kia bị chế tạo thành thuần năng lượng thể đồng dạng. Trừ thân thể không phải là của mình, ý thức vẫn còn ở đó. Hiện tại là thân thể vẫn còn, thế nhưng là mất hết ý thức, biến thành con rối. Hai loại phương thức Diệp Quân Lâm cũng không thể tiếp nhận. Hắn muốn một cái khỏe mạnh một điểm Quân Quân. Hoặc là nói phản vệ không đáng sợ như vậy. Chấm. Sau đó các phương tiếp tục tiến hành. Rốt cục công phu không phụ người hữu tâm. Độc tà thần tìm được một loại biện pháp. Đại hạ Miêu Cương ra tới một vị phản đồ, trở thành tà cổ chi vương. Miêu Cương cổ thuật nhưng thật ra là đến chữa bệnh, lấy ra tai họa người chính là số ít. Nhưng vị này là từ đầu đến đuôi tà cổ chi vương. Từ nhỏ đã luyện chế đủ loại tà cổ, lấy ra hại người. Làm ra rất nhiều tội ác tày trời sự tình. Thậm chí còn cầm người sống luyện chế tà cổ. Nghe nói bị hắn dùng để luyện chế tà cổ người sống có hết mấy vạn. Cũng là Miêu Cương kẻ phản bội. Mà vị này tà cổ chi vương cho tới nay, luyện chế một loại mạnh nhất tà cổ. Cái này tà cổ lớn nhất đặc sắc chính là lấy độc nuôi tà cổ. Mạnh nhất tà cổ thôn vệ không biết bao nhiêu kịch độc cùng tà cổ. Mà lại mạnh nhất tà cổ đã bị hắn luyện chế mấy chục năm. Hiện tại đã mạnh đến một loại trình độ đáng sợ. Bởi vậy độc tà thần mạch suy nghĩ là dùng mạnh nhất tà cổ tới đối phó Quân Quân trên người độc tố. Mạnh nhất tà cổ thế nhưng là có thể thôn vệ các loại kịch độc, độc tố càng mạnh, nó càng thích, sức cắn nuốt cũng liền càng mạnh. Cái này tà cổ đã có thành tựu, đã sớm qua cầm người sống tinh huyết luyện cổ tình trạng. Hiện tại liền dựa vào các loại kịch độc làm chất dinh dưỡng. Tà cổ chi vương cũng tại khắp thế giới điên cuồng tìm kiếm độc dược. Linh khí khôi phục về sau, cũng sinh ra rất nhiều kịch độc thiên tài địa bảo. Tà cổ chi vương đã thu thập không ít. Hiện tại Quân Quân trên người độc đoán chừng là cái này mạnh nhất tà cổ thích nhất, rất dễ dàng thôn phệ hết. Nghe xong về sau, Diệp Quân Lâm kích động đứng lên. Trước đó hắn cùng Hắc Ám bác sĩ liền nghĩ qua lấy độc trị độc. Thế nhưng là Quân Quân chúng độc quá mạnh. Không cùng chi xứng đôi độc dược. Tại Hắc Long Quốc thời điểm, còn có vô sư dùng độc trùng muốn đem Quân Quân trên người độc cho hút đi. Thế nhưng là Quân Quân trên người độc quá mạnh, trực tiếp đem vô sư côn trùng cho hạ độc chết. Bây giờ nghe mạnh nhất tà cổ, vẫn là thôn vệ kịch độc mà sống. Diệp Quân Lâm làm sao không đến hứng thú. Mà lại nếu như mạnh nhất tà cổ thôn vệ Quân Quân trên người độc tố, cái này cũng liền đại biểu cho không có phản phệ. Quân Quân cũng liền không có cái gì tác dụng phụ. Cứ như vậy, Quân Quân độc liền có thể giải khai. Chuyện này không thể lộ ra, hiện tại nhằm vào Quân Quân quá nhiều người. Một khi có biện pháp giải quyết, sẽ có rất nhiều người ngăn cản. Nhất là ta vừa mới giết cửu đầu xà nhiều người như vậy, bọn hắn khẳng định thừa cơ trả thù. Một khi để bọn hắn biết chuyện này, khẳng định sẽ nổi điên phá hư. Diệp Quân Lâm nói. Bởi vậy, Hắc Ám bác sĩ bọn hắn hành động đều là lặng lẽ tiến hành. Chính là không nghĩ những người khác biết Diệp Quân Lâm bước kế tiếp là cái gì. Lập tức xác định tà cổ chi vương vị trí, vô luận bất kỳ giá nào, đều muốn hắn cho Quân Quân giải độc. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Yến Tàng Sinh là bởi vì có khó khăn khó nói, bởi vậy liền chết còn không sợ. Diệp Quân Lâm không tin những người khác cũng sẽ dạng này, không hề bị lay động. Điều kiện dụ hoặc không được lời nói, Diệp Quân Lâm trực tiếp động võ lực, trực tiếp giết bọn hắn. Nhìn xem vẫn là không hề bị lay động sao. Tốt, minh bạch. Độc tà thần bọn hắn đi tìm tà cổ chi vương chỗ vị trí. Lần này Diệp Quân Lâm muốn động tác nhanh một chút. Trừ cửu đầu xà bên ngoài, chủ yếu còn có khống chế lại Yến Tàng Sinh thế lực thần bí. Tốc độ bọn họ tương đối nhanh, Diệp Quân Lâm nếu là hơi chậm, có thể sẽ thua thiệt. Nếu như bị người nhanh chân đến trước, hắn sẽ điên mất. Đại hạ Miêu Cương thập phương sâu trong núi lớn. Từ khi linh khí khôi phục về sau, trong này hết thảy đều dã man sinh trưởng. Diễn sinh ra rất nhiều độc vật đến, ví dụ như biến dị rắn rết, cùng các loại có độc thực vật vân vân. Thậm chí còn có một số chưa hề xuất hiện qua độc vật. Đây chính là thiên nhiên cấm địa. Nhất là linh khí khôi phục về sau, đáng sợ hơn. Là trong cấm địa. Nhìn sán lạn tiên diễm bề ngoài,
trên thực tế đều là có độc. Có rất ít người dám vào nhập trong đó. Chẳng qua tà cổ chi vương hang ổ ngay ở chỗ này. Trước kia cũng bởi vì nơi này quá nguy hiểm, không ai dám xâm nhập. Tà cổ chi vương cửu nhân nhóm chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại chỗ của hắn thành cấm địa, càng phát ra không ai dám đến tìm hắn. Linh khí khôi phục về sau, tà vật dã man sinh trưởng, vừa vặn thuận tà cổ chi vương tâm ý. Hắn có thể luyện chế càng nhiều mạnh hơn độc cổ. Trong mắt hắn, những cái này biến dị tà vật cùng mọi người người theo đuổi linh khí tinh thể đồng dạng. Gần đây tà cổ chi vương phái các đệ tử của hắn tấp nập ra ngoài, bắt đến người sống vật sống đến luyện cổ độc. Chủ yếu là linh khí khôi phục về sau, toàn thế giới đều là hỗn loạn tưng bừng. Đại hạ cũng là như thế. Căn bản không ai quản, cũng không ai có thực lực đi quản. Trêu đến chung quanh tiếng oán than dậy đất. Chủ yếu là hiện tại cũng là dã man phát triển. Mạnh được yếu thua thời đại. Độc tà thần tại một phen tìm kiếm vẫn là tìm được tà cổ chi vương hang ổ chỗ. Chẳng qua lúc này, đại hạ rất nhiều ẩn thế thế lực ngay tại chung quanh tập kết. Nguyên lai bọn này thế lực đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu, muốn đối tà cổ chi vương xuống tay. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn lấy được tà cổ chi vương bảo vật. Cũng tỉ như nói hắn luyện chế mạnh nhất tà cổ, ai không muốn có được. Ai cầm tới chính là đáng sợ sát chiêu. Huống chi còn có cái khác rất nhiều độc cổ loại hình. Cướp được chính là kiếm. Mà lại nghe nói tà cổ chi vương cấp một cấm địa không nguy hiểm, chỉ là độc vật nhiều, nhưng độc bị tà cổ chi vương khống chế. Bên trong linh khí tinh thể cùng thiên tài địa bảo cứ việc đào móc. Tương đương cầm xuống tà cổ chi vương, chẳng khác nào cầm xuống cái này cấp một cấm địa. Ai không muốn thử xem. Cấp một cấm địa quá khủng bố, bên trong hung thú so thần minh còn đáng sợ hơn. Số lượng còn nhiều muốn chết. Nào có dễ dàng như vậy thăm dò. Nhưng hết lần này tới lần khác tà cổ chi vương sợ ở cái này cấp một trong cấm địa nguy hiểm đều là độc vật, hắn hết lần này tới lần khác có thể khống chế. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Những thế lực này bên trong liền có Hắc Thiên Minh. Còn có rất nhiều bão đoàn thế lực, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ liền phải đối tà cổ chi vương động đao. Nói chính nghĩa lăng nhiên, muốn vì dân trừ hại, phải vì những người bị hại kia lấy một cái công đạo. Muốn đem những cái kia cầm đi luyện chế độc cổ người sống cứu ra. Nhưng toàn bộ đều là đang vì mình gảy bàn tính. Huống chi tà cổ chi vương không phải bọn hắn liên hợp nhằm vào đệ nhất nhân. Trước đó bọn hắn liền đánh lấy dạng này cờ hiệu nuốt cái này đến cái khác thế lực. Đại hạ kỳ thực hiện tại rất loạn, khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau, loại này lẫn nhau chiếm đoạt sự tình rất phổ biến. Vì một khối linh khí tinh thể, giết là máu chảy thành sông, không biết có bao nhiêu người vô tội mất mạng. Mấu chốt những cái này giết người như ngoé thế lực, cả đám đều đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu. Bọn hắn kỳ thật căn bản không có đại hạ quốc nhà những cái này khái niệm. Sự xuất hiện của bọn hắn là bởi vì linh khí khôi phục, bên ngoài linh khí nồng đậm, lại có rất nhiều thiên tài địa bảo, bởi vậy mới có thể từng cái chạy đến. Đại hạ có nguy cơ thời điểm, một cái đều sẽ không xuất hiện. Thậm chí giả chết. Mà lại đối bọn hắn đến nói, đại hạ thổ địa là ai chúa tể, căn bản không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn đối với cái này rất đạm mạc, chỉ để ý ích lợi của mình. Trước đó Diệp Quân Lâm gặp phải Tùy Thanh Thanh cùng Hắc Thiên Minh không chính là như vậy. Từng cái tại lợi ích điều khiển, giết không biết bao nhiêu người. Toàn bộ đều là ác ma. Hiện tại hết thảy 11 cái thế lực lớn, chuẩn bị đối tà cổ chi vương xuống tay. Chẳng qua bọn hắn lo lắng ăn một miếng không hạ. Còn cố ý cho Thiên Sách Phủ phát tin tức, yêu cầu Thiên Sách Phủ cũng phái người đến, cùng một chỗ tiêu diệt tà cổ chi vương cái này đại ác ma. Bọn hắn còn thống kê, linh khí khôi phục về sau, tổng cộng có 738 người bị bọn hắn bắt đi luyện cổ, bị giết chết còn có hơn 400 người. Khi nhận được danh sách này xong cùng thỉnh cầu sau, Thiên Sách Phủ vô luận như thế nào đều muốn phái người tiến đến. Vừa vặn gần đây nhiều hơn không ít thần minh, để bọn hắn đi thực chiến càng tốt hơn. Cũng đúng lúc diệt tà cổ chi vương cái này đại ác ma. Kỳ thật Thiên Sách Phủ bản thân cũng có ý nghĩ này. Hiện tại đại hạ loạn trong giặc ngoài, nhất là nội ưu một mực không cách nào giải quyết, không có năng lực giải quyết. Hiện tại thần minh nhiều về sau, Thiên Sách thần soái sớm đã có phải giải quyết ý nghĩ. Vừa vặn những thế lực này liên danh thỉnh cầu Thiên Sách Phủ phái người đi tiêu diệt. Vừa vặn coi đây là bắt đầu, đến tiến hành một vòng nội bộ thanh lý lôi đình hành động. Mà bây giờ Thiên Sách Phủ thực lực đầy đủ.
Diệp Quân Lâm tài nguyên đầy đủ, thần y thủ đoạn đáng sợ. Bởi vậy đại hạ hiện tại thần minh kịch liệt kéo lên, vậy mà đi vào ba chữ số. Thiên Sách thần soái mình cũng thành thần minh. Bọn hắn đem tất cả thần minh sắp xếp một đoàn đội, tên là Thiên Thần Ti. Bên trong thành viên được xưng hô vì Thiên Thần Vệ. Lần này một lần tính phái ra 28 vị Thiên Thần Vệ. Từ Long Tam cùng Long Ngũ mang đội. Dù sao hai người này trước nhập thần minh hoàn cảnh, thực lực cũng khá mạnh. Lại liên hợp những thế lực này, tiêu diệt Tà Cổ Chi Vương đầy đủ. Xem như Thiên Thần Ti thành lập tới nay trận chiến đầu tiên. Bởi vậy cũng coi là huy động nhân lực, nhất là tại Đại Hạ. Huống chi Tà Cổ Chi Vương hang ổ thế nhưng là một chỗ cấp một cấm địa, vừa vặn dùng để tài nguyên đào móc. Độc Tà Thần tại xác định Tà Cổ Chi Vương vị trí về sau, lập tức chạy đi tìm Diệp Quân Lâm. Vừa mới Diệp Quân Lâm cùng Thanh Long mấy người nói chuyện phiếm. Thanh Long bọn hắn bởi vì tư chất tốt, toàn bộ được tuyển chọn, trở thành thần minh, nhao nhao bị sắp xếp Thiên Thần Ti. Vừa mới Thiên Thần Ti phát tới tin tức, bọn hắn có nhiệm vụ. Vị trí tìm được, chủ nhân. Độc Tà Thần nói. Tốt, chúng ta lập tức tiến về. Diệp Quân Lâm vội vàng cõng Quân Quân, cùng Hắc Ám bác sĩ bọn người cùng lúc xuất phát. Không lâu sau đó, bọn hắn liền đến Miêu Cương Thập Phương Đại Sơn. Tà Cổ Chi Vương thật đúng là tàn bạo a, giết nhiều như vậy người, cầm người sống luyện cổ, thật sự là đủ tàn nhẫn. Vì luyện chế mạnh nhất Tà Cổ, thật là chuyện gì đều làm ra được a. Chấm. Tra được Tà Cổ Chi Vương gần đây tàn bạo hành vi, Hắc Ám bác sĩ mấy người giận mắng. Diệp Quân Lâm không nói gì, chỉ là một mực mặt lạnh. Sau đó không lâu, đám người liền đến mục đích. Cái này khiến tất cả mọi người là nhao nhao sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Tà Cổ Chi Vương lão tổ bên ngoài làm sao tụ tập nhiều như vậy người? Số ít cũng phải có mấy ngàn người. Cũng đều là cao thủ. Hắc Thiên Minh. Diệp Quân Lâm trong đám người nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc Hắc Thiên Minh. Cái kia đặc điểm rõ ràng Đại Hán Vạm Vỡ cũng tại. Trong tay nắm từng thất biến dị ác lang. Lại nhìn trong đám người, nắm hung thú có không ít. Xem ra linh khí khôi phục về sau, có không ít người thuần phục những cái này biến dị hung thú a. Không đúng. Bọn hắn là muốn làm gì? Từng cái thế lực tụ họp lại. Ta trước đó đến thời điểm bọn hắn đều không có a, làm sao đột nhiên nhiều như vậy người? Độc Tà Thần cũng rất kinh ngạc. Thấy thế nào bộ dáng, là cùng Tà Cổ Chi Vương có quan hệ đâu? Hắc Ám bác sĩ nghi ngờ nói. Diệp Quân Lâm tâm cũng đi theo khẩn trương lên. Nếu là Tà Cổ Chi Vương mạnh nhất độc cổ cho Quân Quân khử độc tin tức để lộ ra đi. Như vậy hắn đã tới muộn. Rất có thể đã bị phá hư rơi. Làm Diệp Quân Lâm một đoàn người xuất hiện. Nhiều như vậy thế lực tuyệt không kỳ quái, bọn hắn đều còn tưởng rằng là đến cùng một chỗ vây quét Tà Cổ Chi Vương. Mà lại những thế lực này đều là bởi vì linh khí khôi phục mới chạy đến, trước đó cũng chưa gặp qua Diệp Quân Lâm. Cho nên không nhận biết đám người bọn họ. Lão đại, sư phụ, ngài làm sao tới nơi này rồi? Đột nhiên một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên. Chỉ thấy Thiên Thần Ti đám người đi tới. Trong đó có Thanh Long Kỳ Lân bọn hắn, còn có Tiêu Phong những người này. Bọn hắn là tiếp vào Thiên Thần Ti nhiệm vụ tới đây tiêu diệt Tà Cổ Chi Vương. Không nghĩ tới vừa tới nơi này đã nhìn thấy Diệp Quân Lâm bọn người. Chẳng lẽ các ngươi cũng là đến vây quét Tà Cổ Chi Vương? Kỳ Lân hỏi. Diệp Quân Lâm mấy người sững sờ. Chẳng qua cái này mới phản ứng được. Nguyên lai nơi này tụ tập nhiều như vậy người, là đến vây quét Tà Cổ Chi Vương. Chuyện gì xảy ra? Diệp Quân Lâm hỏi. Thanh Long đem sự tình toàn bộ nói cho Diệp Quân Lâm. Cái này khiến Diệp Quân Lâm thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng là đối thủ phát hiện Tà Cổ Chi Vương tồn tại, chuyên môn chạy tới phá hư ngăn cản. Không nghĩ tới chính là một trận trùng hợp. Vừa lúc là bọn hắn muốn vây quét Tà Cổ Chi Vương. Thanh trừ những cái này đại hạ tai họa. Dù sao đi qua trong khoảng thời gian này. Đại hạ vô thần minh, bị ngoại nhân khi dễ, kém chút bị chia cắt. Nội bộ khẳng định cũng giống như vậy. Nhiều như vậy người ẩn thế thế lực nhảy ra, làm sinh linh đổ thán. Bọn này ẩn thế thế lực tại cái này thần minh đầy đất đi thời đại là chẳng mạnh mẽ lắm. Bọn hắn liền cùng đã từng cổ tộc Diệp gia đồng dạng. Chỉ là sinh tồn ở có hơi linh khí địa phương. Liền giống với đã từng Diệp Quân Lâm diệt đi số 76 cấm địa đồng dạng, bây giờ suy nghĩ một chút xem bọn hắn tài nguyên kỳ thật chính là linh khí.
Loại này linh khí bên ngoài không có, chỉ có bọn hắn sinh tồn địa phương có, bởi vậy bọn hắn sẽ không ra tới. Thế nhưng là linh khí khôi phục về sau, bên ngoài linh khí càng dày đặc, bọn hắn tự nhiên toàn bộ chạy đến. Cả đám đều trở thành tai họa. Thế nhưng là thiên sách phủ những cái này căn bản không có thực lực giải quyết, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Hiện tại rốt cục ra tới thần minh. Tổ kiến thiên thần ti, liền phải giải quyết những vấn đề này. Hắc ám bác sĩ bọn hắn lá nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng hành động chậm nữa nha. Không nghĩ tới chính là một trận hiểu lầm thôi. Vừa vặn gặp phải. Sợ bóng sợ gió một trận a. Còn tưởng rằng thế lực thần bí thần thông quảng đại đến mức này. Bọn hắn muốn làm gì, người ta luôn luôn có thể sớm một bước đoán được, sớm một bước ngăn cản. Hiện tại xem ra không phải. Dù sao chuyện này trừ bốn người bọn họ bên ngoài, không ai biết. Thế lực thần bí thần thông quảng đại nữa, cũng không có khả năng tại Diệp Quân Lâm trên thân lắp đặt thiết bị giám sát a. May mắn. Không có xảy ra chuyện. Chẳng qua rất nhanh bọn hắn cau mày. Một mặt xoắn suýt. Lại gặp hạ một nan đề. Nếu là tại dĩ vãng, đối với tiêu diệt tà cổ chi vương, bọn hắn tuyệt đối là đập hai tay tán thành. Loại này tội ác tày trời ra hỏa. Tất cả mọi người là thấy lòng đầy căm phẫn. Hắc ám bác sĩ làm qua thí nghiệm càng nhiều, thế nhưng là cầm người sống làm thí nghiệm số lần thiếu a. Hơn phân nửa đều là dùng thi thể, hoặc là những sinh vật khác. Cùng tà cổ chi vương so ra, quả thực tiểu vu gặp đại vu. Loại này tai họa, đừng nói là những người khác, chính là hắc ám bác sĩ đều nghĩ diệt. Mà lại tà cổ chi vương rất nhiều độc cổ đều là từ trong tã lót hải nhi bắt đầu luyện. Tà cổ nương theo lấy thân thể trưởng thành. Đến cuối cùng tà cổ thôn phệ thân thể. Loại tà ác này pháp môn cũng có. Quả thực khiến người giận sôi. Nhưng là bây giờ không được a. Diệp Quân Lâm chính là đến tìm tà cổ chi vương cho quân quân giải độc a. Nếu để cho bọn hắn tiêu diệt, tìm ai giải độc đi. Tiêu diệt có thể. Nhưng không phải hiện tại. Loại này tai họa muốn chết, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Không đơn giản bọn hắn sửng sốt. Diệp Quân Lâm càng là sửng sốt. Tà cổ chi vương không thể diệt a. Quân quân độc ai đi giải khai. Thời cơ này cũng không đối a. Vừa vặn đụng phải người ta đến tiêu diệt. Nếu là trễ một bước, khả năng tà cổ chi vương đô bị tiêu diệt. Mạnh nhất tà cổ cũng bị hủy đi. Đau đầu a. Quân quân giải độc con đường làm sao cứ như vậy khó đâu. Thanh Long bọn hắn nhìn ra một tia dị dạng đến, dường như có điểm gì là lạ. Lão đại ngài tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ cũng là sông tà cổ chi vương đến? Thanh Long hỏi. Không đợi Diệp Quân Lâm trả lời. Lúc này Hắc Thiên Minh bên kia các thế lực lớn, đã đang gọi, đã thiên thần ti đã phái người đến, vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi. Long Tam Long Ngũ nhìn thoáng qua sau lưng, tay cầm một khối lệnh bài màu đen. Đây là thiên thần ti thiên thần lệnh. Có thể điều động thiên thần ti tất cả thiên thần vệ. Long Tam tay cầm thiên thần lệnh, ra lệnh, tất cả thiên thần vệ nghe lệnh. Hướng về phía trước tiến công, phải tất yếu tiêu diệt tà cổ chi vương. Gặp được người phản kháng, giết không tha. Minh bạch, tất cả thiên thần vệ cùng nhau hô. Cái khác các thế lực lớn cũng là nhao nhao hô, tiêu diệt tà cổ chi vương. Bọn hắn sắp toàn quân xuất động, thề sống chết muốn đem tà cổ chi vương toàn bộ cho tiêu diệt rơi. Thanh Long bọn hắn cũng không hỏi tới nữ Diệp Quân Lâm, nhao nhao đi vào phía trước nhất, chuẩn bị xung kích. 3-2-1, tiến công. Liền tại bọn hắn sắp tiến công thời khắc. Một bóng người lại ngăn ở đám người đối diện. Không được, các ngươi không thể giết hắn. Cái này người chính là Diệp Quân Lâm. Tà cổ chi vương là muốn giết, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Hắn hiện tại còn cần tà cổ chi vương. Hắn tuyệt đối không thể chết. Bởi vậy, Diệp Quân Lâm khẳng định phải ngăn cản. Đám người công kích, bởi vì Diệp Quân Lâm cái này chặn lại, đều cùng nhau dừng lại. Diệp Quân Lâm đơn giản ngữ mới ra, toàn trường đều muốn nổ tung. Tất cả mọi người không thể tin nhìn xem Diệp Quân Lâm. Tất cả mọi người không nghĩ tới, lại còn có người ngăn cản tiêu diệt mối họa lớn. Hiện tại tiêu diệt tà cổ chi vương là dân tâm sở hướng, ai không muốn hắn hủy diệt a? Làm sao còn sẽ có người ngăn cản? Đây là tại trợ giúp tà cổ chi vương sao? Tiêu Phong sửng sốt. Thanh Long sửng sốt. Chấm. Bọn hắn vừa mới còn tại suy đoán, vì sao Diệp Quân Lâm tới đây? Chẳng lẽ là ngăn cản bọn hắn đến? Đây là vì sao? Diệp Quân Lâm người biết mình đang làm gì sao?
Long Ngũ giận dữ hét. Hắn cũng rất khiếp sợ, Diệp Quân Lâm vậy mà đến ngăn cản bọn hắn. Diệp Quân Lâm trả lời, ta biết, nhưng bây giờ Tà Cổ Chi Vương không thể chết. Long Tam đôi mắt bên trong bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, Diệp Quân Lâm ngươi phải hiểu được hành vi của mình, chẳng lẽ ngươi muốn cùng Tà Cổ Chi Vương một đám sao? Chẳng lẽ ngươi muốn giúp hắn sao? Diệp Quân Lâm nhìn chằm chằm hắn nói ra, ta không nói cùng hắn một đám, ta cũng không muốn giúp hắn. Chỉ là tạm thời các ngươi không thể giết hắn. Đúng, chúng ta còn có chút sự tình, chờ chúng ta xử lý xong, các ngươi lại làm cái khác đều được. Hắc ám bác sĩ cũng nói. Để Tà Cổ Chi Vương cho quân quân chuyện giải độc bọn hắn không dám lộ ra. Loại này tà dị phương pháp vì mọi người chỗ khinh thường, hơn nữa còn dễ dàng xảy ra chuyện. Chỉ cần ngươi ngăn cản chúng ta tiêu diệt Tà Cổ Chi Vương, ngay tại giúp hắn. Đúng a, chúng ta đều đã ngốc tới cửa, các ngươi ngăn cản chúng ta. Còn nữa nói các ngươi cùng loại này để tiếng xấu muôn đời tai họa có chuyện gì muốn làm. Cản chúng ta có thể, nhưng nhất định phải cho chúng ta một cái đầy đủ lý do. Chấm. Long Tam, Long Ngũ bọn người từng cái âm thanh lạnh lùng nói. Liền Thanh Long, Tiêu Phong những người này đều là không thể nào hiểu được. Diệp Quân Lâm rốt cuộc muốn cùng Tà Cổ Chi Vương có chuyện gì nhưng thương lượng. Đây chính là Diệp Quân Lâm sao? Ngươi ngăn đón chúng ta, chính là tại vi phạm toàn bộ đại hạ ý nguyện a. Ngươi là đang ngăn trở chúng ta vì dân trừ hại a. Ngươi biết bên trong những cái này hại bao nhiêu người? Giờ phút này có không ít người sống đang ở bên trong nhận hết tra tấn. Chúng ta muộn đi một giây đồng hồ, không biết có bao nhiêu người tử vong, không biết có bao nhiêu người tiếp nhận tra tấn. Chúng ta chính là đến cứu vớt bọn họ. Ngươi ngăn cản chúng ta, chính là đang hại người, trợ giúp Tà Cổ Chi Vương cái này mối họa lớn. Ngươi còn xác định sao? Chấm. Những cái này giết người như ngoé các thế lực lớn, nói chính nghĩa lăng nhiên, đường hoàng. Bọn hắn rõ ràng vội vã muốn chia cắt Tà Cổ Chi Vương bảo vật cùng đào móc cấp một cấm địa thiên tài địa bảo. Lại cầm loại này chí cao vô thượng lấy cớ. Chẳng qua hết lần này tới lần khác bọn hắn nói có lý, người còn không có cách nào phản bác. Biết chúng ta tề tựu có bao nhiêu khó khăn sao, thật vất vả muốn diệt trừ tai họa, người vậy mà tại ngăn cản. Phàm là bất kỳ ngăn trở nào, bất luận người cớ gì. Chính là đang trợ giúp Tà Cổ Chi Vương, đó chính là chúng ta địch nhân. Đại hạ địch nhân, Long Tam cũng đứng tại đạo đức điểm cao, bắt đầu cho Diệp Quân Lâm tạo áp lực. Diệp Quân Lâm người suy nghĩ kỹ càng, đứng tại chúng ta đối diện, chính là địch nhân của chúng ta. Chúng ta không ngại trước diệt trừ ngươi, lại san bằng Tà Cổ Chi Vương hang ổ. Long Ngũ trực tiếp đem Diệp Quân Lâm coi là địch nhân. Đúng, ngăn cản người giết không tha. Các thế lực lớn nhao nhao hô. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Chậm đã, chậm đã. Mọi người trước tỉnh táo. Thanh Long mấy người lập tức đứng ra, sợ đôi bên trực tiếp đánh lên. Chờ ta hỏi rõ ràng. Thanh Long cho Long Tam Long Ngũ điệu bộ, sau đó hỏi thăm Diệp Quân Lâm, lão đại các ngươi đến tìm Tà Cổ Chi Vương đến cùng chuyện gì a? Không nói rõ ràng, mọi người là sẽ không dừng lại. Diệp Quân Lâm một mặt do dự. Chuyện này nơi nào có thể nói a? Tìm Tà Cổ Chi Vương giải độc, kéo con bê đâu? Mà lại giải độc nguyên lý là để Tà Cổ Chi Vương dùng hắn mạnh nhất tà cổ đến thôn vệ quân quân trên người độc. Hiện tại ai cũng biết quân quân chúng độc mạnh bao nhiêu, nếu như bị Tà Cổ Chi Vương mạnh nhất độc cổ thôn vệ quân quân độc về sau, không biết độc cổ sẽ mạnh đến mức nào. Này bằng với là để Tà Cổ Chi Vương mạnh lên, ai có thể đáp ứng? Diệp Quân Lâm nói ra, nhất định đại đa số người phản đối. Còn nữa nói còn có người khẳng định ngăn cản dùng loại này tà dị pháp cho quân quân giải độc. Diệp Quân Lâm ngược lại là không sợ bọn họ, có thể toàn giết. Nhưng bởi vì chuyện này sao có thể giết? Nguyên nhân ta tạm thời không thể nói. Chỉ là Diệp Quân Lâm vừa dứt lời. Liền có người lập tức nói, ngươi chẳng lẽ muốn Tà Cổ Chi Vương cho con gái của ngươi giải độc a? Có người vậy mà đoán được. Cái này khiến Diệp Quân Lâm toàn thân run lên. Có người nhắc nhở, mọi người nhao nhao kịp phản ứng. Nghe nói Tà Cổ Chi Vương từ sẽ cổ thuật bắt đầu. Liền luyện chế một loại tà cổ, danh xưng mạnh nhất tà cổ. Đến nay còn tại luyện cổ, hiện tại cái này mạnh nhất độc cổ đã cường đại đến tiếp cận chung quanh 100 mét hẳn phải chết tình trạng. Đúng vậy a, không chỉ như thế, hiện tại cái này mạnh nhất độc cổ đã trưởng thành đến cực hạn, hiện tại luyện chế lời nói, người sống tinh huyết những cái này đều vô dụng. Chỉ có thể tìm đến các loại kịch độc bị nó thôn phệ. Người trên người nữ nhi chúng mạnh nhất độc dược,
nhiều như vậy biện pháp đều vô dụng. Ngươi bây giờ khẳng định muốn để mạnh nhất độc cổ đến hút đi ngươi trên người nữ nhi độc a. Mọi người thấy Diệp Quân Lâm chất vấn. Diệp Quân Lâm đột nhiên đến đây, còn ôm lấy nữ nhi. Nói rõ là đến giải độc. Đến lúc này, Diệp Quân Lâm chỉ có thể thừa nhận xuống tới, đúng, không sai, tìm tà cổ chi vương chính là vì giao cho nữ nhi của ta giải độc. A, à, Thanh Long bọn hắn lộ ra kinh ngạc thần sắc. Không nghĩ tới Diệp Quân Lâm bị bức bách đến loại tình trạng này. Vậy mà bắt đầu dùng loại này tà dị phương pháp đến cho quân quân giải độc. Không thể tưởng tượng nổi. Diệp Quân Lâm ngươi lá gan cũng quá lớn đi, nghĩ đến loại biện pháp này cho ngươi nữ nhi giải độc. Truyền thuyết mạnh nhất độc cổ chỉ cần vật sống tới gần chính là hẳn phải chết không nghi ngờ a, ngươi không sợ không cho con gái của ngươi giải độc, trước tiên đem con gái của ngươi hại a. Vạn nhất không giải được độc, lại để cho con gái của ngươi độc càng thêm độc đâu. Đây chính là mạnh nhất tà cổ a, rất dễ dàng thôn phệ vật sống. Con gái của ngươi gặp được nó liền bị thôn phệ. Liền xem như cho ngươi nữ nhi giải độc, không sợ tác dụng phụ sao? Không sợ phản phệ sao? Long Tam cùng Long Ngũ cười nhạo nói. Thanh Long bọn hắn không nói chuyện, bởi vì bọn hắn cảm thấy Long Tam hai người nói có đạo lý a. Loại này tà dị biện pháp thật là có loại nguy hiểm này. Đây chính là cùng bình thường biện pháp khác nhau. Bọn hắn cũng cảm thấy Diệp Quân Lâm làm được không ổn. Như thế nào Lý Tử Nhiễm bọn hắn tại nơi này, chỉ sợ muốn ngăn cản. Loại biện pháp này nguy hiểm quá lớn. Nói cái gì cũng sẽ không để. Đây là nhà ta sự tình, các ngươi không quản được. Diệp Quân Lâm mình cũng biết nguy hiểm lớn a. Thế nhưng là không bị buộc đến thời khắc thế này, hắn cũng không nghĩ a. Ta hiện tại đi vào tìm hắn giao cho nữ nhi của ta giải độc, về sau chuyện của các ngươi ta sẽ không trộn rộn. Ngươi muốn giết hắn thậm chí ăn hắn ta đều không có ý kiến. Chẳng qua bây giờ hắn còn không thể chết, muốn giao cho nữ nhi của ta chữa bệnh. Ai muốn giết hắn, chính là ngăn cản nữ nhi của ta giải độc, chính là cùng ta có thù. Ta nhất định phải ngăn cản. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Như là đã nói toạc, vậy đã nói rõ trắng rồi. Diệp Quân Lâm chúng ta hiểu ngươi, thế nhưng là ngươi có nghĩ qua, ngươi cho ngươi nữ nhi giải độc, kỳ thật tại giúp tà cổ chi vương sao? Hắc Thiên Minh có một người hỏi. Giúp hắn, làm sao rồi? Diệp Quân Lâm không hiểu hỏi. Những người khác cũng nhao nhao quăng tới không hiểu ánh mắt. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi chính là để mạnh nhất tà cổ đến hấp thu đi con gái của ngươi độc a. Hiện tại kịch độc chính là mạnh nhất tà cổ chất dinh dưỡng, hấp thu kịch độc, tà cổ liền càng mạnh. Tương ứng tà cổ chi vương thực lực cũng liền càng mạnh. Huống chi con gái của ngươi chúng độc thế nhưng là danh xưng mạnh nhất độc dược, đây đối với tà cổ đến nói chính là mạnh nhất chất dinh dưỡng. Thậm chí có thể nói có thể đem cái này tà cổ trực tiếp đẩy lên cực hạn nhất tình trạng. Đến lúc đó tà cổ chi vương bằng vào cái này mạnh nhất tà cổ, ai có thể là đối thủ của hắn. Đừng nói chúng ta ở đây những người này, chính là lại nhiều gấp 10 cũng không phải là đối thủ. Thần minh căn bản không có chống đỡ lực lượng. Chấm. Người này phân tích mới ra, toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Liên Diệp Quân Lâm đều không có nghĩ tới chỗ này. Hút quân quân độc, cái này mạnh nhất tà cổ sẽ cường đại. Đúng, ta nghe nói tà cổ chi vương mạnh nhất độc cổ liền kém một chân vào cửa liền đạt tới cực hạn trạng thái. Cái này hắn từ nhỏ luyện độc cổ liền phải hoàn thành. Người bây giờ cho ngươi nữ nhi giải độc, tương đương với chính là cho hắn đưa trợ công. Một khi để hắn độc cổ triệt để luyện thành. Hắn đem lại không địch thủ a, khi đó ai có thể diệt hắn, toàn bộ đại hạ đều muốn gặp nạn, người người đều muốn trở thành hắn độc cổ trong miệng ăn. Người bây giờ chỉ cần mang ngươi nữ nhi đi giải độc, chính là đang trợ giúp hắn. Lời này mới ra, toàn trường lập tức nổ. Mạnh nhất độc cổ luyện thành, cũng không liền kém Diệp Quân Lâm một chân vào cửa sao. Diệp Quân Lâm cái này thuần túy chính là đến đưa trợ công. Không nói đến quân quân độc có thể hay không giải. Nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Tà cổ là khẳng định thôn phệ quân quân độc, nó trưởng thành là khẳng định. Nó cường đại, mang ý nghĩa tà cổ chi vương cường đại. Uy hiếp được chính là mọi người. Lo lắng của mọi người đều có lý. Đương nhiên đám người này mới sẽ không quản đại hạ như thế nào sinh linh đồ thán, bọn hắn chỉ là lo lắng tà cổ chi vương cường lớn về sau, bọn hắn không có cách nào đối phó, không cách nào chia cắt bảo vật của hắn. Bởi vậy tuyệt đối không thể để cho tà cổ chi vương mạnh lên. Quân quân độc không thể đưa đi qua. Diệp Quân Lâm chúng ta nhằm vào ngươi. Loại tình huống này đích thật là dạng này.
cho ngươi nữ nhi giải độc, liền mang ý nghĩa tà cổ chi vương cường lớn. Đến lúc đó uy hiếp đại hạ tất cả mọi người sinh mệnh. Ngươi không thể vì bản thân tư dục, liền đem toàn bộ đại hạ đưa thân vào trong nước sôi lửa bỏng. Không thể cứu con gái của ngươi, hy sinh những người khác a, tất cả mọi người là vô tội a. Huống chi con gái của ngươi độc cũng không nhất định có thể giải khai, còn dễ dàng gặp nguy hiểm. Chấm. Long Tam Long Ngũ nói. Đúng, như ngươi loại này để tà cổ chi vương cường lớn hành vi chúng ta kiên quyết ngăn cản. Đúng, ngươi không thể ngăn chúng ta. Diệp Quân Lâm mau nhường mở, không phải liền ngươi cùng một chỗ giết. Chấm. Hắc Thiên Minh nhóm thế lực nhao nhao hô. Tất cả mọi người muốn tiến công. Thậm chí Thanh Long bọn hắn cũng cho rằng như thế. Cho quân quân dạng này giải độc, gặp nguy hiểm không nói, còn để tà cổ chi vương rất dễ dàng mạnh lên. Đến lúc đó đối đại hạ thật là uy hiếp. Không biết bao nhiêu người muốn mất mạng. Bởi vậy, bọn hắn không nói chuyện. Bọn hắn cũng không biết nói như thế nào. Muốn các ngươi không phải đại hạ người, ta đều sớm không nói với các ngươi nói nhảm, trực tiếp đánh các ngươi. Một số người có thể là thật suy xét đại hạ an nguy, nhưng ta cùng mọi người thấu cái đáy. Dù là tà cổ chi vương mạnh nhất tà cổ luyện thành công, ta cũng có thể giết hắn. Hắn không thành tài được. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Một cái tà cổ chi vương hắn khẳng định không để vào mắt. Một quyền sự tình. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm một màn này đến, mọi người cũng không tin a. Ngươi liền thổi a, một khi mạnh nhất tà cổ luyện thành, ai biết hắn có thể tới cái gì cấp độ. Ngươi có thể bảo chứng. Ngươi nếu là cam đoan không được đâu. Vạn nhất hắn thật không cách nào khống chế, khi đó đem bởi vì ngươi bản thân tư dục, để đại hạ như lâm địa ngục. Cam đoan cái giám a, ngươi cái gì đều cam đoan không được. Chấm. Mọi người chết sống không đáp ứng. Diệp Quân Lâm ngươi hãy nghe cho kỹ, chỉ cần có chúng ta ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ dùng tà cổ cho ngươi nữ nhi giải độc. Thiên thần lệnh ở đây, tất cả thiên thần vệ nghe ta hiệu lệnh, tiến công. Long Tam lấy ra thiên thần lệnh, trực tiếp ra lệnh. Tại đại hạ những cái này thần minh gia nhập thiên thần ti trước, đều hứa hẹn qua, nhìn thấy thiên thần lệnh, cái gì mệnh lệnh đều muốn phục tùng. Các huynh đệ cùng một chỗ xông tới, người nào cản trở giết ai. Hắc Thiên Minh nhóm thế lực cũng chuẩn bị phải công kích. Thanh Long bọn hắn xoắn suýt vô cùng. Một bên là thiên thần lệnh, một bên là Diệp Quân Lâm. Bọn hắn căn bản là không có cách đi tiến công a. Từng cái vội vàng sao động mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Đúng vào lúc này, Diệp Quân Lâm đột nhiên hô, Thanh Long, Kỳ Lân, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Võ, Tiêu Phong. Ngăn bọn hắn lại cho ta, nếu như các ngươi còn coi ta là Diệp Quân Lâm. A, à, mấy người càng muốn điên. Cái này so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Diệp Quân Lâm bắt đầu để bọn hắn lựa chọn. Là lựa chọn hắn vẫn là lựa chọn thiên thần lệnh. Vấn đề này quá khó. Mọi người bước chân trì trệ. Toàn bộ nhìn xem Thanh Long những người này. Đang chờ đợi lựa chọn của bọn hắn. Tất cả thiên thần vệ cho ta tiến công. Các ngươi lại do dự cái gì? Cho ta tiến công a. Long Tam cùng Long Ngũ hô lớn. Các ngươi có còn hay không là thiên thần vệ? Cái này rất khó lựa chọn sao? Các ngươi trung thành đâu? Ước định của các ngươi đâu? Các ngươi là thiên thần ti một viên. Nhìn thấy thiên thần lệnh liền phải phục tùng vô điều kiện. Dù là đao giá tại các ngươi trên cổ. Chấm. Long Tam cùng Long Ngũ điên cuồng hô to. Những người khác đang chờ đám người quyết sách. Thanh Long bọn hắn do dự đến nổi gân xanh, một mặt đau khổ. Loại này lựa chọn quá thống khổ. Bên tai một mực truyền đến Long Tam cùng Long Ngũ thúc giục, đầu của bọn hắn đều muốn nổ tung. A, à, cản bọn họ lại. Chấm. Đột nhiên, Thanh Long, Kỳ Lân bọn hắn toàn bộ quay người, đối mặt với Long Tam Long Ngũ cùng mấy ngàn người. Bọn hắn tất cả mọi người thật là cùng một thời gian xoay người. Ai từ nơi này đi qua, chính là cùng ta là địch, giết không tha. Đúng, ai cũng không thể từ nơi này đi qua. Lão đại, sư phụ, ngươi yên tâm đi thôi, nơi này có chúng ta trông coi đâu. Chấm. Đám người hô. Bọn hắn tạo thành một đạo nhân tường ngăn tại Long Tam Long Ngũ trước mặt. Diệp Quân Lâm thấy cảnh này rất là vui mừng. Cùng Hắc Ám bác sĩ bọn hắn cùng một chỗ tiến vào tà cổ chi vương hang ổ. Thanh Long bọn hắn hai mặt nhìn nhau, toàn bộ đều cười. Vì bọn họ cái lựa chọn này mà cao hứng. Bọn hắn lại đứng tại Diệp Quân Lâm bên này. Phản, phản, Thanh Long các ngươi phản. Vậy mà không phục tùng thiên thần lệnh.
ta nhất định phải đem các ngươi hành vi hôm nay nói cho những người khác. Đem các ngươi khu trừ ra thiên thần ti. Xong, xong, lần này triệt để xong. Nếu là mạnh nhất tà cổ thôn vệ mạnh nhất độc dược, vậy ai còn có thể ngăn cản a? Chờ xem, không lâu sau đó đại hạ liền sẽ biến thành địa ngục. Đến lúc đó chết quá nhiều người, liền phải trách các ngươi. Chấm. Nhưng vô luận bọn hắn nói cái gì? Thanh Long bọn hắn tạo thành bức tường người nửa bước chưa để. Cho ta, ai, được rồi. Long Tam Long Ngũ còn muốn tiến công. Thế nhưng là nhìn thấy Thanh Long bọn hắn nhiều như vậy thần minh. Đánh lên chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Không có biện pháp gì. Chỉ có thể ở chỗ này chờ. Cầu nguyện. Chẳng qua Hắc Thiên Minh những thế lực này, bởi vì sợ chia cắt không được tà cổ chi vương bảo vật mà tức giận. Cũng không có biện pháp. Người ta nhiều như vậy thần minh ngăn ở trước người. Thật không có cách nào. Diệp Quân Lâm một nhóm 5 người tiếp tục thâm nhập sâu. Nhìn thấy rất nhiều độc vật cùng hung thú. Thấy độc tà thần trợn cả mắt lên. Với hắn mà nói trước mắt đây hết thảy đều là bảo bối, so nữ nhân đều để người nghiện. Thế nhưng là tiếp xuống chính là nhân gian luyện ngục tràng cảnh. Người sống luyện cổ. Quả thực đáng sợ khủng bố đến cực hạn. Thấy để người tức giận. Còn có không ít hài nhi hài đồng cũng bị luyện cổ. Bộ dáng làm cho đau lòng người phẫn nộ. Thật mẹ hắn không phải người a. Hắc ám bác sĩ giận mắng một tiếng. Diệp Quân Lâm cũng rất tức giận. Nhìn xem những hài đồng kia, liên tưởng đến Quân Quân. Quân Quân trúng độc, còn có mình đâu. Thế nhưng là bọn hắn đâu. Chỉ có thể bị tra tấn. Lại không biện pháp gì. Tiếp tục đi lên phía trước. Bọn hắn rốt cục nhìn thấy người. Kỳ thật lúc này, tà cổ chi vương cùng các đồ đệ của hắn đều tiếp vào tin tức. Bên ngoài mấy ngàn cao thủ đem bọn hắn vây khốn. Mấy trăm người nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm bọn hắn. Phía sau tà cổ chi vương càng là bày ra tất cả độc cổ đến chuẩn bị một trận chiến. Không nên hiểu lầm, chúng ta là đến tà cổ chi vương giải độc. Diệp Quân Lâm nói. Diệp Quân Lâm đúng không? Con gái của ngươi chúng mạnh nhất độc dược thật sao? Phía sau một cái khô gầy đáng sợ như quỷ lão đầu đi ra. Cặp mắt của hắn đang liều lĩnh u quang. Hắn hưng phấn nhìn về phía Quân Quân, quả nhiên mạnh a. Cái này độc. Không sai. Hắn mạnh nhất độc cổ sắp luyện chế thành công, liền kém một mực mãnh liệu. Hiện tại đưa tới cửa. Hắn sao có thể không hưng phấn. Chính phiền muộn đâu, có rất mạnh độc dược xem như mạnh nhất độc cổ chất dinh dưỡng đâu. Quân Quân trên thân chúng độc quá phù hợp. Diệp Quân Lâm tự nhiên nhìn ra ý đồ của hắn tới. Thế nhưng là vì Quân Quân, hắn không nói gì. Tới đi, bắt đầu đi. Diệp Quân Lâm cũng không nói nhảm, trực tiếp ôm lấy Quân Quân đi vào phía trước. Hắn cũng làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chỉ cần Quân Quân xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, hắn sẽ lập tức động thủ. Tà cổ chi vương cũng không nói nhảm, lập tức đem mạnh nhất tà cổ đem ra. Lấy ra một cái hộp. Một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập toàn trường. Quanh mình độc vật nhóm cũng bắt đầu không an phận, thậm chí liền bọn hắn nuôi hung thú cũng đều phát ra hoảng sợ động tĩnh. Mà những cái kia bị dùng để luyện chế độc cổ người sống cũng toàn bộ sao động bất an. Bởi vì bọn hắn độc trong người cổ cảm nhận được cái này mạnh nhất tà cổ khí tức. Kinh khủng nhất chính là tà cổ chi vương các đồ đệ cũng cách xa xa. Chủ yếu khoảng cách quá gần, sẽ bị mạnh nhất độc cổ đem tinh huyết hút đi. Đây chính là vì gì tới gần mạnh nhất độc cổ sẽ nguyên nhân cái chết. Các ngươi cũng đều trốn xa một điểm. Tà cổ chi vương cười hắc hắc, hướng về phía Diệp Quân Lâm mấy người nói. Diệp Quân Lâm khoát khoát tay, hắc ám bác sĩ bọn hắn toàn bộ rút đi. Ta không sao, ta muốn nhìn lấy nữ nhi của ta. Diệp Quân Lâm nói. Tà cổ chi vương cũng không có coi ra gì. Chậm rãi đem hộp mở ra. Thoáng chốc, một cỗ khủng bố tuyệt luân khí tức tràn ngập toàn trường. Cái này tà dị khí tức xa xa so với cái kia thần minh còn kinh khủng hơn. Đều có thể so sánh Diệp Quân Lâm lúc trước từ Nam Cực sông băng vừa ra tới thời điểm gặp được gần như hóa giao con mãnh thú kia. Diệp Quân Lâm ánh mắt lập tức nhìn sang. Mạnh nhất độc cổ vậy mà là một đầu tiểu côn trùng. Lại là nghịch thiên độc vật. Chẳng qua đầu này tiểu côn trùng quá tiên diễm, toàn thân đủ mọi màu sắc. Nhìn rất đáng yêu xinh đẹp. Thế nhưng là cái này độc vật ai cũng không dám đụng a. Chỉ cần hiểu rõ tiểu gia hỏa này, đều ra kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Từ vừa mới bắt đầu luyện chế cái này độc cổ, không biết dùng bao nhiêu người sống.
liền Tà Cổ Chi Vương chính mình cũng không nhớ rõ. Chẳng qua hắn ánh mắt kinh ngạc rơi vào Diệp Quân Lâm trên thân. Hắn làm sao không có việc gì? Tà Cổ Chi Vương nghi ngờ nói. Cái này mạnh nhất Tà Cổ mạnh bao nhiêu, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Chỉ cần tại nó trong phạm vi trăm thước hẳn phải chết không nghi ngờ. Chớ đừng nói chi là hiện tại tới gần như thế, mạnh nhất Tà Cổ tản mát ra khí tức chỉ cần nhiễm đến, lập tức ăn mòn thân thể, thôn vệ tinh huyết. Nhưng trước mắt Diệp Quân Lâm một chút sự tình đều không có. Chẳng qua rất nhanh Tà Cổ Chi Vương lực chú ý ngay tại tiểu côn trùng phía trên. Hắn hiện tại chỉ chờ mong độc cổ thôn vệ quân quân kịch độc chất dinh dưỡng về sau, triệt để luyện thành. Đến lúc đó ai có thể cản hắn? Bên ngoài những người kia đều phải chết. Tiểu côn trùng sau khi ra ngoài, dường như ngửi được quân quân trên người kịch độc. Hưng phấn run run thân thể, lập tức hướng về phía quân quân chạy tới, tại quân quân trên tay cắn một cái. Quả nhiên cái này độc cổ hiện tại yêu thích các loại kịch độc, thôn vệ kịch độc coi như chất dinh dưỡng. Độc tính càng mạnh, nó liền càng thích. Hiện tại điên cuồng hấp thu quân quân trong thân thể kịch độc. Diệp Quân Lâm thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm quân quân, chú ý nàng từng hành động cử chỉ biến hóa. Quân quân vừa có biến hóa, hắn liền lập tức muốn xuất thủ. Hắn cũng cẩn thận cảm thụ được quân quân thân thể biến hóa, nhất là thể nội độc tố. Dù sao cái này độc quá giảo hoạt, nếu như nhận ngoại lực ảnh hưởng, liền sẽ tăng lên. Không biết cái này mạnh nhất Tà Cổ sẽ như thế nào. Thế nhưng là rất nhanh, Diệp Quân Lâm trên mặt liền lộ ra cuồng hỉ. Bởi vì cái này mạnh nhất Tà Cổ liền như là chất độc này thiên địch đồng dạng, điên cuồng hấp thu quân quân trong thân thể độc tố. Độc tố căn bản không có năng lực phản kháng, mặc cho cái này Tà Cổ điên cuồng hấp thu. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hiện tại quân quân thể nội độc tố chỉ là thức ăn của nó, sao có thể phản kháng? Quân quân trên người độc tố ngay tại giảm bớt, mà quân quân cũng không có vấn đề, chỉ là quá trình quá thống khổ. Kinh hỉ, quá kinh hỉ. Diệp Quân Lâm nội tâm kinh hỉ vô cùng. Mà đối Tà Cổ Chi Vương đến nói cũng là kinh hỉ vạn phần. Bởi vì nương theo lấy mạnh nhất Tà Cổ hấp thu quân quân tốc độ, nó cũng là trở nên càng ngày càng mạnh. Khí tức cơ hồ là vừa rồi hai lần. Còn đang không ngừng kéo lên bên trong. Hắn đem luyện thành mạnh nhất độc cổ. Thế gian hiếm thấy độc cổ. Ha ha ha. Tà Cổ Chi Vương nhìn không được cười ha hả, khí tức của hắn cũng đi theo kéo lên. Bởi vì đây là hắn xen lẫn độc cổ, cùng hắn huyết mạch tương thông. Độc cổ càng cường đại, hắn cũng liền càng cường đại. Đáng sợ khí tức bao phủ toàn bộ thập phương đại sơn. Gây nên linh khí cùng từ trường dị thường, cuồng phong gào thét không nói, không trung còn sấm sét vang dội. Linh khí hình thành từng cái vòng xoáy ở giữa không trung, hết thảy chung quanh đều bị ảnh hưởng đến. Đáng sợ dị tượng để người sợ hãi. Bên ngoài chờ đợi Long Tam bọn hắn nhìn thấy loại hiện tượng này xuất hiện, cả đám đều đang kinh ngạc thốt lên. Muốn xong, muốn xong. Khẳng định là mạnh nhất Tà Cổ hấp thu đáng sợ độc tố, sẽ phải triệt để luyện thành. Diệp Quân Lâm ngươi chính là tội nhân, hiện tại chúng ta ngăn cản cũng không kịp. Chấm. Đám người tức giận mắng. Thế nhưng là Thanh Long bọn hắn vẫn như cũ tạo thành bức tường người cản trở, một bước cũng sẽ không lui lại. Chấm. Tiểu côn trùng hấp thu độc tố càng ngày càng điên cuồng, quân quân tình huống một mực đang biến tốt. Tà Cổ Chi Vương rất hưng phấn, quả nhiên là mạnh nhất độc dược. Ha ha ha, chưa bao giờ thấy qua mạnh như vậy độc dược. Bảo bối, nhanh 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 nhanh. Hắn cũng hưng phấn thúc giục. Nếu là dĩ vãng Diệp Quân Lâm một bàn tay quất tới, cũng không biết yên tĩnh một điểm. Nhưng là bây giờ Diệp Quân Lâm cũng rất hưng phấn. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế có hiệu quả biện pháp. So với lúc trước Thánh Tuyển còn tốt hơn dùng. Chấm. Tiểu côn trùng bởi vì hấp thu độc tố, thân thể cũng phát sinh biến hóa, một hồi tử, một hồi đỏ. Không biết qua bao lâu về sau. Ầm ầm, đột nhiên một đạo sấm sét giữa trời quang nổ vang. Lập tức, thập phương đại sơn đều đang điên cuồng lắc lư. Khí tức khủng bố nhất tràn ngập, phiến khu vực này sinh vật toàn bộ diệt tuyệt. Tất cả hoa cỏ cây cối, thiên tài địa bảo toàn bộ khô héo. Thậm chí linh khí tinh thể toàn bộ bị rút khô chỉ toàn. Nếu không phải Diệp Quân Lâm, Hắc Ám bác sĩ bọn hắn cũng gặp nguy hiểm. Mà Tà Cổ Chi Vương bọn đồ tử đồ tôn giờ khắc này tinh huyết cũng bị trống rỗng rút khô chỉ toàn. Còn có những cái kia luyện cổ người sống, bọn hắn đều là lấy ra hiến tế mạnh nhất Tà Cổ. Diệp Quân Lâm một lòng tại quân quân trên thân,
cho nên chỉ bảo hộ hắc ám bác sĩ mấy người. Những người khác thật không thể chú ý đến. Mà lại những cái kia bị bắt tới luyện cổ vật sống, đã sớm cùng cổ cùng sinh chung thể. Không cứu sống, còn không bằng cho bọn hắn một cái giải thoát. Ha 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 ha, luyện thành, ta rốt cục luyện thành mạnh nhất độc cổ. Tà cổ chi vương điên cuồng cười lớn. Mà con kia côn trùng lại bị hắn một hơi nuốt vào, cả hai hợp hai làm một. Cái này mạnh nhất tà cổ nhưng thật ra là hắn lấy tự thân luyện chế. Luyện kỳ thật là chính hắn. Trên người hắn tản mát ra khủng bố tuyệt luân khí tức. Như là ngập trời giang hải, cuồn cuộn mà ra, muốn đem toàn thế giới đều xé rách đồng dạng. Mạnh, mạnh đến bạo tạc. So hiện tại những cái này thần minh không biết muốn mạnh đến mức nào. Liền kém một chân vào cửa, hôm nay vừa vặn Diệp Quân Lâm đưa ra. Giúp hắn luyện thành mạnh nhất độc cổ. Hắn chờ cũng không chính là một ngày này sao. Thành công. Rốt cục thành công. Quanh mình thiên tài địa bảo, hoặc là vật sống tinh huyết, tinh khí đều tại liên tục không ngừng bị hắn hấp thu. Loại này chúa tể hết thảy cảm giác thật quá tuyệt. Chẳng qua lúc này, Diệp Quân Lâm lực chú ý tất cả quân quân trên thân. Mạnh nhất tà cổ là lợi hại a. Chẳng qua quân quân chúng độc lợi hại hơn, nó vậy mà chỉ hấp thu một nửa liền đạt tới cực hạn trạng thái, luyện thành mạnh nhất độc cổ. Căn bản đều không có hấp thu xong. Quân quân trong thân thể còn lưu lại một nửa độc tố. Nhưng đây đối với Diệp Quân Lâm đến nói đã là tin tức vô cùng tốt. Quân quân muốn tốt. Hấp thu một nửa độc tố về sau, quân quân tình trạng cơ thể đã tốt rất rất nhiều. Thành công ngay trước mắt. Chỉ còn lại một nửa độc tố liền dễ làm. Ha ha ha, ta luyện thành, ta vô địch thiên hạ. Ai có thể đánh với ta một trận? Bên cạnh tà cổ chi vương cười lớn. Bỗng nhiên, Diệp Quân Lâm oanh một chút xuất hiện ở trước mặt hắn. Ba, mạnh mẽ một bàn tay. Ngươi nhào nhào mẹ ngươi đâu. Thật vất vả quân quân xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, Diệp Quân Lâm nghĩ tra xét một chút quân quân cụ thể tình huống như thế nào. Kết quả cái này não tàn ở bên cạnh lại là cười ha ha, lại là ăn nói linh tinh. Làm ra thiên băng địa liệt đồ vật tới. Đối Diệp Quân Lâm đến bảo hoàn toàn chính là tạp âm A. Phiền chết. Bởi vậy, Diệp Quân Lâm mới có thể đi lên mạnh mẽ quất một cái tát. Chẳng qua tà cổ chi vương một tát này đều bị rút mộng. Trước một khắc còn tại nói mình vô địch thiên hạ, chúa tể hết thảy. Làm sao sau một giây, liền bị người mạnh mẽ quất một cái tát. Mình còn không phản ứng chút nào, không có chút nào phát giác. Không đúng. Mình bây giờ đều mạnh đến cái dạng gì, làm sao lại thế? Là nơi nào xảy ra vấn đề? Nơi nào giống như không thích hợp? Trước mắt của hắn đứng Diệp Quân Lâm, đang nhìn hắn. Cảm ơn người giao cho nữ nhi của ta giải độc, mặc dù giải một nửa độc. Nhưng với ta mà nói chính là giải độc, lần nữa cảm ơn ngươi. Diệp Quân Lâm vậy mà tại cho tà cổ chi vương đạo tạ. Cái này khiến tà cổ chi vương càng phát ra mộng. Chủ yếu hắn còn tại dư vị một cái tát kia sự tình. Hắn không phải vô địch thiên hạ sao? Vừa mới một bàn tay chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là chuyện nào ra chuyện đó? Ngươi giúp ta cho ngươi nói lời cảm tạ, chúng ta hòa nhau. Thế nhưng là ngươi là kẻ gây họa, tổn thương nhiều như vậy vô tội tính mạng, như vậy ta liền phải giết ngươi, ngươi không có ý kiến a? Diệp Quân Lâm chăm chú nhìn hắn nói. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu nghe được liên quan tới tà cổ chi vương tin tức, Diệp Quân Lâm liền muốn giết hắn. Chỉ là không nói chuyện. Mới vừa tới thời điểm, nhìn thấy hắn cầm người sống luyện cổ, càng phát ra tức giận, sớm đã có sát tâm. Chỉ là phải chờ tới quân quân giải độc. Hiện tại mục đích đã đạt thành, hắn cũng không cần ẩn nhẫn. Vừa vặn cái này não tàn lại cười lại nhao nhao, chọc giận Diệp Quân Lâm. A, ngươi nói cái gì? Tà cổ chi vương lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Mình chính xác là bị đánh. Giống như chính là trước mắt Diệp Quân Lâm. Lại nghe được Diệp Quân Lâm đang nói cái gì, hắn vô ý thức mà hỏi. Giết ngươi. Diệp Quân Lâm nghiêm túc nói. Cái gì, giết ta, ha 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 ha. Tà cổ chi vương bắt đầu cười ha hả, ta đã thiên hạ không? Ầm ầm. Thế nhưng là hắn lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, Diệp Quân Lâm cuồng bạo một quyền liền đập tới. Tà cổ chi vương thân thể nháy mắt nổ tung, sụp đổ, bạo thành một đoàn xương máu. Diệp Quân Lâm lực lượng kinh khủng còn tại lan tràn, xương máu nháy mắt biến mất. Còn có chạy trốn độc cổ bị Diệp Quân Lâm trực tiếp vỡ nát. Hắn sẽ không cho tà cổ chi vương một tí cơ hội.
làm nhiều việc ác mối họa lớn, sao có thể sống? Thấy một cái giết một cái. Ta thế nhưng là từng nói với ngươi cảm tạ, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Diệp Quân Lâm nói. Lập tức, hắn ôm lấy Quân Quân rời đi. Bên ngoài, khi thấy Diệp Quân Lâm mấy người đi tới, tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc. Tà cổ chi vương luyện thành mạnh nhất tà cổ, Diệp Quân Lâm bọn hắn sao có thể còn sống ra tới? Chuyện không thể nào a. Mọi người nhao nhao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lão đại, Quân Quân độc giải sao? Tất cả mọi người nhao nhao quan tâm Quân Quân giải độc vấn đề. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, Quân Quân chúng độc quá bá đạo, cho dù là mạnh nhất tà cổ cũng nhiều nhất chỉ có thể hấp thu đi một nửa độc tố, lại nhiều liền tiếp nhận không được. Chẳng qua với ta mà nói đây đã là thiên đại kinh hỉ. Đây coi là được kỳ tích, tiếp xuống đường cũng rất dễ dàng. Thật sao, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Đám người cũng lộ ra vui sướng tới. Đoạn thời gian trước, bọn hắn kỳ thật cũng đi theo Lý Tử Nhiễm tại cho Quân Quân giải độc sự tình bận rộn. Hiện tại có hiệu quả, tất cả mọi người kích động. Hạnh khổ các ngươi, tiếp xuống bọn hắn muốn gây phiền phức cho các ngươi, trực tiếp tới tìm ta cho các ngươi làm chủ. Diệp Quân Lâm nói. Được rồi, minh bạch. Đám người mặc dù hoang mang, nhưng Diệp Quân Lâm một bộ căn bản không có đem thần minh để vào mắt dáng vẻ, để bọn hắn rất là kính nể. Cảm thấy Diệp Quân Lâm thật sự có thực lực này. Mà lúc này Long Tam bọn hắn mang theo tất cả thế lực đã vọt vào. Chẳng qua tà cổ chi vương hang ổ đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Cái gì đều bị hủy. Người toàn bộ chết rồi. Thiên tài địa bảo đều phế, linh khí tinh thể toàn khô cạn. Thậm chí liền độc vật, độc cổ những cái này đều bị phá hư. Rõ ràng là cấp một cấm địa, nhưng bây giờ có thể cần dùng đến cái gì cũng không có. Tức điên. Hắc Thiên Minh những thế lực này đều muốn tức điên. Bọn hắn không phải liền là chạy đến tìm chỗ tốt sao? Hiện tại cái gì cũng không có. Chuyện gì xảy ra, đây là làm sao rồi? Đối với cái này, tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu. Hẳn là mạnh nhất tà cổ luyện thành thời điểm, phá hư hết thảy chung quanh, để thiên tài địa bảo khô héo, để linh khí cảnh giác toàn bộ khô kiệt. Dù sao cái này tà cổ chung quanh không có bất cứ sinh vật nào còn sống. Long Tam giải thích nói. Thế nhưng là tà cổ chi vương đi đâu rồi? Mạnh nhất tà cổ đâu? Làm sao cũng không thấy rồi. Bọn hắn cũng không nên trốn a. Mọi người rất nhanh phát hiện trọng điểm. Tà cổ chi vương không gặp. Thế nhưng là mọi người lại nhìn thấy một chút vết tích. Tựa như là tà cổ chi vương nổ tung đồng dạng. Hẳn là chết, vừa mới ta nghe Diệp Quân Lâm nói mạnh nhất tà cổ nhiều nhất hấp thu hắn trên người nữ nhi một nửa độc. Ta suy đoán là Diệp Quân Lâm trên người nữ nhi độc quá mạnh. Dẫn đến vượt qua tà cổ năng lực chịu đựng. Mà lại cái này tà cổ là tà cổ chi vương dựa vào tự thân luyện chế, tà cổ cùng hắn là một thể, tà cổ không chịu nổi nổ, hắn tự nhiên cũng nổ. Có một vị am hiểu phương diện này lão giả nói. Tất cả mọi người tán dương nhẹ gật đầu. Giống như thật sự là dạng này. Không phải không cách nào giải thích tà cổ chi vương nổ tung bí mật. Cũng không thể là Diệp Quân Lâm giết đi. Hắn có năng lực như thế sao? Dù là hắn có thể cùng thần minh một trận chiến, thế nhưng là vừa mới tà cổ chi vương vượt xa khỏi thần minh a. Đáng ghét, đều do Diệp Quân Lâm. Mặc dù tà cổ chi vương diệt trừ, thế nhưng là hết thảy đều hủy. Chúng ta một chút xíu chỗ tốt cũng không chiếm được a. Nếu là chúng ta tự mình tiễu trừ tà cổ chi vương, chỗ tốt một đống lớn. Diệp Quân Lâm ngươi phải trả trở về, ngươi phải bồi thường chúng ta. Chấm. Các thế lực lớn đã ngầm hiểu lẫn nhau, muốn nghĩ cách tại Diệp Quân Lâm phải trên thân. Bọn hắn phí hết tâm tư, một điểm chỗ tốt không có mỏ lấy. Đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Quân Lâm. Bởi vậy bọn hắn muốn Diệp Quân Lâm đem cái này trả lại, bồi thường lại. Sau đó những thế lực này đem đối Diệp Quân Lâm xuống tay. Diệp Quân Lâm không phải tài nguyên nhiều không? Vậy liền từ trên người hắn đi đoạt. Chẳng qua bọn hắn cần đưa tới càng nhiều thế lực, vạn nhất tại Diệp Quân Lâm trên tay ăn thiệt thòi cũng không tốt. Trước đó Diệp Quân Lâm danh tiếng vang xa thời điểm, bọn hắn liền có ý tưởng này. Chẳng qua Diệp Quân Lâm một mực đang nước ngoài, bọn hắn không tốt đưa tay đi. Nhưng hôm nay không giống, Diệp Quân Lâm vừa vặn tại Đại Hạ. Bọn hắn có cơ hội. Mạnh mẽ đoạt Diệp Quân Lâm một bút lại nói. Chấm. Chẳng qua Long Tam Long Ngũ đều cười, cứ việc Diệp Quân Lâm không nên tham dự vào, nhưng mục đích của chúng ta đạt tới, tà cổ chi vương diệt trừ.
Mọi người có thể an tâm. Thiên thần ti đều là hướng về phía vây quét diệt trừ tà cổ chi vương đến. Nhưng bọn hắn nơi nào minh bạch những người này tâm tư a? Bọn hắn căn bản không quan tâm tà cổ chi vương giết bao nhiêu người, có thể đối đại hạ tạo thành cái dạng gì uy hiếp. Chỉ để ý có thể vớt bao nhiêu chỗ tốt. Càng không biết bọn hắn đã tại đối Diệp Quân Lâm nghĩ cách. Thật sự là quá tốt, cái tai họa này rốt cục bị diệt trừ. Chấm. Đám người làm bộ làm tịch làm ra một chút bộ dáng tới. Bộ dáng nhìn dường như bọn hắn thật tại vì tà cổ chi vương vẫn lạc mà cảm thấy hưng phấn. Kỳ thật bọn hắn đều đang suy nghĩ như thế nào đối Diệp Quân Lâm xuống tay đâu. Vừa mới nhìn thấy Thanh Long bọn hắn như vậy giữ gìn Diệp Quân Lâm, bọn hắn lại là thần minh, người còn nhiều. Phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn cho đẩy ra, khả năng đối Diệp Quân Lâm xuống tay. Diệp Quân Lâm bọn hắn rời đi về sau, lập tức lần nữa tuyên bố lệnh treo giải thưởng, cho Quân Quân giải độc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cũng là đem Quân Quân giải độc một nửa tin tức truyền ra ngoài. Một bên vì treo thưởng giải độc phương pháp, một bên cũng là trấn nhiếp cửu đầu xà cùng thế lực thần bí. Đến A, phá hư A, ngăn cản A, đến A. Nữ nhi của ta hiện tại cũng giải độc một nửa, một đám phế vật. Các ngươi ngăn được sao? Rác rưởi. Chấm. Diệp Quân Lâm điên cuồng phát tiết. Cứ như vậy một đường ngăn cản. Hắn vẫn là cái Quân Quân giải một nửa độc. Tin tức phát ra ngoài, toàn thế giới oanh động. Nhất là cửu đầu xà những thế lực này. Đáng ghét a, lại còn có độc cổ thôn phệ độc chuyện này. Hút một nửa độc, chẳng phải là nói Diệp Quân Lâm nữ nhi hoàn toàn giải độc sắp đến. Diệp Quân Lâm ta thật hận ngươi. Không được, không thể để cho Diệp Quân Lâm nữ nhi tiếp tục giải độc. Chúng ta muốn thỉnh cầu Chiến Hùng Quốc phái người, vô luận trả cái giá lớn đến đâu. Đều không cần để Diệp Quân Lâm cho nữ nhi giải khai còn lại một nửa độc. Chấm. Cửu đầu xà gấp. Bọn hắn cũng còn không có từ tam đại thủ lĩnh bị giết trong bóng tối đi tới. Diệp Quân Lâm lại giải hết nữ nhi một nửa độc. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói chính là tin dữ a. Chiến Hùng Quốc cao tầng nghe được thỉnh cầu của bọn hắn về sau, cũng là vui vẻ đáp ứng. Sau đó bọn hắn đem chuyên môn phái ra một chút thần minh nhằm vào Diệp Quân Lâm nữ nhi giải độc. Chấm. Báo thù cửu đầu xà tổ chức chỗ trên đảo nhỏ. Mọi người nghe được tin tức này về sau, cũng là chấn động vô cùng. Chúng ta ngăn cản nửa ngày, kết quả đây, Diệp Quân Lâm vẫn là cho hắn nữ nhi giải độc một nửa. Này chúng ta nếu là lại không chú ý, khả năng liền hoàn toàn giải độc. Tất cả mọi người vô cùng uể oải. Không được, tiếp tục như vậy, Diệp Quân Lâm nữ nhi giải độc tốt lắm lời nói, hắn càng sẽ không hướng cửu đầu xà báo thù. Chúng ta muốn ngăn chặn tình huống như vậy phát sinh. Truyền lệnh xuống, toàn bộ tổ chức từ giờ phút này bắt đầu toàn diện nhằm vào Diệp Quân Lâm nữ nhi giải độc. Tạm thời đem đối cửu đầu xà báo thù sự tình thả một chút, chuyện này gấp không được, thế nhưng là Diệp Quân Lâm nữ nhi giải độc nhất định phải gấp. Chấm. Thần y Yến Tàng Sinh biết chuyện này về sau, trong lòng hô to một tiếng Diệp Quân Lâm lá gan quá lớn, cũng dám dùng phương thức như vậy. Nữ nhi của hắn cùng Quân Quân tương tự. Nghe được Quân Quân độc giải một nửa, hắn cũng là từ đáy lòng cao hứng. Thế nhưng là khống chế Yến Tàng Sinh nữ nhi thế lực thần bí, nhưng buồn bực đến muốn chết. Bọn hắn không biết tình huống dưới, Diệp Quân Lâm nữ nhi độc đã giải một nửa rồi. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói chính là sỉ nhục a. Sau đó cách làm đều là giống nhau. Toàn lực ngăn cản Diệp Quân Lâm nữ nhi giải độc. Chấm. Kỳ thật Diệp Quân Lâm như vậy gióng trống khua chiêng đem Quân Quân giải độc một nửa tin tức thả ra. Trừ chấn nhiếp bên ngoài, cũng là muốn đem những này ngăn cản Quân Quân giải độc người thần bí cùng thế lực từng cái đều dẫn ra. Mình càng như vậy kích động, bọn hắn liền càng phải ngăn cản. Tự nhiên mà vậy liền lộ ra chân tướng. Mình cũng làm cho người cùng mặt trời không lặn đế quốc cùng một chỗ hợp tác đi tìm. Chẳng qua đám này tạp toái tính cảnh giác quá cao. Căn bản không có lưu lại đầu mối gì. Nhưng lần này khác biệt. Quân Quân tình huống chuyển biến tốt đẹp. Chính hắn cũng có thể bắt đầu. Thậm chí có thể kế hoạch một chút, chờ Quân Quân độc hoàn toàn giải quyết về sau, mình như thế nào nhằm vào cửu đầu xà Chiến Hùng Quốc những cái này cửu địch. Còn có lừa qua hắn cái kia thế lực lớn cùng từng cái bị ký danh thế lực. Chỉ chờ Quân Quân một tốt, hắn liền lần lượt tìm tới cửa tính sổ sách. Diệp Quân Lâm hiện tại thật vui mừng, bởi vì một nửa độc tố không có về sau. Quân Quân gần như khôi phục bình thường. Không còn thèm ngủ,
mình cũng có thể hành tẩu, bình thường hoạt động đây đều là không có vấn đề. Thậm chí chỉ cần Diệp Quân Lâm ngăn chặn một nửa khác độc tố, Quân Quân đều có thể luyện một chút tự sáng tạo công pháp. Hắn tin tưởng tìm tiếp biện pháp, Quân Quân một nửa khác độc nhất định có thể giải rơi. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Một vòng mới lệnh treo giải thưởng đã bắt đầu. Để mọi người khó mà tin nổi là Diệp Quân Lâm làm sao còn có tài nguyên. Căn cứ mọi người biết rõ, khoảng thời gian này Diệp Quân Lâm sói mòn rất nhiều tài nguyên. Đầu tiên chính là lệnh treo giải thưởng, nhiều người như vậy đều chiếm được qua Diệp Quân Lâm chỗ tốt. Mấu chốt hắn còn bị Hắc Long Quốc cướp sạch qua, bị Thiên Khải Đế Quốc cường bá chiếm qua, bị người cố ý lừa qua, lại cho đại hạ nhiều như vậy. Kết quả hắn còn có thể tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Hắn tài nguyên đến cùng nơi nào đến? Tài nguyên như thế nào lấy được? Chẳng lẽ bí mật này không có nói cho Thiên Khải Đế Quốc sao? Cái này một loạt nghi vấn đều tại khốn nhiễu mọi người tất cả mọi người. Mà lại căn cứ gần đây tình báo biểu hiện, Diệp Quân Lâm căn bản liền không có rời đi đại hạ A. Hắn tài nguyên cũng đều là trống không. Cũng không có để người từ nước ngoài vận tới. Đến cùng nơi nào đến? Hắn tài nguyên phảng phất tùy thời tùy chỗ ngắt lấy đào móc đồng dạng. Để người trăm mối vẫn không có cách giải. Chính yếu nhất chính là chiến hùng quốc thế nhưng là nhìn chằm chằm vào Thiên Khải Đế Quốc đâu. Thế nhưng là từ khi Thiên Khải Đế Quốc đạt được Diệp Quân Lâm bí mật về sau, bọn hắn liền không có đi ra ngoài qua. Không có bất kỳ hành động gì. Đến cùng đạt được Diệp Quân Lâm tài nguyên không có, bọn hắn không người nào biết. Về phần chiến ưng quốc cùng thế lực sau lưng, bọn hắn căn bản không nhọc lòng điểm này. Bọn hắn sẽ không đi nhọc lòng hoặc là nghi hoặc Diệp Quân Lâm tài nguyên từ chỗ nào tới. Lại thế nào là bí mật, không ở ngoài chính là cùng linh khí khôi phục có quan hệ, cùng Nam Cực sông băng hạ siêu cấp linh mạch có quan hệ. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Đầu nguồn chính là những cái này. Điểm này tài nguyên đối chiến ưng quốc thế lực sau lưng đến nói, đều không đủ tê răng. Người ngoài không biết, thế nhưng là tại đại hạ, nhất là cùng Diệp Quân Lâm biết rõ người biết. Diệp Quân Lâm vị trí, tài nguyên lại chồng chất thành núi. Nếu để cho Thượng Đế chi não phi hành khí đến giả bộ, đoán chừng phải trọn vẹn 10 chiếc phi hành khí khả năng đổ đầy. Mà lại hoàn toàn như trước đây phẩm chất cao. Ai nhìn thấy đều phải chảy nước miếng A. Đây là Diệp Quân Lâm gần đây tại đại hạ cấp một cấm địa thu thập đến. Chỉnh thể phẩm chất thậm chí yếu lực cao hơn trước đó thu thập đến. Hiện tại có thể hoạt động Quân Quân, ngược lại là tại những cái này chất thành núi tài nguyên bên trong chơi đùa. Đương nhiên cái này tài nguyên chỗ vị trí tại bí ẩn, trừ số ít người bên ngoài không ai biết. Diệp Quân Lâm cứ việc không sợ có người nhớ thương, nhưng sợ phiền phức A. Nếu như nơi này bại lộ, mỗi ngày đều có người chạy tới quấy rối. Diệp Quân Lâm phải bị phiền chết. Liền sợ tặc nhớ thương. Nước ngoài tặc nhớ thương, nhưng là áp dụng rất khó khăn. Đầu tiên muốn đi vào đại hạ A. Đại hạ không nói đến phía sau phải chăng có người. Ngay tại lúc này thiên thần vệ còn đang không ngừng gia tăng. Thần minh từng cái đều xuất hiện. Không dám vào nhập đại hạ A, chớ đừng nói chi là đi đối Diệp Quân Lâm tài nguyên động thủ. Chẳng qua đại hạ tặc thế nhưng là thời khắc lo nghĩ. Chính là Hắc Thiên Minh những thế lực này. Bọn hắn mặc dù vẫn luôn đang không ngừng chém giết, không ngừng đang cướp đoạt người khác tài nguyên. Nhưng cuối cùng là tiểu đả tiểu nháo. Diệp Quân Lâm bây giờ có được tài nguyên. Bọn hắn chỉ cần kiếm một chén canh, tiếp xuống đều không cần đi làm giết người cướp của, ăn cướp người khác. Thậm chí có thể nói là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bởi vậy bọn hắn phi thường trông mà thèm, nhất là lần trước sinh ra ý nghĩ này sau. Bọn hắn một mực đang liên lạc cái khác các thế lực lớn, chuẩn bị cùng một chỗ nuốt vào Diệp Quân Lâm tài nguyên. Trải qua một phen liên lạc sau. Giống như là Hắc Thiên Minh dạng này thế lực lớn, khoảng chừng 24 tham dự. Cái khác thế lực nhỏ đều 4-5-10 cái. Các phương chung vào một chỗ, hiện tại binh cường mã tráng. Có thể đối Diệp Quân Lâm động thủ. Chỉ là hiện tại buồn bực vấn đề là Diệp Quân Lâm tài nguyên để ở nơi đâu, còn không có tra được. Đây là cái việc cần kỹ thuật. Nơi này quá che giấu. Bọn hắn đã sớm phái người ra ngoài tìm, nhưng là bây giờ cũng còn không tìm được. Liền tại bọn hắn lấy lúc gấp, trong đó một đám thế lực huyết thủ điện mang đến tin tức. Thật sự là không nghĩ tới, Diệp Quân Lâm sẽ đem tài nguyên thả ở nơi này, trách không được chúng ta một mực tìm không thấy. Huyết thủ điện điện chủ kinh ngạc nói. Mọi người nhao nhao xông tới,
Diệp Quân Lâm tài nguyên giấu ở nơi nào? Không nghĩ tới đi, Diệp Quân Lâm lại đem tài nguyên giấu ở Tà Cổ Chi Vương hang ổ. Huyết Thủ Điện điện chủ thốt ra lời này xong, mọi người lao nhao thanh âm vang lên. Toàn bộ đều đang kinh ngạc. Mấy ngày nay bọn hắn nhiều người như vậy tìm khắp nơi a. Thế nhưng là duy chỉ có xem nhẹ nơi này. Miêu Cương Thập Phương Đại Sơn nơi nào, sớm đã bị mạnh nhất Tà Cổ phá hư thành như thế, căn bản liền không ai đi a. Diệp Quân Lâm đem tài nguyên giấu ở nơi này, những người khác xác thực khó tìm. Cái này nếu để cho chính bọn hắn tìm, muốn chết cũng không tìm tới a. Diệp Quân Lâm cái này giấu tài nguyên địa phương tuyệt. Hắc Thiên Minh Minh chủ hỏi, ngươi là làm sao biết tin tức này? Huyết Thủ Điện điện chủ cười nói, sơn nhân tự có diệu kế. Là Thiên Thần Ti có người lộ ra a. Hắc Thiên Minh Minh chủ cười nói. Ha ha ha. Huyết Thủ Điện điện chủ những cái này đều cười. Hiện tại duy nhất có thể biết Diệp Quân Lâm ở chỗ đó, chỉ có Thiên Thần Ti. Khẳng định là Huyết Thủ Điện điện chủ cùng Thiên Thần Ti một ít người có liên hệ. Từ đó đạt thành giao dịch.